bộ truyện lương đa giả vờ ngủ tác giả tần tam kiến thể loại đam mỹ hài hước ngược chương một sáng nay lúc lương đa xem tử vi bên trên nói rằng thích hợp cưới gã thích hợp trang trí giường thích hợp kết thiện duyên tránh ra ngoài tránh chuyển nhà tránh nhận lời mời màu sắc may mắn màu bạc hướng đi may mắn hướng nam vì thế nên trước khi ra ngoài lương đa còn đặc biệt phối thêm cặp kính gọng bạc đã mua từ tám đời anh cũng quyết định phải nói chuyện với bệnh nhân nhiều hơn nhưng sẽ từ chối tất cả lời mời trước đây lương đa không phải kiểu người xem tài hạn mỗi ngày với tư cách một bác sĩ theo lý thì lương đa nên ngoan ngoãn thờ phụng khoa học mới đúng nhưng đã là con người thì cũng có điếc có tha mặc dù là bác sĩ nhưng anh sợ ma tự nhiên gần đây lại còn bắt đầu quan tâm tới vận may rủi dựa trên cung hoàng đạo đương nhiên không tới mức mê tín chẳng qua anh cảm thấy mấy thứ gọi là siêu hình này có thể khiến cuộc sống mình vui vẻ và thú vị hơn có điều nói tới nói lui đối với lương đa thì dù bói bài taro hay coi tử vi xác suất bói chuẩn là cực nhỏ anh cũng chẳng mong cuộc đời mình bị người ta tính toán suy diễn chỉ coi cho vui tìm cái giải trí mà thôi lương đa ra ngoài lúc xuống lầu còn đứng lại cảm thán về sắc trời mùa thu người cũng rất có tinh thần một năm bốn mùa anh thích nhất là mùa thu vào khoảnh khắc mùa thì cả đất trời bỗng chốc như mát mẻ hẳn không còn nóng bức oi ả như ngày hè nữa lương đa đứng ở cửa lớn biến nhát duỗi eo hít thật sâu để bản thân hấp thu tinh hoa của đất trời, hít đủ dương khí, thần sắc sẽ trở lên sáng láng hơn. Thời tiết hôm nay thực sự rất tốt, anh quyết định sẽ không lái xe ô tô mà đi tới cổng khu chung cư, quét mã rồi tự đạp xe đến phòng khám. Giảm thiểu lượng carbon là trách nhiệm của mọi nhà. 8 giờ sáng, bác sĩ Tiểu Lương mặc một chiếc áo khoác ngoài bằng len với quần bò mới mua. Lưng đeo chiếc ba lô mà năm ngoái anh dùng một số tiền lớn để hốt về, đạp xe như bay trên con đường vào ngày đầu thu một phiến lá nhẹ nhàng rơi xuống giỏ xe, anh nhìn về phía nó huyết sáo, coi như chào buổi sáng tốt lành. Một người sắp 30 tuổi lại ăn mặc như sinh viên đại học, lái xe mất một tiếng, đạp xe chỉ cần 40 phút. Đừng hỏi tại sao lái xe đi làm lại tốn thời gian hơn đạp xe, lỗi tại tắt đường đó. Lương đa tới phòng khám vào lúc 8 giờ 40 phút, trễ 10 phút so với giờ mở cửa. Phòng khám là của anh, bác sĩ hay y tá đều là anh mặc dù thông báo với bên ngoài giờ mở cửa là 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối, vậy nhưng chẳng ngày nào đúng giờ cả, đến muộn về sớm là chuyện rất bình thường. Mở cửa, vào phòng, thay quần áo, Lương Đa cởi áo khoác len móc lên cây treo đồ trong phòng làm việc, cầm chiếc áo bơ được giặt sạch sẽ, khử khuẩn đàng hoàng lên phải mấy cái rồi đứng trước gương mặt vào, anh nâng gọng kính trên sóng mũi, nhìn bản thân trong gương nở nụ cười, hở ra tám cái răng trắng đều răng như bắp đẹp trai ghê, lương đa tự khen bản thân, sau đó xoay người chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Phòng khám này được mở bên ngoài khu chung cư khá cũ. Người ở khu này đều là gia đình thuộc tầng lớp tri thức, đa số là người có tuổi, hoặc cháu trai, cháu gái của họ. Mấy chú gì đó thường hay tới chỗ anh để khám vài ba bệnh lạc vặt, lúc không bị bệnh gì cũng thích tới, chủ yếu là để tặng cho bác sĩ Tiểu Lương vừa đẹp trai ngất trời vừa nhiệt tình này vài quả trứng gà, miếng bánh hoặc chút đồ ăn vặt tính cách của lương đa rất tốt nhiệt tình với tất cả mọi người lại còn biết ăn nói nên dỗ cho ai nấy đều vui vẻ tốt nghiệp xong anh có làm trong bệnh viện vài năm nhưng về sau cảm thấy không phù hợp bèn ra ngoài mở một phòng khám của riêng mình bây giờ vơ phải một mớ rắc rối cụ thể là cứ lâu lâu lại có người muốn giới thiệu cho anh cô bạn gái bạn gái thì không cần bởi vì lương đa là đồng tính nhưng bạn trai cũng không cần lắm vì lương đa là người theo chủ nghĩa độc thân anh thích cảm giác tự do một mình không bị gò bó, cũng chưa từng cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Những lúc có nhu cầu về vấn đề kia, anh còn có một ngăn tủ dụng cụ để giúp anh giải quyết, tự chơi một mình thích vải loàn. Đi ra ngoài phòng nghỉ, bác sĩ Tiểu Lương bắt đầu duỗi thân vận động. Bình thường giờ này không có ai tới, anh sẽ tự nghĩ cách giết thời gian. Trong lúc vận động, Lương đa tiện thể xem lại bản tin buổi sáng trên điện thoại. Mặc dù anh chẳng mấy quan tâm đến việc trong nước, ngoài nước đang xảy ra chuyện to nhỏ gì, nhưng mấy thứ này đều là những chủ đề mà các chú gì tới chỗ anh hay nói chuyện vì vậy anh bắt buộc phải có thông tin để tiếp lời lương cao nhìn về phía cửa phòng khám hướng này là hướng nam hướng may mắn của anh hôm nay đang khởi động thì cửa bị đẩy ra thật 9 giờ sáng có một anh đẹp trai bước vào ấy ai đây ta lương đa nở nụ cười mới sáng sớm đã đến phòng khám của tao có gì chỉ bảo thế người đến tên là quản tiêu bạn tốt nhiều năm của lương đa Tối qua tao ở chỗ anh Trần của mày, nên tiện đường ghé qua thăm mày thôi. Quản Tiêu đứng ở cửa, không hề có ý bước vào trong. Buổi tối đi ăn không? Vì thế, trong lòng Lương Đa giấy lên một hồi chung cảnh báo, sinh hoạt thầm kín của mày với anh Trần không hài hòa nên muốn để tao tư vấn hả? Thầm kín cái đầu mày, Quản Tiêu nói. Hôm nay sinh nhật tao, điêu thối, sinh nhật mày tuần sau cơ mà. Hai người họ quen nhau bao năm nay, sinh nhật của Quản Tiêu ngày nào chẳng lẽ Lương Đa lại không biết? tuy rằng nhìn lương đa giống như người không để tâm tới chuyện gì nhưng thật ra chuyện gì cần nhớ anh vẫn nhớ cái người tên quản tiêu này thù dai lắm quên mất sinh nhật của anh ta thì anh ta sẽ dùng chuyện này để khịa anh cả năm trời cho xem rõ là một người đàn ông cao to lực lượng vậy mà lòng già hẹp hòi như mũi kim ấy tao bảo ăn sinh nhật cơ mà tuần sau tao có việc rồi nên nay tổ chức sớm thế cũng được à lương đa nói vậy tao làm tiệc mừng thọ trăm tuổi trước được luôn phải không mày chuẩn bị đê, ngày mai tao làm liền đấy, mau chuẩn bị quà cáp này nọ cho tao ngay và luôn đê. Quảng tiêu trợn mắt, không thèm tiếp lời, có tới không, quảng tiêu nói. Trần Bạch Trần bảo tao tới hỏi mày, có những ai, hai người tụi tao, còn mày nữa, lương đa có thể nhìn ra, quảng tiêu không hề muốn anh đi, thôi xin lỗi, trước khi ra ngoài tao có xem hoàng đạo, bữa nay kỵ nhận lời mời, lương đa nói. Khi khác sẽ gửi quà sinh nhật tới cho mày, chữ này tao không đi đâu quản tiêu thầm nói vừa khéo. Anh ta cũng không có ý định để anh đi thật nên đành nói bóng gió, sợ sau này anh sẽ cầu nhậu chuyện này mãi. Hai người này, người nọ cảm thấy người kia thù dai, thực ra đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Mày đợi chút, quản tiêu lấy điện thoại ra, mở phần mềm ghi âm, nói lại lần nữa đi, về. Nói lại câu từ chối ấy, quản tiêu nói. Nếu không tên họ trần kia lại nghĩ là tao lừa anh ấy, lương đa xém chút nữa cười chết tình yêu của các người mỏng manh quá nhỉ, chẳng có xíu tin tưởng nào cả, bớt nghiệp cái mồm, nhanh cái tay lên, cứ như vậy, quản tiêu cầm theo đoạn ghi âm hài lòng rời đi, còn hứa sau khi nhận được quà sinh nhật của lương đa thì sẽ đãi anh một bữa thật to, nhiệm vụ kiên nhận lời mời của ngày hôm nay đã hoàn thành, quản tiêu đi rồi, lương đa tiếp tục thực hiện động tác gặp duỗi, cứ thế cho đến 9 rưỡi, bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay đẩy cửa bước vào. Xin chào, đó là một cậu thanh niên dáng người khá cao, mới đầu thu đã ăn mặc hết sức kín đáo, còn tưởng vào mùa đông rồi ấy chứ, xin hỏi, đã mở cửa chưa ạ? À? Lúc này Lương Đa vừa mới đóng trang tin tức, đang định đi pha trà thì nghe thấy giọng nói kia, anh bèn quay đầu, sau đó bày ra nụ cười vô cùng thật trân. "Mở rồi." Lương Đa nói. "Vào đi." Chàng trai bước vào trong, mặc dù Lương Đa theo chủ nghĩa độc thân, nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến việc anh thích ngắm trai đẹp hết, cách phòng khám của anh không xa có một trường đại học lâu lâu vẫn sẽ có sinh viên ghé qua đây chỉ là rất ít bởi vì đại học cũng có phòng y tế riêng trong trường rồi vì sao thế lương đa chỉ cái ghế ý bảo cậu ta ngồi xuống chắc là sốt ạ à, chàng trai nói em đoán thế em đoán lương đa cười đo nhiệt độ đi nào anh mở ngăn kéo lấy lấy kẹp nhiệt độ ra vẫy vẫy mấy cái rồi đưa cho người kia trong lúc chàng trai kia đang đo nhiệt độ anh lấy một cuốn sổ bệnh án bắt đầu điền lên đó tên Tưởng Hàng, tuổi, 23, tuổi trẻ thật tốt, lúc Lương Đa viết số 23 này xuống, anh bỗng thấy thật ngưỡng mộ, thực ra anh không có áp lực về tuổi tác, thậm chí còn cảm thấy bản thân bây giờ tốt hơn bản thân mình trước đây không biết bao nhiêu lần, chỉ là khi gặp chàng trai sinh viên nửa trưởng thành nửa non tơ này, anh vẫn nhịn không được mà nhớ lại những năm tháng xưa cũ. Lương Đa hỏi sơ về biểu hiện bệnh của Tưởng Hàng, đau đầu, đau họng. Đợi đủ thời gian thì lấy kẹp nhiệt độ ra nhìn thử, đúng là hơi sốt. Tưởng hàng nghe anh nói vậy, cái đầu gật nhẹ như khẳng định chuẩn đoán của Lương Đa. Thực ra chỉ là cảm thông thường thôi, Lương Đa viết đơn thuốc, để cậu thanh toán rồi chuẩn bị truyền dịch cho cậu. Em là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hả, trong lúc phối thuốc, Lương Đa tiện mồm tám nhảm với người ta. Ừm, sao không xuống phòng y tế, Lương Đa nói. Truyền ở đó sẽ rẻ hơn chứ hả, Lương Đa nhớ lại lúc anh còn học đại học, xuống phòng y tế truyền một lọ thuốc có mấy đồng. Không muốn đi, tưởng hàng lau nước mũi, sau đó nói hôm qua em mới đánh nhau với nhân viên y tế lương đa xoay người nhìn cậu quậy quạng hả không phải không phải tưởng hàng vội vàng giải thích hôm qua bọn em chơi bóng rổ đánh qua đánh lại cuối cùng thành đánh nhau quả nhiên là tuổi trẻ lương đa cười nhẹ nhìn không được nói nhân viên y tế của trường em thoải mái nhỉ cũng tạm chỉ là tính tình kém tưởng hàng nhìn lương đa cầm lọ thuốc đi tới hỏi truyền có đau không ạ à? Đừng nói với anh là em lớn bằng ngần này rồi mà chưa truyền thuốc lần nào đấy nhé, lúc còn nhỏ từng truyền rồi, lớn lên thì chưa, tưởng hàng nói, em sợ kim tim. Lương đa dốc ngược lọ thuốc, nhẹ nhàng cười với cậu, vậy em nhắm mắt lại đi, nếu ngất ở chỗ anh mà muốn cứu thì phải trả thêm tiền đó, quả nhiên trong lúc truyền, tưởng hàng nhắm chặt hai mắt, lông mi khá dài, lương đa nhìn cậu ta, chật, trai đẹp mà, ai cũng thích ngắm hết, đầu kim đâm vào mạch máu, tưởng hàng nhẹ giọng, xích một tiếng thanh niên cao to thế này mà lại sợ tim đúng là cùng một dục với quản tiêu lương đa thầm lãi nhải nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt anh là một bác sĩ vừa chu đáo vừa nhiệt tình anh muốn lan tỏa yêu thương và sự ấm áp của mình đến mỗi người bệnh sau khi gắn kim truyền xong xuôi tưởng hằng mở mắt nhưng vẫn không dám nhìn tay mình phải mất bao lâu thế ạ à? khoảng nửa tiếng lương đa nói ngày mai và ngày mốt em vẫn phải tới đây tưởng hàng nhìn anh muốn nói lại thôi sao thế không có gì ạ à? Tưởng hàng nói chỉ là cảm thấy anh dịu dàng hơn cái tên làm trong phòng y tế của bọn em nhiều lương đa vừa pha trà xong xoay người cười nói cảm ơn lời khen anh cũng thấy anh rất dịu dàng hôm nay nhiệm vụ kết thiện duyên cũng đã hoàn thành tâm trạng của lương đa rất tốt anh bèn đưa cho tưởng hàng một cục kẹo trong ngăn kéo tủ của lương đa có đủ loại kẹo cứ hết là sẽ được bổ sung thêm tất cả đều chuẩn bị cho mấy bạn nhỏ đến đây khám bệnh đương nhiên lâu lâu mấy bạn lớn cũng sẽ được một viên Tưởng hàng không thích ăn kẹo, cũng không có thói quen này nhưng vì lương đa cho cậu nên cậu đành nhận, tốt xấu gì cũng là tấm lòng của bác sĩ người ta. Em cảm ơn ạ, à, tưởng hàng nắm chặt viên kẹo, nghĩ xíu bèn bỏ vào túi áo khoác, lương đa cho kẹo, đồng thời đưa điều khiển sang cho cậu, muốn xem kênh nào thì chuyển tự nhiên nhé. Tưởng hàng cảm ơn lần nữa, định bảo mình không có thói quen xem tivi, nhưng mà thứ gọi là thói quen này, thỉnh thoảng thay đổi chút cũng được, nằm chán nên đành tìm cái gì đó để giết thời gian vậy tưởng hàng mở tivi lên, Lương Đa đột nhiên nói, xem cái gì cũng được, trừ phim ma. Tuần trước có cậu học sinh cấp 3 ở chung cư phía sau, được mẹ dẫn tới truyền nước. Lương Đa đưa điều khiển cho nó, ai mà ngờ thanh niên thường thích mấy thứ kích thích nên cứ nhất định phải dừng ở kênh phim ma. Mặc dù con người Lương Đa tôn sùng khoa học, nhưng anh luôn cảm thấy việc tôn sùng khoa học với chuyện sợ ma chẳng có gì liên quan sắc, như kiểu lắm lúc hỏi nhưng không nhất thiết phải tìm người yêu ấy. Túng cái váy lại là hôm đó, tóc gáy anh dựng đứng suốt bốn mươi mấy phút, lâu lâu lại bị tiếng khóc lóc kinh hãi dọa cho sợ bay màu, cũng may phòng khám không có ai khác ngoài hai người họ, ủ khoan, phải chi có bệnh nhân khác thì tốt hơn chứ nhỉ. Anh sẽ có lý do bắt thằng nhóc kia đổi kênh. Nói ngắn gọn, lương đa sợ nên cấm người khác xem phim mà, tưởng hàng vẫn chưa hết sốt, trong người khá khó chịu, nhưng vị bác sĩ này nói chuyện rất thú vị, vốn là người không thích tán dốc nay bỗng nói nhiều hơn một chút, anh sợ ma ạ, à, tưởng hàng hỏi em tưởng làm bác sĩ sẽ không sợ mấy thứ này chứ? Lương Đa nghĩ bụng thằng cu này, mày đánh giá anh hơi cao rồi đó. Lúc mới học năm đầu đại học y, Lương Đa thà đi thêm mấy trăm mét chứ không muốn đi ngang nhà xác. Quên chuyện đó đi. Đối với anh mấy năm đi học vừa hạnh phúc cũng vừa đau khổ, Lương Đa thích công việc này. Mỗi ngày đều cảm thấy bản thân tới lui nơi thiên liên đó mà trong lòng ngập tràn ánh sáng, cả khuôn mặt đều viết hiện hai chữ cứu người. Nhưng cũng bồn chồn lo lắng trong lòng, nỗi khổ khó nói thành lời chính vì cái tâm trạng phức tạp kia nên ngày tốt nghiệp ấy với tư cách là sinh viên xuất sắc nhất bước lên bục phát biểu anh vừa nói vừa khóc ai cũng nghĩ anh không nỡ rời xa trường học thương nhớ thầy cô quyến luyến bạn bè sớm chiều bên nhau chấm t h ậm chí vì điều này anh còn nhận được cái ông thấm thiết của hiệu trưởng thế nhưng chỉ có lương đa biết anh khóc là vì đã được chào tạm biệt những người thầy thầm lặng kia rồi là danh hiệu nhằm tôn vinh những người hiến xác của mình phục vụ cho nghiên cứu y học lương đa nói cũng không hẳn, tưởng hàng tò mò nhìn anh, chờ đợi câu trả lời hợp lý hơn. Lương đa âm thầm thở dài, đáng lẽ anh không nên nhắc tới chuyện này, tại vì hiệu ứng âm thanh thôi, nghe nhức đầu, tưởng hàng cười cười, gật đầu từ thiện, dạ, em hiểu rồi à, hiểu rồi. Cậu hiểu cái gì cơ? Lương đa ngẩng đầu dòm cậu ta, không nói gì nữa. Mấy phút sau, tưởng hàng chuyển sang kênh truyền hình. Không tệ, ít ra vẫn cho anh chút mặt mũi mà mở kênh chiếu một bộ phim tình cảm được hẳn 3.2 điểm trên đau bần. Phim này anh xem rồi, sau khi đóng cửa phòng khám vào thất tịch năm ngoái, vì quá rảnh nên anh ra ngoài dạo mấy vòng, tiện thể ghé xem bộ phim này. Trong rạp chiếu phim toàn các cặp đôi yêu nhau, cứ hai đôi lại có một đôi siêu vẹo dựa vào nhau, Lương Đa bị thồn cơm chó cả buổi đáng thương gì đâu. Thực ra độc thân cũng chẳng sao, Lương Đa khá thoải mái, thứ anh cảm thấy đáng tiếc nhất là đã bỏ ra ba bốn chục đồng để xem bộ phim rác này. Thật không ngờ hôm nay, anh lại được hội ngộ với nó. Lương Đa thấy rất nhàm chán, mất cả hứng đọc sách, vừa nhìn thời gian thì bụng hơi đói. Mọi sáng khi tới đây, anh đều sang bên cạnh mua bánh bao. Hôm nay coi như ngoài ý muốn, tới tận bây giờ vẫn chưa được ăn sáng. Lương Đa đứng dậy, bỏ điện thoại vào túi áo blue rồi lấy hộp đựng thức ăn hai tầng từ trong tủ ra. Anh đi tới bên cạnh tưởng hàng, nhìn lượng thuốc trong chai truyền dịch. Anh ra ngoài chút, hai ba phút nữa sẽ về ngay. Dạ, tưởng hàng thoải mái trả lời. Lương đa nhàn nhã đi sang bên cạnh, chị Vương nhắc thấy anh bèn nói, sao hôm nay tới muộn thế? Bánh bao sốt gà bán hết mất rồi, rầu muốn chất. Tiêu chuẩn bữa sáng của Lương Đa là hai bánh bao sốt gà và một cháo gạo kê. Quanh năm suốt tháng anh đều ăn như vậy mà không hề thấy ngán, còn nhân gì nữa không, Lương Đa đi qua, vừa ngửi thấy mùi thơm thì bụng anh đã nhộn nhạo, nhân thịt heo với nấm đông cô được không, được à, lấy cái đó đi chị, không được cũng hết cách, đói muốn xỉu rồi. Lương đa sách đồ ăn về phòng khám, tưởng hàng vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đó. Lúc anh bước vào, tưởng hàng hít hít mũi, người chưa kịp lên tiếng, bụng đã reo ọc ọc, vừa hay lương đa bước ngang qua, nhạy bén nghe thấy âm thanh gợi cảm này. Lương đa bật cười, đói hả, hơi hơi à, tưởng hàng ngại không dám kêu đói, nhưng nói hay không thì người ta cũng biết thừa rồi. Lương đa chần chừ rồi bảo đợi chút, anh bỏ đồ ăn sáng lên bàn, quay lưng vào phòng nghỉ lấy thêm cái bàn gấp ra lương đa đẩy bàn gấp tới bên cạnh tưởng hàng mở hộp thức ăn của mình và đưa đôi đũa dùng một lần cho cậu khỏe lên rồi nên mới thấy đói bụng đó ăn đi vậy thì ngại quá tưởng hàng từ chối nhưng lương đa lại nói không sao chút nữa truyền xong nhớ rửa hộp đựng thức ăn cho anh là được ăn đi sau đó anh ra ngoài mua thêm phần đồ ăn sáng nữa về mùi thơm bay khắp phòng khám bánh bao nhân thịt heo nấm đông cô ngon chẳng kém gì bánh bao sốt thịt gà mặc dù tưởng hàng thấy rất ngại nhưng lúc ăn lại nghiêm túc vô cùng, bánh bao này, ngon hơn bánh bao căng tin trường em nhiều, lại chả thế, lương đa thầm càm ràm trong bụng, bánh bao trường cậu bao tiền một cái hả? Ở đây bán ba đồng rưỡi một cái, bánh bao can tên trường cậu làm gì có cửa mà so, nhưng ngoài miệng thì khuyên, ngon thì em ăn nhiều chút đi, tưởng hàng phi cười thành tiếng, thực ra lương đa không phải kiểu người gặp ai cũng mời ăn. Mặc dù bữa sáng không đáng bao nhiêu nhưng anh không rảnh làm từ thiện, chẳng qua nay là ngày đặc biệt, Lịch Hoàng đạo cũng bảo anh nên làm nhiều điều thiện còn gì, cả buổi sáng, thiền duyên của bác sĩ Tiểu Lương chỉ có mình cậu bệnh nhân này, trong cậu truyền nước biển xong rồi viết bệnh án, dặn dò đối phương mai tới đúng giờ để truyền tiếp, tưởng hàng thanh toán tiền, cảm ơn xong thì hỏi, bác sĩ, bồn rửa bát ở đâu ạ? À? gì cơ, tưởng hàng chỉ cái hộp đựng thức ăn, vừa nói rồi mà, em sẽ rửa sạch nó cho anh. Lương đa cười, ghẹo em thôi, mau về đi, gần đây nhiệt độ giảm, nhớ giữ ấm đã cảm xúc thì đừng thức khuya nữa cũng đừng mặc mỗi áo phông ngắn tay để đi đánh bóng nhé tưởng hàng thầm nghĩ sao anh biết hôm qua em mặc áo phông ngắn tay đi đánh bóng chứ cậu không hỏi lại cũng không nói nhảm nhiều mà cân nhắc một lúc mới mở miệng hay là em mang về rửa ngày mai mang đến cho anh được không em về lệ đi lương đa nói sớm khỏi bệnh là được lúc tưởng hàng ra ngoài một cơn gió thu thổi bay tán lá đập thẳng vào mặt cậu nhét tay vào túi áo khoác đầu ngón tay đúng lúc chạm phải viên kẹo ban sáng được bác sĩ cho, kẹo sữa bò vườn tử màu đỏ, phía trên in hình một cậu bé mắt to miệng bự, cực kỳ vui vẻ, cậu thanh niên tưởng hàng chẳng hề thích ăn kẹo, này lại bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ngầm. Ngọt ngọt béo béo, Vì tạm được, cậu đi rồi, lương đa mới cầm hộp đựng thức ăn ra phía sau rửa sạch rồi bỏ nó vào tủ khử khuẩn. Mới dọn xong thì điện thoại reo, là tin nhắn uy chát của quản tiêu, quản siêu sạch sẽ, mày tự nói với tên họ Trần đi, ổng không tin tao, quản siêu sạch sẽ là biệt danh lương đa đặt cho anh ta, tên kia bị ám ảnh cưỡng chế, cứ suốt ngày thế nọ thế chai, lương đa không thèm trả lời anh ta, trực tiếp mở máy gọi điện cho Trần Bạch Trần luôn, anh Trần, lương đa nói, tối nay em không đến làm phiền đâu, hai người ăn sinh nhật với nhau đi, em ế chổng vó ra, dù có tới thì cũng chỉ để lan tỏa mùi mạng nhện chứ đâu còn tác dụng gì khác, lương đa tán dốc với Trần Bạch Trần một lúc, tiền thể ca khịa quản tiêu mấy câu rồi nhắc nhở Trần Bạch Trần rằng tuần sau nhớ đi tái khám. Trước đây tên đó uống rượu nhiều quá, giờ mắc tí bệnh về gan, cũng may lương đa nhắc nhở đi kiểm tra suốt, gần đây còn phải uống thuốc đều đặn, uống đủ một tháng thì đến kiểm tra lại, cúp điện thoại, lương đa dựa vào lưng ghế vương vai, ánh sáng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào trong, cả gian phòng khám chật bừng sáng ấm áp, trời thu thật đẹp, dù dạo phố hay lên chùa thắp hương đều ổn, không cầu cái khác, chỉ cầu tài mà thôi, có thể đây chính là lời nguyền thứ hai khó buôn bán. Cả ngày nay, lương đa chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng bù lại được bà tề cho hẳn một ký trứng gà. Trời nhá nhem tối, lương đa không muốn tốn thời gian ở đây nữa, nên chuẩn bị về sớm chút để cày phim. Anh treo áo khoác bơ lên giá ở phòng nghỉ, thay chiếc áo len rồi cầm ba lô nghỉ xem tối nay nên ăn gì. Mới bước tới cửa thì lương đa đã đụng phải một người, nhưng vừa dòm là anh biết ngay người này không tới để khám bệnh, bởi vì đó là người anh quen sao mày lại tới đây lương đa hơi ngạc nhiên người tới tên dương khiếu văn bạn học của lương đa còn là bạn cùng phòng trong một tháng ngắn ngủi thế nhưng sau khi tốt nghiệp dương khiếu văn không đến bệnh viện làm bác sĩ thậm chí còn chẳng làm trong ngành này mà nhảy sang kinh doanh thiết bị y tế mấy năm nay làm ăn khấm khá nên kiếm được cả núi tiền hai năm trước anh ta mở lời muốn hợp tác với lương đa còn đảm bảo trong vòng hai năm là có thể mua được nhà trong trung tâm Lúc đó Lương Đa từ chối vì tự biết sức mình, anh không có khiếu buôn bán, mở được cái phòng khám đã rất tốt rồi, dù sao thì anh cũng khá thích công việc hiện tại, lại nói tới người tên Dương Khiếu Văn này. Mặc dù Lương Đa luôn bày ra vẻ dễ mến vui cười, mới nói hai ba câu mà như quen biết lâu, nhưng khắc sâu trong xương tủy lại là một người chấp hành nghiêm ngặt nguyên tắc ba không. Không nghe, không nói, không hỏi, chém gió thì được nhưng tuyệt đối không chơi thân với bất cứ ai duy nhất tên quản tiêu có bệnh thích sạch sẽ và người tên dương khiếu văn này miễn cưỡng xem như hai người bạn thật sự còn nguyên nhân tại sao hả bởi vì họ là hai bạn gây duy nhất trong số những người mà anh quen biết vậy thì xem ra nguyên tắc kết bạn của lương đa cũng không nghiêm khắc lắm nhưng mấy năm nay anh lại không gặp được người đồng tính nào khác sau khi tốt nghiệp bạn bè cũng khó liên lạc mày nói xem dương khiếu văn cao ráo dáng người cũng săn chắc nếu đứng đằng sau lương đa thì bác sĩ tiểu lương lập tức trở nên trắng trẻo mảnh khảnh rõ ràng đã trưởng thành hơn mười năm rồi nhưng vóc dáng vẫn như thiếu niên khuất dạng dưới bóng mình thôi thôi hiểu rồi lại chia tay nữa chứ gì dương khiếu văn và lương đa là hai loại người trái ngược hoàn toàn một người thay người yêu như thay áo một người thì nhất quyết không yêu đương lần đầu tiên lương đa biết dương khiếu văn cũng gây là trong vê đúp của trường Vừa bước vào trong anh đã chạm phải cảnh hôn môi ước ác của tên đó với một học sinh năm khác, sau này Lương Đa và Dương Khiếu Văn dần quen thân, biết rằng tên này mà không yêu đương thì sẽ không chịu được, nhưng chẳng biết sao anh ta cứ đổi bạn trai tụm lung, mỗi một học kỳ là đổi người khác. Lương Đa rất tò mò, chẳng rõ tên này kiếm đâu ra lắm gây thế, như đã thành thói quen nên mỗi lần chia tay, Dương Khiếu Văn đều tìm Lương Đa đi nhậu, lý do của anh ta rất đơn giản, đó là Lương Đa uống ngàn ly không say. Tử lượng của lương đa rất tốt đến hiện tại vẫn chưa tìm được ai có thể hạ gục anh bấy giờ lương đa đã quên mất lời nhắc nhở của quẻ bói tử vi sáng hôm nay kiên kỵ nhận lời mời mày có lái xe không dương khiếu văn hỏi không lương đa khóa cửa tiện tay bỏ chìa khóa vào trong ba lô mày cũng đừng lái chúng ta bắt taxi ngày mai mày tới lấy xe đi hai người đứng ở ven đường bắt taxi đi tới quán ba hai người họ cũng được xem như khách quen của quán ba này Dương Khiếu Văn cứ lông nhông bên ngoài suốt, mỗi lần trở về thì đều tìm Lương Đa tới đây để uống rượu tán dốc rồi lên án mấy vị khách quái dị. Sau đó tiếp tục khuyên Lương Đa đóng cửa cái phòng khám không đáng bao nhiêu tiền kia để hợp tác làm ăn với anh ta. Đây là quán ba bình thường, cạnh cửa sổ trên tầng 2 là vị trí quen thuộc của bọn họ. Đã lâu rồi không uống rượu, Lương Đa cũng thấy nhơ nhớ, bởi vì vẫn chưa ăn tối, nên ngoài đóng rượu thì anh còn gọi thêm một đĩa mì ý. Lúc anh ăn, Dương Khiếu Văn cứ luôn nhìn anh chầm chầm. Nói nghe xem, Lương Đa ngẩng đầu nhìn anh ta, sao lại chia tay nữa vậy? Bạn trai lần này của Dương Khiếu Văn rất ổn áp, Lương Đa từng gặp rồi. Người đó cũng là sinh viên đại học y, hình như đang học nghiên cứu sinh năm 2, vẻ ngoài khá đẹp, thông minh, đối nhân xử thế cũng rất tốt. Lần trước gặp mặt, Lương Đa cảm thấy Dương Khiếu Văn không thể tìm ra người nào tốt hơn cậu nhóc này nữa rồi, anh cho rằng hai người họ nhất định sẽ có mối quan hệ lâu dài. So sánh với mấy bạn trai trước của Dương Khiếu Văn thì lần này quả thật lâu hơn nhiều, hai người họ yêu nhau sắp được hai năm, thậm chí Dương Khiếu Văn còn vì cậu ấy mà căm ô út với người nhà, cực kỳ chân thành, có mâu thuẫn không giải quyết được, Ấy, coi cái cách nói chuyện kia, Lương Đa cười. Mâu thuẫn gì mà ghê gớm vậy, Dương Khiếu Văn nhìn Lương Đa, muốn nói lại thôi, lúc Lương Đa cúi đầu tiếp tục ăn, Dương Khiếu Văn chợt hỏi, mày thực sự tính ở một mình thế này cả đời hả? khá tốt mà, Lương Đa nói. Tự do thoải mái, ở nhà xem tivi cũng không có ai dành với tao cả, cái thằng này, Dương Khiếu Văn dừng một chút, lại nói, nhưng sau một thời gian dài, thật sự không cảm thấy cô đơn sao, tao bận lắm, làm gì có thời gian cô đơn, mày bận cái gì cơ, cứu người chữa bệnh, thôi tắt văn hộ bố, Dương Khiếu Văn, xì, một tiếng, mở nắp chai rượu ra, mày nghiêm túc tí đi, tao rất nghiêm túc, Lương Đa nói. Ngoài công việc, còn rất nhiều bộ phim đang đợi tao cậy đó nhà bao việc dương khiếu văn chán chường uống hớp rượu tự cảm thấy bất lực với tên này lương đa ăn xong thì đẩy đĩa không sang bên cạnh bắt đầu uống rượu cùng người mới chia tay muốn tâm sự chút không lương đa nói nói cái mâu thuẫn không thể giải quyết được ấy có gì mà không thể nói chứ vốn dương khiếu văn tới tìm anh để kể chuyện này mà thực ra dương khiếu văn đã chia tay hơn tuần rồi trong khoảng thời gian này anh ta vẫn luôn cân nhắc một số chuyện hôm nay coi như có đủ dũng khí để đứng trước cửa phòng khám của lương đa bởi vì trong lòng tụi tao đều có người khác dương khiếu văn nói không cách nào tiếp tục được nữa lương đa cầm ly rượu lên anh thích nhất là mojito của quán ba này dương khiếu văn mày làm sao vậy hả lương đa nói gần đây mới có hay là từ trước tới nay luôn có từ trước đã có rồi thối tha lương đa cà khịa anh ta loại người như mày giới tụi tao gọi là phát boy đấy phải tao biết dương khiếu văn hỏi anh mày không tò mò người trong lòng tao là ai à bạn trai của hay mối tình đầu lương đa hỏi lưu xuyên phong hay rukawa cây cái miệng của mày dương khiếu văn chịu thua hai người mỗi người uống một ly dương khiếu văn bất chấp nói mày lương đa cười muốn tục quần bớt đùa mặc dù tao cực kỳ đẹp trai nhưng tao biết là tao không phải mẫu người lý tưởng của mày đã nhiều năm trôi qua dương khiếu văn chưa từng bộc lộ tình cảm đó với lương đa nếu không thì lương đa cũng sẽ không làm anh em thân thiết với anh ta lâu như thế với lại mấy người bạn trai cũ của dương khiếu văn anh cũng từng gặp rồi không có ai giống kiểu như anh cả dương khiếu văn nói người trong lòng anh ta là anh lương đa tin mới là á thật mà dương khiếu văn nghiêm mặt nói bởi vì sợ mày sẽ rời xa tao nên tao mới không dám nói lương đa không cười nữa vừa uống rượu vừa dòm anh ta quen biết đã nhiều năm lúc nào dương khiếu văn nói đùa lúc nào nói thật lương đa chỉ cần nhìn một cái là biết giống như ban đầu quản tiêu hùng hổ mắng trần bạch trần là tên ngốc bị bệnh thần kinh nhưng anh chỉ cần dòm phát là biết hai người họ có chuyện gì đó bao lâu rồi lương đa hỏi rất nhiều năm nhưng không dám nói vậy sao giờ lại dám cược một ván dương khiếu văn nói tao có nói chuyện với tống dương rồi cậu ấy cảm thấy tao không thể cứ như thế này mãi đôi khi có những việc không phải cứ để mặc thời gian là sẽ thay đổi được tống dương chính là bạn trai anh ta mới chia tay đó lương đa nhấp một ngụm rượu đột nhiên anh cảm thấy mojito ở quán bar này thay đổi rồi không còn ngon như trước nữa lão dương à lương đa nói mày biết tao là người như thế nào rồi đó tao biết nhưng mày không thể vì tao mà thử chút sao lương đa phì cười vì mày á chi chúng ta yên ổn trải qua những tháng ngày riêng của bản thân không tốt hơn à quả nhiên hôm nay kiên kỵ nhận lời mời trực giác lương đa mách bảo trong tương lai bạn tốt của anh chỉ còn lại tên yêu quái mắt chứng sạch sẽ kia thôi dương khiếu văn nghe mà trong lòng khó chịu anh ta cúi đầu uống rượu lương đa cảm thấy lời mình nói đã khá rõ ràng rồi dương khiếu văn thông minh hơn anh nhiều nên có thể tự hiểu được vì thế anh dứt khoát uống hết rượu trong ly đứng dậy chuẩn bị về cứ vậy mà đi sao từng lương đa nói về nhà xem phim thôi phim gì mà hấp dẫn mày tới vậy giới thiệu cho tao chút tao cũng xem thử, hoa hồng có gai, Lương Đa nói. Xem mấy lần rồi, cũng khá cảm động đó, phim remake từ sự quyến rũ của người vợ, anh đeo ba lô lên, hôm nay tao mời, mày cũng về nhà sớm đi, bi bi, Lương Đa muốn đi, Dương Khiếu Văn không ngăn cản, lúc xuống dưới lầu, tâm trạng của Lương Đa cực kỳ khó chịu, anh quyết định sẽ mua hẳn thùng bia mang về nhà. Vừa xem lâm phẩm như vả mặt cả nhà Hồng Thế Hiền sau khi hắc hóa, vừa uống tẹt ga luôn nhưng kế hoạch của anh thất bại rồi, anh đốt điếu thuốc, bước chân ra khỏi cửa quán ba, chậm chậm đi dọc theo con ngõ nhỏ. Còn chưa tới đầu ngõ để gọi xe thì bỗng có một chậu nước vo gạo dội thẳng xuống đầu, biến anh thành con chuột lột. Cái xã hội này, những người có đạo đức không còn nhiều nữa. Lương Đa ngẩng đầu, tìm mãi không thấy tên tội phạm đã tạt nước xuống. Bác sĩ Lương, Lương Đa nhìn theo phương hướng phát ra tiếng gọi kia, một cậu thanh niên cao lớn đang chạy qua đây. Đựu quen mắt ghê. Lương Đa nhăn mày tháo cặp kính ướt nhẹp xuống bởi vì sinh nhật bạn cùng phòng nên tưởng hàng và cả đám bạn rủ nhau ra ngoài ăn uống thật không ngờ gặp được bác sĩ buổi sáng mới truyền nước biển cho cậu và còn mời cậu ăn chỉ có điều lúc này đây hình như vị bác sĩ ấy không được ổn lắm trùng hợp ghê ha lương đa nhận ra tưởng hàng miệng vẫn lịch sự nhưng lòng thì chết một đống chiếc áo len mới mua bị xối cho ướt đẫm mấy hạt gạo trắng nhỏ lấp la lấp lánh vương trên tóc và quần áo của anh điếu thuốc trong tay cũng bị dập tắt đáng thương rơi xuống giữa các kẻ ngón tay đó chính xác là một phiên bản thu nhỏ của lương đa lúc quê nhất thì đụng ngay bệnh nhân của mình mất hết mặt mũi lương đa cảm thấy kiếp này coi như bỏ đường cùng mẹ nó rồi lương đa là một người rất sĩ diện từ nhỏ tới lớn đều như vậy cả lúc nhỏ anh muốn trở thành người có nhiều quần áo mới nhất trường mầm non trên hộp bút cũng phải vẽ thêm mấy bông hoa nhỏ lớn rồi thì muốn áo sơ mi của mình không được có nếp nhăn nào phối độ cũng phải làm sao cho thật đẹp trai chuẩn gu. Thế mà giờ đây, chàng thanh niên đẹp trai chuẩn gu này bị nước vo gạo tưới ướt như chuột lột, còn để cậu bệnh nhân sáng nay hóng từ đầu đến cuối. Nếu chỉ gặp một lần thì chả nói, nhưng ngày mai cái tên này, tên là cái gì ấy nhỉ? Chỉ biết là bệnh nhân của mình thôi, tên gì quên mẹ rồi. Nói tóm lại là hai ngày tới, cái người này sẽ còn đến tìm mình để truyền dịch, giống y như câu ba năm xây chùa chẳng ai biết, nửa viên gạch vỡ cả làng hay lúc bạn đẹp trai rạng ngời chưa chắc được người nhớ còn khi bạn tả tơi thì sẽ thành ra cho người ta cười ít nhất một năm lương đa thở dài cúi đầu dòm điếu thuốc trong tay tưởng hàng đứng đó quan sát anh vội vàng móc bịch khăn giấy từ trong túi ra lương đa nhìn bịch khăn giấy trước mặt đành nhận lấy miệng nói cảm ơn trong bụng lại nghĩ khăn giấy tôi cũng có nhưng bây giờ sợ là cũng ước luôn rồi anh quay đầu nhìn chiếc ba lô mình đã tốn cả mớ tiền để mua ở sau lưng không biết còn cứu nổi không? Lương đa nhận bịch khăn giấy mà tưởng hàng đưa rồi nói, cảm ơn em, nhục quá đa, không lẽ giờ chết mẹ đi cho rồi. Lương đa cảm thấy nếu thế giới này phân hóa giới tính thành abo, anh là Omega thì chắc chắn mùi pheromone của anh có mùi gạo, còn là loại gạo vũ xương đông bắc nữa, mắc phết đấy. Anh kéo miếng miếng dán bịch khăn giấy, giật ra một miếng, điếu thuốc ướt nhẹp kẹp giữa ngón tay yểu xịu rơi xuống đất. Lương đa định cúi xuống nhặt, thì người đứng trước mặt đã nhanh hơn một bước cậu ta tên gì ấy nhễ bình thường trí nhớ của lương đa khá tốt sao hôm nay nhớ mãi không ra vậy ta chắc là hôm nay anh đã phải nhận quá nhiều cú sốc rồi từ từ sẽ tốt lên thôi tưởng hàng nhặt điếu thuốc lên vứt vào thùng rác ở bên đường mấy người bạn của cậu đã chạy tới dùng ánh mắt thăm dò như hỏi tên xui xẻo này là ai tưởng hàng nói nhỏ tao có chút việc nên bọn mày đi trước đi xíu nữa tao tìm bọn mày sau khi ngang qua nhóm thanh niên trẻ còn tiện thể liếc trộm tên xui xẻo lương đa một cái lương đa biết số người đi qua bên cạnh anh không chỉ có một đã mất mặt lại còn mất cả nùi mới chịu phiền chết đi được lúc tưởng hàng quay đầu thì lương đa đang giận giữ tháo kính xuống lau mặt lắc lắc đầu giữa những sợi tóc còn có ánh sáng lấp lánh trong suốt của mấy hạt gạo gạo này chắc không rẻ đâu lương đa nói giận để giải tỏa bớt không khí ngượng ngùng này tưởng hàng nghển cổ dòm chả biết nhà ai lại làm ba cái trò thất đức vậy nữa nhưng mà lương đa hít sâu cuối cùng hết chịu nổi anh nghiến răng kèn kẹt ngửa đầu hét ầm lên còn có miếng lương tâm nào không hôm nay dội nước không chết người ta ngày mai định vứt luôn chậu hoa xuống luôn hả ném vật từ trên cao làm người khác bị thương là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó biết không tưởng hàng dòng lương đa xả giận không ngờ bác sĩ nhỏ trông nho nhã vậy mà giọng thì to gớm cậu nào biết trước đây có lần lương đa bị bạn học đùa dai lừa đến bể ngâm xác thiếu chút nữa hét sập cả tòa nhà bác sĩ tiểu lương quả là người có thực lực trút giận xong rốt cuộc lương đa cũng cảm thấy dễ chịu hơn tí anh nhăn mặt cầm khăn lau bừa rồi trả lại bịch khăn giấy cho tưởng hàn cảm ơn để em chê cười rồi tưởng hàn không nhận mà chỉ nói anh cầm đi ba lô còn dính nước đấy nói tới ba lô là thấy bực mình hà lương đa cởi ba lô xuống biểu môi như mấy bé tiểu học bị bắt nạt đáng thương hết sức tóc ướt quần áo cũng ướt luôn lương đa điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị trở về nhà tự liếm láp vết thương của bản thân, vậy nhé, Lương Đa nói. Rất vui được gặp em, anh đi trước đây, sao mà vui cho được? Hung hung, nhưng mà đi trước là nói thiệt nha, Lương Đa xách ba lô lách qua người tưởng hàng đi về phía đầu hẻm, cũng may đây là quán ba trong hẻm nên có rất ít người, nếu không thì càng mất mặt hơn. Cơ mà vấn đề ở đây là dù ở hẻm nhỏ ít người vậy nhưng vẫn đụng trúng bệnh nhân của mình, nghiệt duyên tới mức nào đây chứ? quả nhiên ông trời muốn diệt mình lương đa nhẫn nhịn tưởng hàng xoay người dòm anh cúi đầu nhìn gói khăn giấy còn đúng một tờ bị lương đa trả lại kèm theo hai chữ bái bai lương đa bắt taxi chạy mất rồi về tới nhà anh nốc hết một hộp sữa bò để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của mình sáng hôm sau lương đa thức dậy nhìn điện thoại theo thói quen thì phát hiện vào lúc sáu giờ sáng dương khiếu văn gửi cho anh một tin nhắn uy chát tao theo đuổi mày được không lương đa nhíu mày lạnh lùng trả lời khỏi. Hôm qua trời thu xanh trong, tâm trạng trước lúc buổi tối đều khá tốt, nhưng hôm nay vừa kéo rèm cửa sổ thì ngoài trời bỗng mưa gió ầm ầm như đang làm lễ tế cho tình bạn đã chết của anh. Lương đa lười biến vương vai, xoa xoa cổ. Tắm rửa xong thì pha cốc cà phê, uống cạn mới cầm ba lô và chiếc áo khoác len hôm qua lên, định bụng mang chúng ra ngoài giặt, nhưng vừa lết khỏi cửa nhà, lương đa lập tức quay trở về. Cũng không phải ban ngày gặp ma quỷ gì, chỉ là khi bị gió tạt vô mặt, anh phát hiện mình mặc quá ít lương đa đã qua cái thời thiếu niên ngông cùng ông quan điểm thời trang phan thời tiết rồi bây giờ giữ ấm cơ thể được anh đặt ở vị trí hàng đầu lúc quay về nhà anh thay một cái áo khoác dày hơn so với người đi đường thì anh mặc hơi khoa trương nhưng hình như hôm qua bất ngờ bị dội cho cả xô nước lạnh hay sao mà giờ anh cứ cảm giác con virus cúng nó dí tới mông rồi đợi chút nữa tới phòng khám chắc phải tìm mấy viên thuốc để uống trước đã hôm nay lương đa không có tâm trạng đạp xe hóng gió vừa gió vừa mưa lại còn lạnh nữa anh mở dù ra đi tới bên cạnh xe của mình mới một ngày không đi mà kính chắn gió phía trước đã dày đặc lá rụng trời thu chính là vậy đó khiến người yêu thích nhưng cũng khiến người buồn phiền anh vứt hết đống lá rụng vào thùng rác lấy khăn giấy trong túi ra lau tay rồi quay vào trong xe trước khi nổ máy lương đa phát hiện quên không xem tử vi của hôm nay sau khi trải qua mấy chuyện ngày hôm qua anh bắt đầu tin tưởng mấy thứ này rồi đấy thắt dây an toàn xong Lương Đa mở điện thoại, hôm nay hợp chung cất, kỳ khai trương. Lương Đa thầm nghĩ, thôi toan, kiểu gì anh cũng phải mở cửa phòng khám hôm nay mà. Lúc lái xe, anh cứ luôn nghĩ về chuyện này, vì tìm kiếm sự an ủi tâm lý nên anh đã quyết định xuyên tạc từ mở cửa thành kiểu mở ra theo dạng vật lý, hay nói là bóc tem ấy, con người mà, phải tìm đường sống cho mình thôi, có điều, hôm nay đúng là chẳng hề thuận lợi. Đi đường thì kẹt xe, phải hơn 9 giờ mới tới phòng khám. Tới nơi xong, tìm chỗ đậu xe thôi cũng mất gần 20 phút, cuối cùng đành phải lái vào trường đại học của người ta để ké ở nhà xe. Chọn được chỗ đậu ổn áp ghê, rộng rãi ít xe, nhưng vấn đề là lương đa quốc bộ từ trường đại học đến phòng khám cần thêm 10 phút nữa, đợi đến lúc mở cửa phòng khám cũng phải hơn 10 giờ mất rồi. Mở cửa trễ, còn lỡ mất bữa sáng, bánh bao của tiệm vương thẩm nhi bên cạnh bán hết không còn cái nào, đến bánh bao nhân thịt heo rau cần tây lương đa ghét nhất cũng bay sạch. Vương Thẩm Nhi nói, gần đây có một đội công nhân mới tới hay sao ấy, mua một lần sạch bách luôn. Cuối cùng Lương Đa chỉ đành tới siêu thị mua gói bánh quy về gặm, ăn được một lúc thì bỗng phát hiện ra mình để đồ cần giặt ở ghế sau xe, quên cầm theo luôn. đúng là suối quẩy mà. Hôm nay chẳng những không tiện mở hàng, mà còn không nên ra ngoài luôn ấy chứ. Lương Đa thầm nói với bản thân rằng đừng quá mê tín, nhưng giây sau anh lại tự vả mặt mình, có những chuyện không tin không được, cả ngày hôm nay chỉ toàn mất mát thôi bởi vì trời mưa đồ ăn order bị trễ mất gần tiếng không nói, sau khi giao tới canh trong hộp bị sánh ra ngoài còn có chút ép, lương đa lười cãi nhau với shipper, suy cho cùng thì người ta cũng chẳng dễ dàng gì, thôi ráng ăn tạm vậy, anh ăn được một lúc lại phát hiện bên trong có cọng tóc, còn là sợi dài, rõ ràng không phải của anh, ok, bữa sáng đã không được ăn, giờ đến bữa trưa cũng nhìn luôn, lương đa nhìn đồng hồ, hơn một giờ chiều rồi, cảm thấy hôm nay nhất định phải về nhà sớm, lúc ngồi ở bàn, anh tiện tay lật cuốn bệnh án, lật tới trang bệnh nhân của ngày hôm qua, thì ra cậu nhóc kia tên là Tưởng Hàng, lương đa ngẩng đầu dòm đồng hồ trên tường, đã giờ này rồi sao còn chưa tới nữa, anh dự định đợi Tưởng Hàng tới truyền nước xong thì lập tức đóng cửa về ngay. Lúc Tưởng Hàng đẩy cửa đi vào, lương đa đang nằm dài trên bàn ngủ, mưa dầm về liên miên, chẳng có ai tới khám. Loại thời tiết này thực sự rất thích hợp để ngủ, cả người Tưởng Hàng ẩm ướt, cậu bỏ chiếc ô ướt nhẹp ở ngoài cửa. Đứng ở đó nhìn vị bác sĩ đang nằm bò trên bàn kia, do dự một lúc vẫn không quyết định được có nên gọi người ta dậy hay không. Mặc dù lương đa nằm đó nhưng anh ngủ không sâu giấc, lúc tưởng hàng bước vào là anh đã thức, tới rồi hả, hôm nay lương đa không đeo kính, cả người cũng quể oải hơn hôm qua. Đặc biệt lúc vừa mới ngủ dậy, trên mặt còn hàng lên vết đỏ do cấn đồng hồ đeo tay, tưởng hàng ngoan ngoãn gật đầu, em tới trễ ạ, à? không sao lương đa đứng dậy phối thuốc cho cậu tưởng hàng liên tục dầm anh, mới đầu lương đa không biết, khi phối thuốc xong người thì vừa khéo đụng phải ánh mắt cậu thanh niên. Theo lý thì ánh mắt vốn vô hình, không hề có tiêu cự, nhưng cái nhìn của tưởng hàng như có lực sát thương, đâm cho lương đa thiếu chút nữa ngã nhào về phía sau, dầm gì đó. Lương đa tưởng người kia nhìn anh vì chuyện tối qua nên giả vờ như không có gì xảy ra, bắt đầu truyền dịch cho tưởng hàng, nhắm mắt lại đi, anh còn nhớ rõ tưởng hàng nói cậu sợ kim, nên tốt bụng nhắc nhở cậu một chút, tưởng hàng nhắm mắt, lúc kim đâm vào mạch máu thì nhăn mày đợi đến khi mở mắt cậu lại bắt đầu nhìn chằm chằm lương đa anh biết anh rất đẹp trai lương đa nói nhưng em ngắm trai đẹp lom lom như vậy hơi không lịch sự đấy nhé hôm nay lịch hoàng đạo không yêu cầu phải làm nhiều việc thiện tâm trạng lương đa không tốt lắm nên cũng chẳng có ý định dỗ dành cậu xin lỗi tưởng hàng cười ngại ngùng nói em đang nhìn mặt anh thôi từ mặt anh đẹp không phải tưởng hàng phủ nhận xong lại cảm thấy sai sai đúng là anh rất đẹp, nhưng mà em dầm anh không phải vì lý do này. Lương Đa ngước lên nhìn cậu, thế vì cái gì? Tưởng hàng như đang cố nhịn cười, do dự mãi mới nói: bác sĩ Lương, bên mép anh có dính nước miếng kia. Má nó mệt mỏi ghê, thôi chết mẹ luôn cho rồi. Lương Đa không muốn sống nữa. Mặc dù trong cuộc đời mỗi người thường gặp phải những chuyện xấu hổ đến mức muốn chết quách đi cho xong, nhưng Lương Đa rất ít khi va vào tình huống như thế. Anh không cho phép bản thân bị đội quần hoặc trong những tình huống không nắm chắc, anh sẽ hạn chế mọi khả năng làm khùng làm điên trước mặt người ngoài. Thời điểm xí hổ thì vẫn có, ví dụ như đêm hôm khuya khoắc, Seto đang vui vẻ nhảy múa trong cơ thể anh thì bỗng nhiên hết điện, chẳng qua lúc đó chỉ mình anh tắt hỏi mà thôi, người khác đâu có biết, còn bên ngoài, anh mãi mãi là bác sĩ tiểu lương hoàn hảo không tì vết, nhưng bây giờ thì xong mẹ rồi. Trong vòng hai ngày, Lương Đa đã bị quê tận mấy lần trước mặt cậu thanh niên tưởng hàng này. Bây giờ nghĩ lại, không phải cậu chết thì chính là anh đi đời. Lương Đa ngước mắt dòng tấm cờ trao thưởng được treo trên tường, nó viết rằng thầy thuốc như mẹ hiền. Đúng vậy, thầy thuốc như mẹ hiền, nên anh đành tự sát thôi. Anh sao vậy ạ? À? Tưởng hàng thấy bác sĩ như hồn lìa khỏi xác, bèn dùng giọng điệu quan tâm người già khuyết tật hỏi. Lương Đa, không sao. Kim đâm vào rồi, Tưởng hàng mi tự sinh tự diệt đi. Lương Đa xoay người bước vào trong phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có một tấm gương cao bằng thân người được bác sĩ Tiểu Lương mua về với mục đích làm dáng. Lúc này đây anh đang đứng trước nó, nhìn chầm chầm dấu vết màu trắng ác độc kéo dài từ khóe miệng tới tận cằm, tự độc thoại, cũng may đây không phải thời kỳ quá độ, bằng không lương đa mày chết từ lâu rồi, tự mình hù mình, loại người thế này không còn nhiều nữa đâu. Lương đa tìm khăn ướt lau sạch vết nước miếng, vừa vứt đồ bẩn vào thùng rác chợt nghe thấy tiếng ồn ào của tưởng hàng ở bên ngoài, bác sĩ. Xảy ra chuyện rồi, lương đa hết cả hồn, vội vàng đẩy cửa ra, làm sao thế, mu bàn tay sưng lên rồi, đau, tưởng hàng tuổi thân kêu lên, lương đa cao mày đi tới nhìn thử, có phải em vừa nghịch linh tinh không, không có mà, tưởng hàng chột dạ trả lời, bị lương đa nhìn thấu, lệch kim rồi, lương đa cẩn thận rút kim ra cho cậu. Chết chữa, truyền sang tay bên kia, mu bàn tay tưởng hàng sưng to một cục, đau muốn xỉu. Đúng là ban nãy cậu hơi lộn xộn, bởi vì tò mò nên cậu mới thò đầu nhìn xem bác sĩ vào phòng làm gì kết quả lại thành ra thế này quả thật là tự tạo nghiệt không thể sống xin lỗi lương đa ngước mắt dòm cậu ta xin lỗi anh làm gì tưởng hàng nhắm mắt đợi lương đa đâm kim vào cánh tay kia của cậu truyền lại lần nữa làm phiền anh phải truyền lại cho em không sao lương đa nói trả thêm tiền cho lần truyền thứ hai là được dạ lương đa cười hê hê nghĩ bụng ghẹo em chút thôi chẳng lẽ anh lại thèm tiền của tên sinh viên nghèo như cưng sao? Lần truyền dịch này, tưởng hàng đã ngoan ngoãn hơn hẳn. Lương đa đi lấy một chiếc khăn lông, gấp lại thành gối nhỏ rồi kê xuống dưới cánh tay đang truyền của tưởng hàng. Như thế này sẽ dễ chịu hơn một chút. Vết sưng ở tay kia vài hôm sẽ khỏi. Đừng động vào nó, rút kinh nghiệm nghe chưa? Đừng sờ lung tung nữa. Không dám nữa à? Tưởng hàng thực sự không dám. Bây giờ cả người cậu căng thẳng như học sinh tiểu học ngày đầu đến lớp chỉ dám nhúc nhích miệng và mắt đến hít thở cũng dè dặt đừng căng thẳng thả lỏng ra nào lương đa vỗ vỗ cậu rồi sang một bên đọc sách tưởng hàng ngồi đó nhìn xuống tấm khăn lông dưới cổ tay mình màu hồng rất mềm bên góc có in hình chú thỏ xinh xắn bác sĩ lương anh thích màu hồng hả lương đa giật mình không anh thích màu đen anh thích thỏ hả anh thích sư tử tưởng hàng nhìn cười gật đầu nói dạ hiểu rồi ạ à hôm nay vận may của bác sĩ tiểu lương như cái bíp nên tâm trạng không tốt lắm cung hoàng đạo không bảo phải kết thiện duyên nên anh lười tán dốc với cậu ta như hôm qua thậm chí còn lạnh lùng tới mức không thèm đưa điều khiển tivi cho tưởng hàng luôn cả quá trình bác sĩ lương đều chỉ lạnh nhạt đọc sách mãi cho tới khi tưởng hàng nhẹ giọng gọi anh nói rằng hết thuốc rồi tưởng hàng truyền xong Lương Đa cũng lấy lại khăn lông của mình, bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa, còn to hơn lúc nãy. Lương Đa đưa tưởng hàng tới cửa, dặn dò, ngày mai nhớ tới truyền tưởng hàng đi được hai bước bỗng nhiên quay đầu đưa tay ra trước mặt lương đa gì đó lương đa khó hiểu nhìn cậu chợt nhớ ra hôm nay anh chưa cho em kẹo lương đa phì cười em còn ăn và anh hả đừng nói sau này tới chỗ anh đòi kẹo mỗi ngày nha tưởng hàng nhìn anh cười dáng vẻ không đưa kẹo còn lâu người ta mới đi hôm nay là halloween à đâu phải đâu mặc dù trong lòng thì than thế nhưng lương đa vẫn lấy một viên kẹo từ trong túi áo bơ đưa cho tưởng hàng như dỗ con nít vẫn là kẹo sữa bò vượng tử mỗi lần anh đều mua một bịch bự cầm lấy rồi về lệ đi cơn mưa này lớn quá chạy về ký túc xá mà trú tưởng hàng cầm viên kẹo đắc ý mỉm cười sau đó đi tới trước mặt lương đa nói có qua có lại em cũng tặng anh một viên kẹo không đợi lương đa từ chối cậu đã bỏ viên kẹo vào lòng bàn tay anh lương đa nhìn cậu thanh niên dáng người cao ráo cẩn thận đạp lên vũng nước động chạy dưới màn mưa muốn nhắc cậu che dù đừng chỉ che đằng trước mới đi mấy bước mà đằng sau đã ướt cả rồi nhưng cuối cùng lương đa vẫn không lên tiếng chỉ ngó theo bóng tưởng hàng xa dần cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay mình kẹo bác bảo là loại ngon nhất lúc học đại học anh cũng rất thích ăn lương đa thích ăn vị nho xanh nhưng lần nào cũng mua gói thập cẩm sau đó chọn vị nho xanh trong cái đám đó để ăn lúc ấy dương khiếu văn còn hỏi anh sao không mua luôn một gói vị nho xanh lương đa bèn trả lời kẹo bác bảo chỉ có gói vị thập cẩm sau này có đoạn thời gian khá dài ngày nào dương khiếu văn cũng làm ảo thuật biến ra mấy viên kẹo vị nho xanh cho lương đa bây giờ nhớ lại đúng là có chút thổn thức trong lòng đã rất lâu lương đa không ăn kẹo quan hệ giữa lương đa và dương khiếu văn cũng thay đổi rồi có điều nói cũng trùng hợp kẹo bác bảo có nhiều vị như vậy tưởng hàng lại cho anh đúng vị nho xanh anh bóc viên kẹo tại chỗ, rồi bỏ vào miệng. Viên kẹo này rất bự, Lương Đa ngậm trong miệng cứ lúng búng nói mãi không hoàn chỉnh một câu. Anh quay người vào phòng, vừa thưởng thức hương vị nho xanh đã rất lâu không nến qua vừa thay đồ chuẩn bị đóng cửa tan làm. Hôm nay bác sĩ Tiểu Lương lại nghỉ sớm, nhưng nhìn sắc trời cũng khá tối rồi, nếu không xem đồng hồ thì ai mà biết được anh về sớm chứ. Trời mưa như trút nước, người trên đường cũng thưa thất, kẹo trong miệng Lương Đa còn chưa tan, anh sáng ống quần lên cầm dù chạy vào màn mưa, may mà hôm nay anh không đi giày vải. Có chuyện vui thì cũng có chuyện buồn, bình thường lúc lái xe đi làm, anh đều đậu ở gần phòng khám, nhưng sáng nay không tìm được chỗ nên giờ anh phải đội mưa quốc bộ 10 phút tới lấy xe. À đúng rồi, tưởng hàng cũng học ở đây này. Lương Đa yên lặng đi về phía đó, lúc ngang qua con đường toàn là tiệm ăn nhỏ, anh chợt nhìn thấy một người trông rất quen mắt, bác sĩ Lương. Lương Đa không định nhận người quen với tưởng hàng, dưới loại tình huống này khẳng định là muốn đi chung với nhau hai người cũng đâu có thân đi chung biết nói gì đây hôm nay lương đa không có hứng kinh doanh vốn định giả vờ không nhìn thấy nhưng tưởng hàng lại không chịu bỏ qua cứ gọi ầm cả lên xem ra lương đa không thể không đối diện với hiện thực rồi sao còn chưa về nữa lương đa nở nụ cười thật trân luôn nhớ bản thân là một bác sĩ đẹp trai hòa đồng dễ gần em mua cơm cho bạn cùng phòng tường hàng nói đồ nướng của nhà hàng này ngon cực Lương Đa vừa nghe vừa tranh thủ ngẩng đầu, ghi nhớ tên nhà hàng đồ nướng. Sao anh cũng đi về hướng này thế? Tưởng hàng hỏi, anh sống ở đây hả? Không phải, hôm nay anh đổ xe ở trường em. Lúc Lương Đa nói chuyện, viên kẹo chỉ còn một phần ba lăn tới lăn lui trong miệng, bị đầu lưỡi đẩy sang một bên rồi lại lăn về đầu lưỡi. À, nhà xe trường em khá tiện, bình thường cũng ít xe, đổ xe khá tiện, nhưng mà lấy xe thì phiền lắm. Đối với người đi bộ mấy bước đã như muốn lấy mạng như Lương Đa việc đội mưa quốc bộ sắp làm anh phát điên lên rồi. Lương Đa không muốn chủ để câu chuyện lăn tới trên người mình, thế là anh nhìn túi đồ nướng trên tay tưởng hàng, hỏi, quán nướng này có món gì ngon nhất? Tưởng hàng cứ như một nhân viên marketing chuyên nghiệp về ẩm thực, cả đường đi đều giới thiệu cho Lương Đa tất cả những thứ hay ho của quán, còn giới thiệu thêm mấy quán ăn ngon khác ở gần đó. Tán dốc hết cả đoạn đường, lúc tới cổng trường, tưởng hàng rẽ về phía bên phải còn Lương Đa thì đi thẳng tới nhà xe, viên kẹo kia ăn ngon chứ, Trước khi chào tạm biệt, tưởng hàng hỏi lương đa, anh vẫn chưa ăn nên không biết, nói dối xấu lắm nha, tưởng hàng nghiêm túc nhìn anh, lúc anh nói chuyện, em ngửi thấy mùi nho xanh, thông minh phết nhỉ, lương đa nhún vai, ừm, ngon lắm, tưởng hàng nhận được câu trả lời thì hết sức vừa lòng, do dự nói, chúc anh hôm nay có tâm trạng tốt, dứt lời, cậu vẫy tay với lương đa, xoay người chạy về phía ký túc xá của mình, lương đa ngơ ngẩn đứng đó, thầm nghĩ, mình có viết chữ bực lên mặt hả ta dù cho chữ bực này có viết trên mặt hay không ngày hôm nay của lương đa đúng là tệ thôi rồi trên đường lái xe về nhà anh thấy cửa tiệm giặt đồ vẫn còn mở nên dừng xe gửi mớ quần áo cần phải giặt ở đó kết quả vừa ra đã thấy xe mình bị vẽ bậy không biết đứa nào gây sự nữa xui xẻo muốn chết làm gì cũng không suôn sẻ lương đa tức giận ngồi vào trong xe nhủ thầm chắc phải đi cúng vườn một chuyến thôi từ sau khi dương khiếu văn đột nhiên tỏ tình Lương Đa đã lo lắng đề phòng suốt mười mấy tiếng đồng hồ, thằng đấy sẽ không đu theo mình đấy chứ, dù sao cũng là bạn tốt nhiều năm, đột nhiên trở mặt thì cơ mờ nờ dở hơi thật. Hơn nữa cả ngày hôm nay anh đen mõm chó, trực giác mách bảo sẽ đen đến tận lúc đi ngủ luôn, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Dương Khiếu Văn không phải loại mặt dày bất chấp, tuy đường tình duyên có chút vấn đề nhưng anh ta ưa sĩ diện, thật sự không kìm nổi nữa mới tỏ tình với Lương Đa. Nếu Lương Đa đồng ý muốn thử thì quá tốt còn không thì tiếp tục làm bạn bè nhưng lương đa lại thấy chả ổn tí nào ngay lúc biết dương khiếu văn thích mình thì anh đã đặt người này ngoài vòng phạm vi an toàn rồi anh bực bội suốt quãng đường về nhà gặp mấy tình huống khó đỡ chỉ có nước ăn thiệt ngon mới giải tỏa nổi Đổ xe xong anh chạy mua đồ ăn sáng nhịn đói trưa có ăn mà cũng như không nếu cả bữa tối còn không được ăn tử tế nữa thì khác nào treo mỏ cả ngày trận mưa rào ban nãy cũng đã ngớt dần Lương Đa cầm ô ra ngoài tiểu khu, dầm cái gì cũng thấy thèm thuồng. Anh mua ba gói bim bim khoai tây với hũ kem, trước khi tính tiền, do dự mãi rồi mới quay về quầy để lấy thêm chai rượu. Tâm trạng bác sĩ tiểu lương rất kém, cần phải uống rượu để xoa dịu. Lương Đa xách túi đồ ra cửa, chưa được mấy bước thì gặp một người bán bánh cắt đang trú mưa trong cái bạc che pháp với mỏng manh, nhìn mà xót xa. Bác sĩ tiểu lương tốt bụng thấy ai mưu sinh vất vả, nhất định sẽ tới mua ủng hộ thực ra lương đa không thích món này lắm nhưng gặp được tức là duyên mua cái bánh có tốn bao nhiêu tiền nghe người ta cảm ơn mà tâm trạng lương đa cũng đỡ bực bội chút ít chẳng qua đời đéo như là mơ lương đa thấy hôm nay ông trời đang cố tình ghẹo mình rồi quản tiêu mày có biết chùa giải xuôi ở đâu không trời thì lạnh lương đa đi chân đất đảo vọng quanh phòng khách đầu tức muốn xì khói sao bây giờ mày mê tín thế bộ tao muốn à lương đa giận tiếng người mày không biết hôm nay tao xuôi thế nào đâu anh liệt kê cả đống chuyện xui xẻo mình gặp phải cho quản tiêu nghe, chốt luôn câu, trời mưa trời gió, thấy ổng tội nghiệp quá nên tao mua dùng cái bánh dù tao chả thích ăn. Kết quả mới rinh về nhà cắt ra, tao ngỡ ngàng ngơ ngác rồi bật ngửa, có giòi, hai chữ, có giòi, lương đa như gào lên, bác sĩ tiểu lương từ trước đến nay luôn ga lăng dịu dàng, cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, tao có lòng tốt mà, sao lại đối xử với tao như thế, quản tiêu bị anh gào muốn ù lỗ tai, đợi lương đa bình tĩnh, anh ta mới phán một câu, lương đa, mày giàu vật lờ, hả? Gì? Mua hẳn bánh cắt cơ, lúc bọn họ đang học trung học thì thịnh hành, trò đồ bánh cắt, miếng bánh cắt nhỏ xíu nhưng độn giá trên trời, vụ này còn lên cả thời sự. Đương nhiên thời gian qua đi, mọi thứ cũng thay đổi, bây giờ bánh cắt giá trên trời đã trở thành quá khứ. Cám ơn mày đã nói cái chuyện mà ai cũng biết, Lương Đa nói, thôi bớt xàm, hỏi thăm giúp tao, tao muốn đi cúng vườn. Quan hệ của quản tiêu khá rộng, tin tức gì cũng hỏi được. Sau khi cúp điện thoại được 10 phút, quản tiêu gửi tin nhắn kèn định vị vị trí ngôi chùa nào đó, bảo chỗ này rất linh. Lương Đa quyết tâm đi bái Phật, anh cảm thấy người bình thường không thể xui xẻo như vậy được, chắc chắn mình đã đụng phải thứ gì không sạch sẽ rồi. Anh nôn nóng muốn đi ngay, nhưng hôm sau còn phải tiêm thuốc cho thằng nhóc tưởng hàng kia, Lương Đa đành phải chờ. Lần này chờ là thẳng đến thứ bảy, thứ bảy, Lương Đa đến phòng khám như thường lệ, bởi vì không có bệnh nhân nên ăn cơm trưa xong anh lái xe chạy thẳng đến chùa, địa chỉ ngôi chùa Quảng Tiêu gửi cho cách chỗ anh cũng khá xa, lái xe hơn 40 phút mới đến, ngôi chùa nằm trên núi, anh đổ xe ở một bãi đổ dưới chân núi. Bình thường đến những nơi thế này lương đa nọt phèo gút cho lắm, không phải anh ghét chùa chiền mà do địa hình ở đây là rừng núi nguyên sinh, nhỡ đâu đang đi có con vượng người nào đấy nhảy bổ ra bắt cóc anh về làm vợ nó luôn thì sao? Ờ, não anh nó bắt tưởng tượng gì đó. Bậc đá của ngôi chùa được thi công từ chân núi đến sườn núi trông rất đẹp, lương đa đeo hét nghe nhạc, chậm rãi thông thả lên núi. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió mơn mang thổi xuyên qua rừng cây phát ra âm thanh xào xạc, lá khô bị gió cuốn xoay vòng rồi rơi rụng dưới đất, chân anh dẫm lên giòn tan vỡ vụn. Thế nhưng lương đa không hề nghe thấy, bởi vì anh đang quẩy theo bài nhạc trốc của nhóm Black Panther. Trong biển người đông đúc anh gặp lại em, vẫn quyến rũ, vẫn xinh đẹp như thế, leo núi rất mệt, mệt đến nỗi thở không ra hơi, lúc đi được hai phần ba đoạn đường, lương đa sách đít về ghê, nhưng ngẫm lại giờ mà xuống núi thì thời gian và thể lực mình bỏ ra thành vô ích mất rồi, thế là anh đành cắn răng bò tiếp. Một đứa bé tầm 6-7 tuổi, nắm tay bác gái mình tung tăng đi qua mặt lương đa, nó còn quay đầu làm mặt quỷ ghẹo anh, chú đi chậm quá à. Lêu lêu, quạo hết sức hà, giờ muốn quay xe về thiệt nè. Lương Đa bắt đầu thấy hối hận rồi, bởi vì sau bữa đó thì mọi chuyện trở lại như bình thường, dường như vận đen đã tha cho anh, giờ tự nhiên chạy tới đây chịu khổ chi vậy hả? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Lương Đa vẫn cố lết tới cổng chùa, vừa định nhấc chân thì một ông già đi ngang qua anh, chợt nói, bước hỏng cái chân lên, không được dẫm bật cửa, bật cửa ở cổng chùa rất cao, nhưng dù cao mấy cũng đâu làm khó được Lương Đa. Nhưng nếu thật sự không bước qua nổi thì đó không phải bật cửa nữa rồi, mà là cột thông thiên nha mà chân lương đa có ngắn đâu đứa bé sáu bảy tuổi còn có thể nhảy qua được chả nhẽ anh lại không à sau khi vào cửa lương đa mua mấy nén nhang vừa to vừa dài cầm nó đứng ngơ ngác trước thềm ngôi chùa trong phạm vi tầm mắt anh có tận mấy vị phật mà bái phật phải theo thứ tự anh không có kinh nghiệm nên chả biết bắt đầu ở vị nào trước lương đa suy nghĩ thật lâu đời người rất nhiều chuyện đều dựa vào một chữ liều nhiều lúc làm bừa có khi lại đúng anh an ủi bản thân đi tới trước một pho tượng nhìn giống như Phật trông về tiền bạc mà đốt nhang cúng bái, bác sĩ tiểu lương bận cầu tiền mà quên đi mục đích chính ban đầu là đến để giải xuôi. Nhìn tục cực kỳ, vái đã đời, lương đa cắm nhang vào lư hương, cảm thấy con đường tiền tại sau này của mình sẽ vô cùng rộng mở, hình như chúng ta có duyên quá nhỉ, bên tai bỗng truyền đến giọng nói, lương đa quay đầu thì thấy tưởng hàng. Anh không ngờ tới tận đây mà còn đụng trúng cậu ta, người này chắc không gắn GPS trên người mình đấy chớ, chứ sao đi đâu cũng gặp thế này. Trùng hợp thiệt, Lương Đa vẫn chưa từng có duyên với ai như vậy, trong bụng cũng cảm thấy là lạ. Bạn cùng phòng của em muốn đi chùa, nên em theo tụi nó chơi, tưởng hàng chỉ đám con trai đang túng tụng bên kia. Lương Đa dầm phát, định bụng lén chung thôi. Anh đi chùa, tưởng hàng ngẩng đầu nhìn pho tượng, cầu nhân duyên sao ạ, à? duyên á, Lương Đa hơi chấn động, duyên gì cơ? Anh đến cầu tài tưởng hàng cho rằng anh đang ngại nên cười nói ai cũng bảo ngôi chùa này cầu nhân duyên rất linh đó ạ à. nếu như anh cầu tài thì có lẽ đã đi nhầm rồi lương đa tức muốn chết anh cầu cái gì chứ tuyệt đối không cầu nhân duyên điều này không thể xảy ra với người độc thân kiên định như anh được bác sĩ lương anh không sao chứ tưởng hàng thấy vẻ mặt anh xám ngoắt hàng chân mày như biến thành mây đen chạm nhau một cái là đổ mưa à à anh không sao ánh mắt lương đa đờ đẫn lòng nóng như lửa đốt thầm nghĩ không sao không sao truyền thuyết có thể là giả tương truyền mấy ngôi chùa cầu duyên sẽ cầu phát dính ngay nhưng lương đa cảm thấy dù dính cỡ nào cũng không thể dính líu đến mình bởi vì anh cầu lộn chỗ mà đi nhầm cửa thì xin lỗi mốt tiếng rồi về chứ đâu ai kéo lại phát người yêu cho luôn đâu mà sợ lương đa tự an ủi lòng buồn rầu phẩy tay mấy đứa cầu tiếp đi anh về trước tưởng hàng ngó dáng vẻ chết trong lòng một đống của lương đa mà khó hiểu chẳng lẽ thất tình nên đến bái Phật hy vọng tái hợp? Hay là xin người yêu mới, cậu đứng nhìn bóng lưng xa dần của Lương Đa, đó là một dòng sông bi thương chảy ngược, là sự bất lực chôn vùi trong nỗi đau, tưởng hàng tò mò, không biết ai lại đi đá bác sĩ Lương đẹp trai tốt bụng như lầy chứ, nhìn bác sĩ đau lòng quá trời. Lương Đa đi mấy bước thì chợt nhớ mình bỏ quên đồ, vội xoay người chạy về, thấy tưởng hàng vẫn đứng đấy. Sao thế? Tưởng hàng hỏi. Lương Đa nhặt mấy nén hương còn mới nguyên từ dưới mặt đất, thuận tay đưa cho tưởng hàng anh không cầu nữa cái này cho em em cầu đi anh chúc em cầu được ước thấy ai cũng nói mang hoa hồng tặng cho người trên tay còn vương mùi thơm lương đa cho người ta ba nén hương không mong đợi trên tay mình còn vương mùi gì chỉ hy vọng phật tổ bỏ qua tưởng hàng được lương đa tặng mấy nén hương cứ đứng đó nhìn anh chạy mất dạng cậu cân nhắc một lúc rồi quay người châm hương thành tâm bái lễ lương đa đi ra khỏi chùm một đoạn xa than ngắn thở dài sau khi xác định làm trò ở đây sẽ không bất kính với Phật tổ thì mới lấy điện thoại, ấn gửi cho quản tiêu một mem ngón tay giữa. Quản tiêu nhận được tin nhắn của Lương Đa lúc đang lượn lờ siêu thị với Trần Bạch Trần, bèn dơ điện thoại mách lẻo luôn, anh coi nè, chắc không phải Lương Đa có ý đồ gì với em đó chứ. Trần Bạch Trần mồm ngậm que kem, tay cầm điện thoại chơi game, liếc màn hình điện thoại của quản tiêu rồi bảo, em nghĩ nhiều rồi, cậu ta đang chửi em đó, cậu ta chửi em thì anh phải chửi lại đúng không? thôi trần bạch trần cúi đầu tiếp tục chơi game anh đang bận đây nè quản tiêu nghe vậy thì lèm bèm trần bạch trần rằng mới bên nhau bảy năm đã bắt đầu chán ngán mình rồi trần bạch trần nhịn cười lười phản ứng cúi đầu chơi game tiếp lương đa xuống tới chân núi chưa nhận được hồi âm của quản tiêu anh liên tục thở dài đi mệt thì ngồi xuống bậc thang nghỉ buồn bực lướt vòng bạn bè lúc này mới nhìn thấy quản tiêu đăng một dòng trạng thái mấy ngày trước cần tìm một ngôi chùa linh thiêng chẳng trách tìm nhầm nếu như cầu nhân duyên, nơi này là linh nhất rồi còn gì, bỏ đi, cũng coi như tận tâm hỏi thăm giúp mình. Lương Đa quyết định tha cho quản tiêu lần này, mình đúng là người có trái tim nhân ái, Lương Đa ngồi trên bậc thang dưới chân núi cả buổi, nghe xong cả bốn bài hát mới cảm thấy nên về nhà nghỉ ngơi. Đi thêm đoạn đường thì thấy có bà lão bày sạp xem bói, Lương Đa từ xa dòm lâm lâm sạp coi bói của bà cụ, nghĩ bụng mấy người bói toán toàn là lừa đảo nhưng kiềm lòng không đậu muốn cắn câu ánh mắt của anh cứ dính vào người ta lượn tới lượn lui chào bà cuối cùng lương đa hết chịu nổi xem bói bao nhiêu tiền một lần vậy ạ à? bà lão đang ngồi loay hoay với cái radio nhỏ của mình cậu xem hộ bà có phải cái này hỏng rồi không lương đa cầm lên xem thử hỏi hay là hết pin rồi ạ à? bà lão chăm chú nhìn anh thôi được rồi xem ra cậu không biết lương đa hơi quê chỉ biết cười trừ hai trăm một lần đắt dữ trước kia lương đa xem bói chu dịch miễn phí trên mạng lúc đó anh xem tận ba người, ai cũng nói đường hôn nhân của anh không tốt lắm, Lương Đa cảm thấy ba người đó xem khá chuẩn, anh còn chả có đường hôn nhân luôn chứ nói gì tốt với không tốt. Chu dịch là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ. Anh cũng từng lên uy chát tìm bói bài Taro, 68 đồng một lần, cuối cùng toàn tốn tiền để nghe người ta bảo mình ế như thế nào. Hên là não anh hơi cá vàng, nào có nhớ được nhiều vậy, bà xem gì vậy ạ, à? lương đa muốn xem tài vận, muốn coi gì thì coi cái đó, bà lão đưa tờ giấy cho lương đa, viết ngày tháng năm sinh của cậu vào đây, lương đa nhận lấy giấy bút, viết sụt soạt, miệng bà lão nói một chuỗi những lời lương đa nghe không hiểu, chữ nào cũng dính chụm với nhau, trên mặt lương đa đầy dấu chấm hỏi, bắt đầu lo lắng hai trăm đồng của mình lại sắp mất trắng rồi chăng? đột nhiên bà cụ ngẩng đầu quan sát gương mặt anh, sau đó nói một câu khiến lương đa đờ đẫn. gần đây cháu gặp được chính duyên của mình, chính duyên, chính duyên là gì ạ? À? chính là duyên phận có thể tu thành chính quả. bà cụ híp mắt, nghiêm túc nói, duyên phận của cháu đến rồi, phải bắt lấy ngay kẻo lỡ. lương đa đang ngồi trầm hổng, nghe bà cụ phán mà suýt bật ngửa phịch mông xuống đất. chắc không phải là dương khiếu văn đấy chứ? đừng mà chưa nói lương đa có phải là người theo chủ nghĩa độc thân không nhưng loại chuyện bạn thân hóa tình nhân này nghĩ thôi cũng thấy khó ở rồi sau đó còn lăng giường nữa hung hung bà cụ bảo nếu thích thì bà nói sương sương tướng mạo chính duyên này cho anh lương đa vội từ chối dạ thôi dạ thôi ạ à. cảm ơn bà lương đa trả tiền xong thì công đích chạy người ta nhìn chắc tưởng anh bị ma đuổi đợi khi xuống đến chân núi ngồi vào trong xe rồi lương đa mới hoàn hồn biết mình vừa làm chuyện ngu hết chỗ nói anh trả tiền để xem cái nhân duyên mờ mịt mình chẳng muốn biết rõ ràng là muốn xem tài vận mà lương đa ôm cục tức trong bụng nghĩ thôi về nhà ngủ cho lành quên đi tất cả ngày mai làm lại cuộc đời tuyệt đối không thể để mình bị ám ảnh tâm lý được định luật murphy có nói chỉ cần không nghĩ tới sẽ có khả năng tránh khỏi lương đa vừa lái xe ra thì thấy tưởng hàng đứng chờ xe cùng nhóm bạn nơi này ít xe nếu không tự lái xe đến thì hầu như mọi người phải đợi xe bus, cách 30 phút mới có một chuyến, nhóm tưởng hàng vừa xuống núi đã lỡ chuyến xe bus gần nhất. Lương đa lái xe qua trước mặt bọn họ, cố ý dừng lại chào hỏi tưởng hàng, phải đợi thêm mấy chục phút nữa à, lương đa vẫn tốt bụng hỏi, mấy đứa đi bao nhiêu người. Hay anh chở cho vào nội thành, sau đó về trường cũng tiện hơn, nhóm tưởng hàng vừa vặn có bốn người, đủ chỗ trên xe luôn. Nhưng tưởng hàng hơi ngại, sợ làm phiền lương đa không sao. Cũng tiện đường mà, Lương Đa mở cửa xe để bọn họ lên, vào nội thành là có xe bus chạy thẳng đến trường rồi, anh sẽ thả mấy đứa ở trạm, không phiền tẹo nào. Miệng mấy người bạn của tưởng hàng rất ngọt, vừa lên xe đã cảm ơn anh ạ, à, cảm ơn anh nha. Tưởng hàng ngồi ở ghế phó lái, khẽ nói, bác sĩ Lương, làm phiền anh rồi, phiền gì đâu, Lương Đa gẹo cậu, lần sau đến tiêm, nhớ trả anh thêm tiền là được. Mấy người trong xe cười lớn cười đến nỗi lương đa cảm thấy bản thân mình như trẻ lại mấy tuổi bọn họ tán gẫu suốt đoạn đường lương đa không phải kẻ ưa soi mói chuyện riêng tư của người khác càng không quan tâm ai bao nhiêu tuổi học năm mấy nhưng đường về còn xa trừ những cái này ra thì chẳng có gì để nói cả trước kia lương đa nghĩ tưởng hàng là sinh viên năm tư đại học bách khoa bởi vì cậu hai mươi ba tuổi rồi mà nhưng hôm nay mới biết bọn họ là nghiên cứu sinh năm hai của đại học bách khoa khá đấy lương đa hỏi thăm sang năm ba thì muốn tìm việc luôn hay học lên nữa, chắc đi làm ạ, à, tưởng hàng hỏi anh, bác sĩ Lương, các anh học y chắc toàn thi lên nữa phải không, Lương đa nhướng mày, gần như thế, ủa anh bao tuổi rồi nhỉ? Em thấy anh chắc không lớn hơn bọn em mấy, một nam sinh ngồi phía sau tùy ý hỏi, trẻ vậy đã có phòng khám riêng, giỏi thật luôn ấy, Lương đa được tân bốc nên tâm trạng cũng tốt hơn, anh nhìn nam sinh kia qua kính chiếu hậu, em cảm thấy anh bao nhiêu tuổi? anh thích nhất dùng chiêu này để lừa người ta. Lương đa 28 gần bước sang 29 rồi, là một tấm chiếu cũ nhưng trông vẫn non và xanh, đứng lẫn giữa nhóm sinh viên đại học cũng chẳng khiến ai nghi ngờ. 25 sao? Hay 26 tuổi ạ, à? Lương đa cười toe, tầm đấy, anh 30 tuổi rồi, 30 tuổi á, nhóm sinh viên ngồi đằng sau sốc luôn, nhìn không ra luôn, Lương đa nhịn cười, quay đầu dòm tưởng hàng một cái, tưởng hàng lại rất bình tĩnh. Chỉ hơi mỉm cười mà nhìn lại anh, tưởng hàng không biết tuổi của Lương Đa, nhưng cậu nghĩ chắc cũng chưa đến 30, tính thử xem, sinh viên ngành y ra trường tự mở phòng khám riêng thì tuổi tác không thể nhỏ được. Gẹo các em thôi, Lương Đa không nhịn được mà cười, anh tròn 28, 28 cũng khó tin lắm ạ, à, cậu sinh viên bày tỏ, em nói 25, 26 là hơi quá đấy ạ, à. em còn tưởng anh là đàn em khóa dưới của em cơ, được người ta khen trẻ trung, Lương Đa phê phải biết Tưởng Hàng nghiêng đầu nhìn anh, vậy thì anh thật sự rất giỏi, gì cơ, 28 tuổi đã có phòng khám riêng, đỉnh vải trưởng, lương đa đi học sớm, tiểu học nhảy lớp, đổ vào đại học y khoa thì trở thành người nhỏ tuổi nhất khoa, còn học cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ liên tiếp 8 năm liền, đương nhiên sẽ tốt nghiệp sớm, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chính là như thế, hồi bé còn được khen là thần đồng nữa, lương đa được khen phòng cả mũi, nhưng ngoài miệng vẫn nói, đâu có, đâu có tạm tạm thôi thực ra trình độ của anh muốn phát triển tốt hơn thì dễ như trở bàn tay nhưng sau khi làm việc ở bệnh viện mấy năm lương đa cảm thấy không thể thích ứng nổi nói thẳng ra là anh thích tự do thoải mái nên dứt khoát ra ngoài mở phòng khám riêng một năm này trôi qua rất tốt còn chiếm được không ít cảm tình của các bậc bô lão trong khu tưởng hàng nhìn anh cười đến mức hai mắt sáng lấp lánh nhìn không được bèn cười theo tán dốc mãi đến lúc vào nội thành Lương Đa dừng xe ở trạm xe bus gần đấy. Lúc xuống xe, mấy cậu nhóc liên tục nói cảm ơn, tưởng hàng không lưng đối diện với Lương Đa đang ngồi bên ghế lái, bác sĩ Lương, cảm ơn anh. Hôm nào mời anh đi ăn một bữa nhé, không cần đâu, em còn chưa kiếm ra tiền, đi nhanh đi, tặng người hoa hồng, trên tay còn vương mùi thơm. Tuy hôm nay cầu Phật không thuận lợi, nhưng đổi lại tâm trạng khá tốt. Lương Đa lái xe được một đoạn thì ngó kính chiếu hậu, phát hiện tưởng hàng vẫn còn trông theo hướng của anh. Lương Đa lái xe về đến nhà, vừa đổ xe xong thì nhận được tin nhắn của quản tiêu, anh Trần của mày hỏi mày đi chùa cầu khấn sao rồi. Lương Đa lười đánh chữ nên trực tiếp gửi đoạn ghi âm qua, quý hóa quá. Sao ảnh không tự hỏi tôi, ngón tay của anh ấy bị kẹp cửa, đang nổi khùng lên đây này. Vừa hay nhắc đến mày, nên bảo tao hỏi mày luôn. Lương Đa nghĩ miên man, đôi này chơi tình thú thật, làm cái chi mà để cửa kẹp dữ vậy cảm ơn anh Trần lúc nổi khùng còn nhớ đến người em trai bé nhỏ này, nhưng, Lương Đa vốn muốn tha cho quản tiêu, nhưng tên này cứ mò tới mãi, giờ mà không chữ mắng một trận thì đúng là trái với ý trời. Quản tiêu, mày cố ý đúng không, tao làm gì, mày biết chùa mày bảo cầu gì không, quản tiêu tựa đầu vào chân Trần Bạch Trần, nhìn ngón tay anh ta được băng bó như cái bánh bao nhỏ, cảm thấy anh rất phù hợp để đi quay The American Horror Story, Phiết sâu 2 Chuyện ngón tay bị kẹp cửa, bản thân đương sự nào có thèm để ý nhưng quản tiêu lại đau lòng anh ta còn nghĩ hay là mình cũng đi bái phật không cầu gì chỉ cầu bình an đồng thời cầu cho ngón tay của trần bạch trần mau khỏi sao chẳng phải cầu gì cũng được à trên phương diện này giám đốc quản học trọng hiểu nhiều cũng có chỗ kiến thức mù mịt cầu nhân duyên lương đa nghiến răng kèn kẹt, kẹt. quản tiêu tao tuyệt giao với mày chúng ta kết thúc rồi đầu tiên quản tiêu sửng sốt rồi dựa vào người trần bạch trần cười muốn rớt xuống sàn nếu không phải mắc bệnh sạch sẽ ghét sàn bẩn thì anh ta thật sự lăn xuống cười bò luôn thôi thôi mày ơi tao lộn chứ tao cố ý đâu hôm khác tao đến tận nhà tụ quần tạ lỗi với mày nhé quản tiêu nói không dám ngài vẫn nên đi chỗ nào mát mẻ rồi cút mẹ ra đó đi lương đa phàn nàn trước khi cút điện thoại vẫn chịu quan tâm đến anh trần tay của anh trần thế nào rồi đi bệnh viện chưa hay là ngày mai đến đây tao khám cho, đi rồi, bác sĩ dặn chú ý chút thôi, được, có vấn đề gì thì đến tìm tao. Vì anh Trần, tao có thể nhận lệnh 24, 24, quản tiêu nghe thấy thế bèn không vui, cách xa tên họ Trần nhà bố mày ra, mùi chua nồng nặc dữ. Lương Đa cũng lười khịa hắn, cúp điện thoại, Lương Đa chuẩn bị lên nhà nằm cho khỏe, không ngờ nhìn sang ghế phụ lại thấy cái gì đó. Anh cúi xuống nhặt, hóa ra là thẻ sinh viên của tưởng hàng mấy đứa sinh viên đi ra ngoài chơi, đem theo thẻ sinh viên có thể được giảm giá ở nhiều chỗ. Nhưng thẻ sinh viên không quan trọng, quan trọng là trong thẻ còn kẹp một tấm vé xem phim, thời gian chiếu là tối nay, 10 phút nữa bắt đầu rồi, cho dù bây giờ lương đa có đi đưa cho cậu thì cũng không kịp. Anh cầm điện thoại định gọi báo cho tưởng hàng, chợt nhớ ra không có số của cậu. Trên bệnh án thì có nhưng để ở phòng khám rồi, anh để thẻ sinh viên của tưởng hàng vào trong túi, xuống xe vào nhà. Lương đa tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi nằm gường trên sofa gặm táo xem hoa hồng có gai trên tivi. Anh cặp trái táo lóc tróp đến văng cả nước, tay kia cầm thẻ sinh viên của tưởng hàng nghiên cứu, tưởng hàng lớn lên rất ổn áp, chụp ảnh thẻ cũng đẹp trai nữa. Phải biết rằng bây giờ chụp ảnh thẻ giống hệt người thật là hiếm lắm đấy. Lương Đa không biết tưởng hàng có lỡ bộ phim hôm nay không, hay là mua vé mới hoặc bỏ phim luôn rồi. Mấy thẻ sinh viên chắc cậu ta sốt ruột lắm, nhưng mình không có cách gì với cậu ta cả. Lương Đa nhanh trí mở cái app đã lâu không xài trên điện thoại. Mấy năm nay có một mạng xã hội được sinh viên cực kỳ hoan nghênh. Lúc Lương Đa học đại học, phần mềm này còn tên là Ciony, nhưng bây giờ đã đổi tên thành Renren. -ren. Cách đây mấy năm, Weibo chưa được dùng rộng rãi như bây giờ, mọi người thường theo dõi Hotkey trong trường chứ không phải người nổi tiếng trên Weibo. Hầu như khi đó ai cũng dùng Ciony để đăng sờ đăng hình, đăng nhật ký, ở trang chủ còn có chỗ thống kê số lượng người truy cập. Cho nên các bạn trong lớp luôn thích so bì xem ai có lượng truy cập nhiều hơn, nghĩ lại thấy trẻ trâu thiệt nhưng khi đó ai cũng chơi vậy cả. Tốt nghiệp rồi lương đa không còn dùng app này nữa, giờ đăng nhập vẫn có thể nhìn thấy chút ký ức năm xưa. Anh xuất trường và tên của tưởng hàng, thế mà tìm được thật, Xiaomi có một tính năng khá xịn, đó là bạn có thể xét chế độ hiển thị trang chủ chỉ bạn bè mới nhìn thấy được, như vậy giúp ngăn chặn bớt những người là kỳ cục làm phiền. Avatar của tưởng hàng là ảnh chụp bản thân cậu vô cùng đẹp trai trong bộ đồ bóng rổ của trường trung học phổ thông Suhu, hu đứng dưới ánh nắng làm mặt hề trông vừa hài vừa dễ thương lương đa không biết sinh viên bây giờ có chơi cái này không nhưng vẫn thử ác phen trang cá nhân của lương đa chẳng đăng gì mấy năm rồi bài chia sẻ gần nhất là đoạn clip hài hước từ hai năm trước đến cái avatar cũng là ảnh hồi đợt anh lên phát biểu trong lễ tốt nghiệp với tư cách sinh viên ưu tú mặc bộ cử nhân đẹp trai chói lóa bác sĩ Lương luôn cảm thấy đó là một trong những thời khắc rực rỡ nhất cuộc đời mình. Lương đa ác phen xong vốn chẳng hy vọng gì, định ngày mai sẽ đến phòng khám gọi điện cho tưởng hàng, bảo cậu tự mình tới lấy thẻ sinh viên. Không ngờ là nửa tiếng sau, lúc anh đang tập yoga ở phòng khách, cố sải hai chân đau muốn khóc tiếng tró thì nghe âm báo điện thoại. Lương đa mở điện thoại xem, tưởng hàng đã chấp nhận lời mời kết bạn, kèm theo một tin nhắn. Tưởng hàng, bác sĩ Lương, bác sĩ Lương tủng tiễn cười nhắn tin cho người ta, bỏ luôn vụ tập yoga. Lương Đa, hôm nay em làm rất gì không? Lúc này tưởng hàng đang ăn cơm cùng bạn ở căng tin, bát mì vừa được bưng là đứa bạn ngồi đối diện đã bắt đầu ăn sùm sụp, cậu thì đặt đổ xuống, ông điện thoại chat với anh. Tưởng hàng, anh nhặt được thẻ sinh viên của em hở? Lương Đa cứ tủng tỉm cười, mà không hiểu tại sao mình cười. Lương Đa, bên trong còn kẹp một tấm vé xem phim nữa nữa. Tưởng hàng, dạ đúng rồi. Là bộ phim hôm nay, Lương Đa, bộ phim đó hay không, tưởng hạn, không biết nữa ha ha. Không tìm thấy vé nên em nghĩ coi luôn, Lương Đa cười khẽ, nghĩ tên nhóc này đúng là khờ mà. Sao không mua lại vé khác mà xem chứ, hai người tán gẫu thêm lát thì Lương Đa bảo cậu, nếu rảnh thì tới phòng khám lấy thẻ, tưởng hàng, được à, vậy mai em qua. Hên là anh nhặt được, nếu không em lại phải đi làm thẻ khác, phiền phức lắm, phiền gì chứ. Lương Đa cũng từng làm lại rồi. Lúc vừa học năm nhất, anh còn làm mất hết thẻ sinh viên, căn cước, thẻ vào trường, đó mới thực sự phiền phức kìa. Nhưng anh không ghẹo tưởng hàng, mình đâu có thân với cậu ta, tự nhiên ghẹo vậy sẽ vô duyên lắm. Tưởng hàng, chắc với ai mà vui thế, bạn cùng phòng sắp ăn hết nửa bát mì, thấy tưởng hàng không thèm cầm đũa mà cứ ông điện thoại cười ngu. Không có ai hết, cuối cùng tưởng hàng cũng bỏ điện thoại xuống để ăn mì, chưa kịp gấp đũa nào thì tin nhắn của Lương Đa lại đến, cậu lập tức buông đũa cầm điện thoại bạn cùng phòng nhướng mày, chu choa, ghê đấy. Yêu rồi đây mà, nào có, yêu đương gì, tưởng hàng nói, là bác sĩ lương đó, thẻ sinh viên của tao rơi trên xe của anh ấy, chắc với con trai mà cũng vui được vậy. Ôi dồi ôi bạn tôi, bạn cùng phòng vừa nghe thấy đối tượng chắc là nam thì lắc đầu chẹp chẹp, tuy bác sĩ lương lớn lên rất đẹp trai, nhưng cậu ta không có hứng thú với nội dung cha của hai thằng được trựa, còn tưởng mày đang tán gái chứ, gái gú khỉ gì, tào bê đê được không? Hồi cấp 3, tưởng hàng mới nhận ra mình là gay. Vậy mới biết ở khía cạnh này, cậu rất chậm tiêu. Sau khi cậu ý thức được, cậu rất bình tĩnh đến gõ cửa phòng làm việc của bố. Bố cậu là một cố vấn tâm lý nổi tiếng của địa phương, không phải loại lừa tiền. Tưởng hàng nói chuyện với bố mình hơn 2 tiếng đồng hồ. Chẳng qua khi bắt đầu muốn rõ lý do, bố cậu lại bảo, được rồi, trước hết thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau với tư cách bố con không liên quan gì đến nghề nghiệp của bố cả. Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, ông tưởng đã dạy cho bé tưởng một bài học rất quan trọng, tình yêu đồng giới rất bình thường. Không cần phải phức tạp hóa vấn đề lên và càng không cần đi tìm cố vấn tâm lý. Có lẽ nhờ hơn hai tiếng đó mà tưởng hàng sống rất thoải mái, cậu chưa từng vì xu hướng giới tính của mình mà rối rắm hay uất ức. Cậu chưa từng nghĩ sẽ giấu giếm, nhưng cũng không chủ động tiết lộ, cứ để thuận theo tự nhiên thôi. Cậu không cần thiết phải oan oan cho mọi người biết mình là gay, hay hãy quen biết ai là nói mình thích con trai. đều con người với nhau mà, làm gì có ai cao quý hay hèn mọn hơn ai. về phía lương đa, anh cảm thấy nói chuyện với tưởng hàng rất vui, nhìn cậu bối rối xấu hổ dễ thương vô cùng. hơn nữa nếu anh thật sự thích một ai, trước tiên anh sẽ tìm hiểu xu hướng tính dục của người đó, nếu không anh tuyệt đối sẽ không vượt lôi trì nửa bước, bởi vì đó là luật bất thành văn, không thể tán trai thẳng. chát với lương đa xong, tưởng hàng mới buông điện thoại ăn mì. Nghỉ sáng mai học xong mà qua phòng khám thì vừa đúng vào giờ cơm trưa, tiện thể mời bác sĩ Lương ăn một bữa, không có ý đồ gì cả, cậu chỉ muốn kết bạn với anh thôi. Ê tưởng, tao vẫn cảm thấy mày cứ phơi với thế nào ý, bạn cùng phòng ngẩng đầu lườm tưởng hàng, hay mày chat với con gái nhưng nói điêu là bác sĩ Lương, tưởng hàng nhìn cười, nói với bạn cùng phòng, nếu như là con gái thì tao đéo vui nổi đâu, rồi ôi, thôi mày cứ chém gió đi, bạn cùng phòng nói, eo, gió lạnh thế nhờ khắp trời là gió mày chém ra đấy thật sự không phải chém gió đâu tưởng hàng nín cười nghĩ bụng tao đối với con gái chỉ tịnh bạn trong sáng với con trai mới là không trong sáng ấy lúc cuối đầu ăn mì cậu bắt đầu nghĩ xem trưa ngày mai ăn gì không biết bác sĩ lương có ăn được cây không gần phòng khám có một quán gà hầm cực kỳ ngon nhưng phải ăn cây mới đúng vị tưởng hàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi bạn cùng phòng lần đầu tiên đi ăn cơm cùng bạn gái tụi mày sẽ ăn cái gì còn chối là không phải tán gái đê bạn cùng phòng nói đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này rồi hở nhanh ăn cái gì ru mò bạn cùng phòng tủng tỉm cười vừa rẻ vừa ngon cắn một miếng thịt ngập mồm bỏ đi hỏi cũng như không vẫn nên ăn gà hầm thôi tưởng hàng khá bất ngờ với phản ứng của bản thân chỉ là hẹn gặp bác sĩ lương để lấy thẻ sinh viên thôi mà khiến cậu hưng phấn đến mất ngủ thế này thói quen sinh hoạt của tưởng hàng luôn rất tốt làm việc và nghỉ ngơi đúng quy luật sáng 7 giờ dậy, tối 10 rưỡi ngủ. Chỉ cần ký túc xá tắt đèn, cậu lập tức buông điện thoại, về mặt này bạn học tưởng quả thật là tấm gương sáng cho giới trẻ thời nay noi theo. Còn hiện tại, bạn cùng phòng ngủ cả rồi mà mắt cậu vẫn thao láo dòng trần nhà, tưởng hàng trùm chăn che kín ánh sáng từ điện thoại, xem lại lịch sử trò chuyện của cậu và bác sĩ Lương, Lương Đa, cậu thấy tên anh ấy rất hay, rất dễ thương. Lúc lẩm bẩm hai chữ này, gương mặt tươi rói ấy như hiện ra trước mắt, đúng là tên cũng như người, tưởng hàng làm tổ trong chăn, ấn vào trang cá nhân của lương đa trên ren, ren Đúng là cái mạng xã hội này khá quan trọng trong lòng các sinh viên một thời, nhưng giờ đây cũng lu mờ dần rồi, tưởng hàng biết đến ren, ren vào mùa hè lúc thi xong đại học. Vừa đăng ký tài khoản cậu tìm được rất nhiều đàn anh đàn chị trong trường, sau đó mọi người đều quen biết nhau hết, những năm gần đây. Phiên bản Ren, ren bắt đầu xuống cấp lỗi thời nên mọi người dần chuyển qua dùng Weibo tưởng hàng không nở xóa áp để lưu giữ kỷ niệm, trước khi Lương Đa gửi tin nhắn đến thì thật sự lâu rồi cậu không dùng tới. Lướt xem trang cá nhân của Lương Đa, phát hiện từ khi đi làm anh không còn đăng nhập nữa, nhưng mà trước kia Lương Đa thật sự rất thú vị. Tưởng hàng thấy rất nhiều ảnh chụp thời sinh viên của Lương Đa, khi đó anh là người nổi bật nhất trong đám đông, không cao không thấp, thon gầy trắng trẻo, đeo một cái kính kim loại nửa viền, khuôn mặt thanh tú lại không mất nét điển trai, thoạt nhìn là một người tự tin và thích cười. Lương Đa phân loại hình ảnh rất nghiêm túc, từ năm nhất đến khi tốt nghiệp, anh đăng vào các album theo từng giai đoạn, thậm chí còn đánh dấu thời gian. Đến cả ảnh tham gia hoạt động cũng được phân loại rõ ràng từng mục, tưởng hàng lướt đến tấm ảnh Lương Đa tham gia huấn luyện quân sự năm nhất đại học. Lúc đó anh mặc bộ quân phục rộng thùng thình, đứng dưới ánh nắng rạng rỡ làm mặt hề, còn cả ảnh Lương Đa mặc âu phục màu đen, nhìn thời gian chắc là năm hai đại học, anh đại diện trường tham gia diễn thuyết, đạt được giải nhì. Lương Đa cũng rất chịu giỡn, anh tự bình luận dưới bức ảnh rằng, tại tôi phát âm không chuẩn, nên mấy người mới để tôi giải nhì chớ gì. Tôi cứ thích đọc vậy đấy, thì sao nào, giỏi thì đến cắn tôi nè, tưởng hàng đọc xong mà suýt cười thành tiếng giữa đêm khuya, thời sinh viên Lương Đa rất dễ thương, tưởng hàng xem mà u mê, chê đồ ở căn tin trường giá cao, chê cô bán hàng rất hung dữ, chê đào vàng đóng hộp ở siêu thị hết hạn, chê kẹo hồ lô bán ngoài cổng trường toàn mùi khói bụi. Lương đa chê bai thứ gì cũng rất thú vị, quan trọng nhất là cuối mỗi lời chê đều sẽ chèn thêm câu, nhưng vẫn phải ăn hoi, thêm. Trừ chê ra, nhật ký hàng ngày của lương đa rất đượm mùi văn vở, cách hành văn của lương đa tốt nên chỉ dăm ba câu đã lấy được trái tim của rất nhiều độc giả. Có bài lương đa viết về chuyến đi phượt đến đảo cổ lãng một mình vào kỳ nghỉ. Buổi tối nằm trên giường khách sạn nghe tiếng mưa, xem chương trình tạp kỹ Khang Hy đến rồi, cuối bài đăng, anh viết nếu như không học y hoặc sau này chán ghét cuộc sống xô bồ nơi thành thị tôi hy vọng mình có thể mở được một khách sạn nhỏ khi khách hàng ngủ trong phòng tôi ngủ ở dưới sàn bên cạnh quầy rượu nửa đêm nghe tiếng mưa xem chương trình tạp kỹ đợi mưa ngừng thì ra ngoài mua đồ ăn tưởng hàng chưa từng đến đảo cổ lãng cũng chưa từng nghe tiếng mưa lúc nửa đêm ở đó nhưng đọc bài của lương đa cậu cảm giác như được hòa vào đó cậu phát hiện ngoài cái nết trúa hề bẩm sinh thì lương đa còn khá lãng mạn mở khách sạn ở đảo nhỏ sao? Nghe thú vị nhờ, tưởng hàng không biết mình ngủ lúc nào, nhưng thức dậy thì vừa đúng 7 giờ sáng, phát hiện tin điện thoại chỉ còn 27%, cậu vội xuống giường sạc điện, bạn cùng phòng chợt nói, hình như tối qua phòng mình có ma mày ơi, tưởng hàng quay đầu dòm, mà có gì ở đây? Nửa đêm mơ màng, tao nghe thấy tiếng cười lạ lắm, bạn cùng phòng rung mình, vội mặc thêm chiếc áo hoodie dày cộm, vốn đã lạnh rồi, giờ nhớ đến còn lạnh hơn, tưởng hàng nghĩ bụng, ủa mình hả ta? Mà mình cười có ra tiếng đâu? Bạn cùng phòng vẫn lại nhảy. Hồi trước khu ký túc xá đối diện, nghe đồn có ma đó. Mấy đứa khoa toán còn tìm một ông đạo sĩ đến bắt ma cơ. Hay mình đi hỏi thử. Nếu giá ok thì triển luôn. Thấy cậu ta nói như thật, tưởng hàng lo cậu ta sẽ làm lễ trừ tà gì đó, vội khuyên, thôi thôi, anh Chu đừng lo, chuyện nhỏ thế này cứ để thằng em này giải quyết là được. Bạn cùng phòng bưng thao chuẩn bị đi rửa mặt nghi ngờ dòng tưởng hàng, mày chắc không, chắc mà, tưởng hàng trả lời cực kỳ uy tín, chỉ cần nửa đêm không xem trọng trang trang cá nhân của lương đa nữa, con ma này sẽ biến mất thôi. Được rồi, bạn cùng phòng miễn cưỡng đồng ý, còn cảm thấy tiếc nuối vì không thể tìm đạo sĩ, bởi vì nghĩ đến cảnh bắt ma thôi là thấy kích thích rồi, ok. Trong vào mày đấy, bạn cùng phòng vừa ngáp vừa nói, nhỡ là ma nữ, coi như giải quyết luôn vấn đề tình cảm cho mày, chứ tao có bạn gái rồi chả thèm cướp của mày đâu. Tưởng hàng nín cười muốn quặn ruột, thật biết ơn anh quá ạ. À. Ma nữ thì té, còn ma nam giống dáng vẻ của bác sĩ Tiểu Lương thì có thể suy nghĩ. Tình người duyên ma nghe thôi cũng mất hồn mất vía rồi, làm không khéo có khi sẽ muối mặt tự nhiên nổi tiếng trong trường ấy. Buổi sáng Lương đa bận đến tối tăm mặt mày, vừa sáng mở cửa đã có bệnh nhân đến, người này nối tiếp người kia, may là tay chân anh lanh lẹ nếu không chắc bị quay như trong chóng. Gần đây thời tiết thay đổi, nên mọi người dễ bị cảm. Bận rộn đến tận 10 rưỡi thì tưởng hàng đẩy cửa đi vào, Lương Đa đang kê thuốc cho một bác gái ở tiểu khu phía sau, bảo bà ngồi yên chờ anh phối thuốc xong sẽ đến tiêm cho bà. Tưởng hàng không ngờ hôm nay phòng khám đông như vậy, hai hàng ghế đều kín cả, trên tay ai nấy treo một cái bình, cảnh tượng khá tập nập nghiêm túc. Đến rồi à, Lương Đa quay đầu dòm tưởng hàng, nhưng chưa rảnh tay để chào hỏi, em ngồi ở đó, đợi anh lát nhé, tưởng hàng vân dạ, anh cứ làm việc đi ạ, à, em không gấp, cậu nhìn ra bây giờ lương đa thật sự rất bận, vì tránh quấy rầy đến người khác tưởng hàng lượng một vòng trong phòng thì ra ngoài. Hôm nay hơi lạnh nhưng trời vẫn có nắng và ít gió, cậu đứng ngoài phòng khám lười biến duỗi eo. Lúc quay đầu nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy lương đa mặc áo blue trắng đang không người tiêm thuốc cho bệnh nhân. Lương đa rất dịu dàng, anh của hiện tại, hoặc nói anh của hiện tại đang làm việc không quá giống cậu sinh viên thời còn đi học thích chê bai mọi thứ, ưa làm mấy trò kỳ lạ kia giờ thành thục hơn rồi, cũng dịu dàng hơn. Nhưng Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, khi anh cười mặc dù rất dịu dàng nhưng trong ánh mắt vẫn còn ẩn dấu chút hoạt bát dí dỏm. Lương Đa 28 tuổi và Lương Đa 18 tuổi đều giỏi cả, tưởng hàng phát hiện mình nhìn Lương Đa đến mê mẩn, còn đỏ mặt rồi tim đập nhanh. Xưa nay cậu không phải là người dễ bị người khác hấp dẫn, trai xinh gái đẹp cậu cũng gặp nhiều, tuy là đại học bách khoa nhưng người vừa đẹp vừa giỏi cũng đâu ít vậy mà lương đa luôn mang đến cho cậu cảm giác khác biệt với mọi người không phải người khác kém cỏi hơn lương đa chỉ là quy luật hấp dẫn giữa người với người khó nắm bắt lắm lương đa bận đến nỗi quên cả chuyện tưởng hạng đến anh tiễn người bệnh truyền nước cuối cùng về đó là một cụ bà tuổi tác khá cao hơn bảy mươi tuổi mà phải đi khám một mình chân tay run rẩy liêu xiêu lương đa không yên lòng nên muốn đưa cụ về cụ bà từ chối không muốn làm phiền bác sĩ tiểu lương nhưng lương đa vẫn thay quần áo cầm lấy chìa khóa, đỡ cụ bà ra ngoài. Hai người vừa đi ra, tưởng hàng quay người qua nhìn thấy Lương Đa đang dìu cụ bà nên vội chạy đến kéo cửa giúp. Lương Đa sửng sốt, sực nhớ ra tưởng hàng đã đợi mình nãy giờ lâu lắm rồi. Bà ơi, bà đợi cháu chút nha, Lương Đa nói, chỉ nửa phút thôi, bà đợi cháu đấy nhé. Lương Đa quay người chạy vào phòng, mở ngăn kéo lấy thẻ sinh viên của tưởng hàng. Anh chạy ra đưa thẻ cho cậu, thật ngại quá, sáng giờ bận quá nên quên mất em, không sao, không sao đâu ạ, à, tưởng hàng nhận lấy thẻ của mình rồi nói cảm ơn, sau đó hỏi anh, anh định đi đâu sao, anh đưa bà Châu về nhà, ở ngay tiểu khu đằng sau kia kìa, Lương Đa nói xong thì treo một cái biển lên cửa tạm thời ra ngoài, có việc xin gọi đến số 151 rồi khóa cửa phòng khám, tưởng hàng định nói muốn đi chung, nhưng nghĩ vậy thì nhiệt tình quá rồi, cũng lo Lương Đa không đồng ý nên cậu đành gật đầu cái rụt, ra vẻ như muốn về, bước được vài bước, cậu quay đầu dòm anh tưởng hàng canh ở cửa phòng khám, là vì muốn chờ lương đa tan làm sẽ mời người ta đi ăn. Cậu ngó thấy lương đa hơi không lưng dìu bà cụ, vừa đi vừa tán gẫu, bước chân rất chậm nhưng hết sức vững vàng. Bác sĩ đều có tấm lòng nhân ái như vậy sao? Tưởng hàng nhìn hồi lâu thì bật cười, quả nhiên, ai mà không thích người dịu dàng lương thiện chứ? Cậu trông theo lương đa dìu bà cụ đi vào tiểu khu thì mới thôi không nhìn nữa, xem đồng hồ cậu đến đây lúc 10 giờ rưỡi, hiện tại đã sắp 12 giờ rồi đợi lâu vậy mà cậu không cảm thấy thời gian dài gì cả, thế này là sao chứ? Chứng minh lương đa quả thực rất thú vị, biết phép thuật, có thể khiến thời gian trôi đi mà cảm giác không rõ ràng, một tiếng đồng hồ biến thành một cái chớp mắt. Lương đa đưa bà Châu về tới nhà thì bà muốn giữ anh ở lại ăn cơm, nhưng anh chỉ dặn dò thời gian tim ngày mai rồi quay người chạy. Bác sĩ tiểu lương bụng đói kêu ung ục, bữa sáng còn chưa ăn nên bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh về để ăn một bữa thật ngon. Nhưng ăn gì giờ? Lương Đa nhớ đến các quán ăn ở gần trường Đại học Bách Khoa, lúc trước tưởng hàng có ri cơm cho anh mấy quán bảo mùi vị ổn áp lắm, nhưng đang giữa trưa, Lương Đa không dám đi vì sợ chút nữa bệnh nhân đến, đành trở về gọi Tết A quay vậy, anh thật sự rất đói, trên đường về anh đặt hai phần cơm gà kho vàng, không phải là anh muốn mời người khác ăn, mà bây giờ anh đói đến nỗi đừng nói là phần hai người, phần ba người anh cũng ăn được tất. Một món ăn ở vùng Sơn Đông, điều bất ngờ là lúc anh trở về, Nằm thấy tưởng hàng vẫn còn đứng trước cửa phòng khám mình. Sao thế? Lương Đa hỏi, bỏ quên gì nữa sao? Lương Đa nghĩ tưởng hàng phát hiện trong thẻ sinh viên thiếu gì đó, nên mới đợi mình quay trở về. Dạ không phải à, tưởng hàng nói, em đợi anh vì muốn mời anh bữa cơm thôi. Mời anh ăn cơm á. Chi vậy, tưởng hàng cầm tấm thẻ quê quê trước mặt Lương Đa, để cảm ơn anh đó à. Lương Đa cười, vừa cười vừa mở cửa phòng khám, tháo tấm biển có viết số điện thoại xuống, dẫn tưởng hàng vào phòng từ nhỏ anh đã không phải người nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi rồi còn nhờ vậy mà nhận được bằng khen đó tưởng hàng cười trộm sau lưng anh ngoan đến vậy ạ à, thanh niên gương mẫu thì phải vậy chớ em lương đa nói không cần mời anh ăn đâu sau này em giữ đồ cẩn thận chút là được tưởng hàng đứng yên dòng lương đa bắt đầu thu dọn phòng sửa đệm trên ghế cho ngay ngắn gấp gọn chăn dành cho bệnh nhân lương đa cầm chổi tưởng hàng bước đến gần cho em phụ với thôi cứ để anh, Lương Đa tránh tay cậu, em về trước đi, không cần cảm ơn anh đâu, nhưng em vẫn muốn mời anh bữa cơm, tưởng hàng nói, gần đây có quán gà hầm rất ngon đó, Lương Đa đói muốn xỉu, tưởng hàng vừa nhắc đến gà hầm là bụng của anh đã kêu rột rột rồi, tưởng hàng nghe thấy bụng của anh kêu thì bật cười, nhớ đến cảnh ngày đầu tiên mình đến đây tim bị đói đến nỗi bụng kêu ồng ọc, đây có được coi là mệnh số tuần hoàng không? Vậy lần sau đi, Lương Đa nói, hôm khác lại nói tiếp, hôm nay anh có hẹn rồi ạ. À. Ờ, Lương Đa nói, anh gọi đồ ăn trên mạng rồi, khi hai người đang nói chuyện thì cơm gà kho vàng đã đến, anh shipper đứng ngoài cửa gọi to, đồ ăn của tôi là thiên thần đến rồi ạ, à. tôi là thiên thần, là tên người nhận hàng của Lương Đa trong phúc áp, bác sĩ là thiên thần áo trắng, Lương Đa là bác sĩ, đồng nghĩa với việc Lương Đa cũng là thiên thần, lo diệt chặt chẽ không sai chỗ nào được, nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha, vì quá đói nên Lương Đa gọi hẳn hai phần cơm. Tưởng hàng nào biết anh ăn khỏe vậy nên khi nhìn thấy hai phần cơm đó, cậu bỗng hiểu lầm. Bác sĩ Lương, anh, anh còn hẹn ai nữa à? Không có, Lương đa vô thức đáp, sau đó phát hiện tưởng hàng đang nhìn chầm chầm hộp cơm kia. E là đứa trẻ này cũng đói bụng rồi. Con người ngọt ngào dễ thương như thiên thần áo trắng, Lương đa nhìn chầm chầm tưởng hàng. Anh thấy hai chữ, rất đói, hiện trong mắt cậu trai. Ánh nhìn ấy làm sự ấy nấy trong lòng Lương đa trỗi dậy vì trót để người ta đợi quá lâu lương đa không nỡ người khác chịu khổ điểm này ai ai cũng biết không thì em ở lại ăn cùng anh nha lương đa hụt hẫng vô cùng anh thèm cơm gà kho vàng lâu rồi hôm nay quá mệt mỏi nên muốn ăn nhiều hơn chút ai biết lại rơi vào tình huống này chứ ngoài miền thì anh mời mọc tưởng hàng ở lại nhưng trong bụng thì gào thét từ chối đi mau từ chối tôi lạnh lùng tàn nhẫn từ chối tôi đi mà có lẽ tiếng gào thét trong lòng anh chưa đủ to nên tưởng hàng không nghe thấy Thế mà cậu ta gật đầu, còn ra vẻ kích động nói, vậy thì em không khách sáo nha, tưởng hàng thật sự hiểu lầm to rồi. Cậu tưởng phần còn lại này là bác sĩ Lương gọi để rủ cậu ăn cùng. Đây là lần thứ hai tưởng hàng cướp mất miếng ăn của Lương Đa. Lương Đa nhủ thầm, may mà bây giờ tôi đã trưởng thành và chín chắn. Nếu như thời trẻ trâu, tôi sẽ quán cậu bờm đầu luôn ấy. Từ nhỏ Lương Đa đã thích ăn, còn rất bảo vệ đồ ăn. Hồi đó đừng nói là cơm, dù là đồ ăn gì cũng đừng hòng ai cướp được của anh năm bảy tám tuổi bị đứa em trai gõ cướp cây kem anh hung giữ túng tóc đè nó xuống đất vừa nãy tưởng hàng còn định hẹn bác sĩ lương ra ngoài ăn cơm giờ thì tự nhiên lấy ghế chủ động mở túi đựng thức ăn ra em ăn cây được không lương đa hỏi anh có nốt thêm cây đó nói không thể đi sau đó để một mình tôi ăn được à tưởng hàng nói em là kiểu người không ăn cây không vui lương đa cười đắng chát tốt quá vậy thì em hãy ăn nhiều lên nha đó không phải lời từ đáy lòng đâu cưng chừa lại cho anh thêm miếng đi mà tưởng hàng mở nắp ngửi ngửi thơm quá đương nhiên là thơm rồi nếu không thơm thì làm gì có tư cách được bác sĩ tiểu lương tôi gọi tên đầu tiên chứ lương đa sành ăn cũng vì thế nên khá kén chọn quán nào nấu ngon nguyên liệu gia vị ra sao anh đều nếm ra được hết chắc quán này có giao đến trường em đó sau này muốn ăn thì gọi người ta đưa tới ý của lương đa là sau này đừng có đến chỗ anh ăn chực nữa anh đây không có ý định bao nuôi sinh viên nam thật sự đảm đương không nổi phiếu cơm dài hạn là mi đâu mà nói đi phải nói lại tuy lương đa không vui nhưng trong lúc ăn cơm hay người tán gẫu với nhau bầu không khí cũng ấm êm lắm lương đa rất hiếm khi ăn cơm cùng người khác bạn bè ít anh cũng lười hẹn lần trước vất vả lắm mới có dương khiếu văn đến tìm anh uống rượu nhưng cuối cùng lại kết thúc trong không vui nghĩ đến đây cái miệng của lương đa lại thòm thèm muốn uống rượu chết ở chỗ chủ đề câu chuyện lại bay về cái đêm mà anh bị ngấm nước vo gạo vốn đang bàn về quán ăn ngon cuối cùng lại chạy đến trên người lương đa đêm đó anh không bị cảm chứ lương đa đang gặm khúc xương gà suýt chút nữa thì cắn gãy cả răng không có lương đa cúi đầu lèm bèm trả lời anh cảm thấy hôm đó chính là khoảnh khắc cực kỳ xấu hổ của mình là đoạn thời gian mà đời này anh muốn xóa đi nhất nhưng tưởng hàng lại thấy hôm đó lương đa dễ thương muốn chết rảnh mồm là lôi ra nói vì không để cho tưởng hàng nói tiếp lương đa nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác quán rượu bên kia được phết anh quen với chủ quán nên thường qua đó uống rượu có dịp thì em đến thử xem tưởng hàng nhìn anh lúng túng vứt cục xương gà vào nắp nhựa thiếu điều muốn lật luôn cái nắp kia luôn lúc bác sĩ lương lúng cuốn thật đáng yêu sao anh ấy lại có nhiều khía cạnh thu hút người khác vậy chứ em không biết uống rượu ạ à, tưởng hàng nói bia thì một cốc là gục, thật hay giả đấy, lương đa chưa thấy ai có tử lượng kém vậy luôn, sinh vật mới trên trái đất nè quý vị ơi, thật mà anh, nếu có cơ hội em sẽ cho anh mở mang kiến thức, lương đa chả muốn tiếp thu kiến thức kỳ quái này, xin cảm ơn. Anh không có hứng uống với người chả thân, anh nói lãng sang chuyện khác, mà anh thấy em cũng khờ ghê, mất vé xem phim thì nghĩ coi luôn à, dạ, tưởng hàng nói, thật ra lúc đầu em cũng không muốn đi lắm. Nhưng vì người khác mời nên không tiện từ chối ạ. À. Lương Đa ngửi thấy mùi drama, anh vốn chẳng có hứng thú với drama của người khác, chỉ là muốn nhân cơ hội chuyển hết chủ đề lên người tưởng hàng mà thôi. Người khác hẹn em hả? Lương Đa cười xấu xa, nhưng cuối cùng em vẫn để người ta leo cây. Không hẳn ạ, à, tưởng hàng nói. Chuyện này còn bị đám bạn em quậy cho ung sùm. Cuối cùng em ngồi ở ghế salon ngoài rạp chiếu phim, nghịch điện thoại đợi hai tiếng chờ tụi nó xem phim xong thì quay về trường. Thật ra ngày đó có một bạn nữ muốn hẹn tưởng hàng nhưng lại xấu hổ thế là quyết định mua vé xem phim cho cả hai phòng ký túc xá để tám người đi chung luôn tưởng hàng không biết gì cả bạn cùng phòng đưa vé cho cậu bảo tối nay đi xem phim nên cậu nhận lời thôi bọn họ cũng thường xuyên tụ tập ăn cơm chơi game hoặc xem phim gì đó ai mời cũng không quan trọng cho đến khi cả lũ đi đến rạp chiếu phim tưởng hàng mới biết sự thật nhưng sắp tới giờ chiếu phim nếu bỏ đi trước mắt bao nhiêu người thì sẽ làm con gái nhà người ta xấu hổ trong lúc đang bối rối tưởng hàng phát hiện vé xem phim cậu kẹp trong thẻ sinh viên, mà chiếc thẻ đó lại rơi trong xe của Lương Đa. Lương Đa nghe tưởng hàng nói xong thì phi cười, tiêu đời, em thật sự đã làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta rồi. Tưởng hàng chọc chọc miếng cơm trước mặt, thật ra em vẫn muốn tìm cơ hội nói rõ chuyện này với cô ấy. Không thể để người ta uổng phí thời gian tình cảm cho em được, sao vậy? Không thích à, Lương Đa âm thầm khịa, thằng cu này kén chọn quá đấy. Tưởng Hàng cười nói, cô ấy rất tốt, nhưng mà em không thể thích được. Sao vậy? Tưởng Hàng ngẩng đầu dòm Lương Đa, nói rất hồn nhiên, bởi vì em thích con trai ạ. À? Ờ, Lương Đa định nhét miếng thịt gà vào mồm, đột nhiên ngẩng đầu, hả? Tưởng Hàng non vẻ mặt kinh ngạc của anh, lập tức hỏi, anh không kỳ thị người đồng tính chứ, tào lao. Trong lòng Lương Đa thầm nói, chẳng lẽ tôi lại kỳ thị chính mình chắc, anh giật mình chỉ bởi vì không ngờ Tưởng Hàng cũng giống mình thôi, hơn nữa thằng cu này còn dám nói thẳng với anh nào có anh chỉ hơi bất ngờ thôi Lương đa nói thật không ngờ ha ha mẹ nó thanh niên trẻ bây giờ dễ dàng căm ô Út với người khác vậy hả Thật không ạ à, tưởng hàng mỉm cười đưa miếng khăn giấy cho anh lúc này lương đa mới phát hiện vừa rồi lỡ làm văn nước hầm gà ra mặt bạn thật ra không phải gây nào cũng ẻo lã và thích màu hồng phấn đâu ạ à. rất nhiều tiêu chuẩn vô lý mà người khác cứ kiên quyết gán lên cho tụi em tụi em cũng giống như những người dị tính khác mà thôi. Lương Đa cười hê hê, nghĩ bụng, anh biết, nhưng mà anh đây thật sự thích màu hồng phấn đấy. Lương Đa thích màu hồng phấn, thích thỏ con, thích hết những món đồ đáng yêu. Nhưng chẳng sao cả, vì anh vẫn cứ cảm thấy mình là một người đàn ông mạnh mẽ. Chuyện quan trọng bây giờ là tưởng hàng vừa mới căm ô út với anh kia kìa. Thằng cu này tuổi không lớn nhưng gan thì to đấy. Mấy thanh niên can đảm như thế này, Lương Đa rất thích anh quý kiểu người có tính cách thoải mái, nên cũng tám nhảm với cậu ta thêm mấy câu. Hỏi em cái này nha, lương đa giả bộ lơ đảng, đối với gay thì yêu đương sẽ có cảm giác gì, anh biết câu hỏi này hơi vô duyên, nhưng anh chưa trải qua nên tò mò thiệt. Trước đây anh từng quản tiêu, nhưng anh ta trả lời liên quan gì tới mày, thằng mặt nồi đã mắc bệnh sạch sẽ, cái nết còn kỳ cục, thế là lương đa đu theo hỏi hoài luôn. Quản tiêu hết chịu nổi đành phán, muốn biết thì mày tự tìm ai đó thử đi thôi, thôi, phản ứng lúc đấy của Lương Đa là bố yêu đời chứ không yêu đương. Anh cảm thấy hai người ở bên cạnh nhau, dù đồng tính hay dị tính gì thì cũng là trói buộc. Anh thích cuộc sống tự do tự tại, không muốn lúc đưa ra bất cứ quyết định gì còn phải suy nghĩ cho người khác. Cứ nhìn quản tiêu thì biết, vì muốn trần bạch trần cai thuốc kiên rượu nên bản thân nó tự nguyện làm gương trước. Còn phải kéo người ta đến phòng tập gym cố định hàng tuần. Lương đa thì khác, anh không thích bị kiềm chế và quản thúc. Muốn uống thì uống, muốn hút thì hút muốn ăn sầu riêng cũng khỏi cần phải lo lắng trong nhà có người không chịu được mùi này mẹ lương đa đã nói suy nghĩ như con gọi là ích kỷ ích kỷ thì ích kỷ thôi xã hội này có ai mà không ích kỷ có lẽ bởi vì anh chưa từng trải qua cảm giác gặp được người khiến trái tim mình rung động cũng có thể do trời sinh anh đã thiếu đi sự kiên trì tóm lại khi xem phim truyền hình anh không hiểu sao người ta lại có thể yêu đến mức chết đi sống lại lương đa biết về phương diện này thì năng lực của mình đúng là hơi kém, vậy nên anh mới tò mò hỏi thăm, tưởng hàng nghe anh hỏi thì cười bảo, nó không khác gì tình yêu dị tính đâu ạ à, chỉ là hai người thích nhau, muốn được ở bên cạnh nhau, ăn cơm, dạo phố, nắm tay rồi hôn, càng nói càng đen tối, tưởng hàng vội ngậm miệng, sợ lỡ mồng nói ra mấy lời ứng ứng trước mặt bác sĩ Lương. Hồi trung học còn trẫu nên thích nói mấy câu bậy bạ để làm trò vui, hở ra là bố mày đây, nhưng mà giỡn với ai thì giỡn chứ với lương đa là không được. tưởng hàng cũng hiểu khi chưa quen thân với người ta, vẫn phải giữ một giới hạn nhất định. lương đa hóng hớt hỏi, em yêu đương rồi hả? vẫn chưa ạ, à, tưởng hàng nói, nhưng chắc chắn sẽ như em nói thôi. lương đa bất ngờ, vì dù ngoại hình, trình độ văn hóa hay khả năng giao tiếp tưởng hàng đều rất tốt, giới đồng tính tuy nhỏ nhưng tiền người yêu đâu khó, anh đoán thằng cu này đang láo toét với mình đây mà. mà nói dốc cũng chẳng sao, không cần phải đi bới móc. bác sĩ lương anh kết hôn chưa? Lương đa giả vờ hóng hớt chuyện của tưởng hàng, nhưng tưởng hàng lại tò mò về anh. Tưởng hàng có tìm hiểu lương đa trên mạng xã hội ren ren, trên đó ghi lại toàn bộ chuyện thời đại học của anh. Trong những năm tháng ấy, thế giới của lương đa vô cùng thú vị và thu hút người khác, cậu cũng nhận ra anh nhất định là dạng người được chào đón nhất trong trường. Nhưng trong những ghi chép kia lại không hề tìm thấy dấu vết của chuyện yêu đương, anh hả? Kết hôn sao, Lương Đa cười, anh đang ế chổng mong đây này. Tưởng hàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, phấn khích xong cậu dần tỉnh táo lại, người ta chưa có người yêu cũng đâu chắc sẽ để ý đến mày, tưởng hàng, mày bình tĩnh chút coi, anh không thích ai hả, tưởng hàng hỏi, lương đa lo ăn gà của mình, cười khẽ, từ anh đi coi bói, thầy phán rằng đường hôn nhân của anh không tốt. Nếu miễn cưỡng kết hôn thì cũng ly hôn, vậy chi bằng dứt khoát sống độc thân luôn, lương đa càng nghĩ càng cảm thấy, đại sư chu dịch xem bói miễn phí kia tính rất chuẩn chắc anh phải dành chút thời gian lên mạng, tìm đại sư này nhờ bà tính xem bao giờ mình có thể phát tài. Đàn ông sắp 30 tuổi, kiếm tiền mới là quan trọng nhất, tưởng hàng cắn miếng khoai tây trông khá ngon nhưng cậu chẳng còn tâm trạng nào thưởng thức nó nữa, đầu óc cậu giờ chỉ toàn lương đa, thật sự có chút thích anh. Là cảm giác lần đầu tiên tìm được người mình muốn theo đuổi trong nhiều năm qua, tưởng hàng hơi rung động, xen lẫn sự bồn chồn lo lắng. Mấy chuyện như bẻ công trai thẳng này, nói ra sẽ bị sét đánh mất, thấy cậu ngồi cả buổi chẳng nói lời nào, lương đa nhắc, em nghĩ gì vậy? Mau ăn đi, sắp nguội rồi đó, nãy vẫn còn sợ người ta tranh thịt của mình, giờ lại dục người ta ăn nhanh lên. Lương đa này đúng là tên mâu thuẫn, độc thân lâu vậy, anh không thấy cô đơn hả, tưởng hạng điên cuồng thăm dò, muốn biết bác sĩ tiểu lương có đang nói dối cậu không, cũng bình thường thôi, nói em nghe nè, muốn trưởng thành thì phải học cách tận hưởng sự cô đơn, nào có cô đơn gì. Mỗi ngày tan làm về nhà, muốn ăn gì thì ăn, chơi gì thì chơi, chán thì coi phim, hỏi thì chơi xét toi. Lương Đa bận muốn chết đây này, em trai à, vẫn còn non và xanh lắm. Lương Đa cảm thấy tưởng hàng như tấm chiếu mới chưa từng trải, cho nên không biết thế giới này thú vị biết bao nhiêu. Bác sĩ Lương bận lắm, nếu không anh thật sự muốn chỉ dạy bạn nhỏ này đàng hoàng. Tưởng hàng làm sao biết nội tâm phong phú của Lương Đa, nghe anh nói vậy thì ngẫm nghĩ rồi gật đầu, học cách tận hưởng cô đơn ư, tương hàng cảm thấy mình không làm được rồi, cậu là kiểu người thích náo nhiệt. Những lúc không có tiếc, cậu thường tụ tập bạn bè chơi bóng, nếu bắt cậu ngồi một chỗ cả ngày cậu sẽ bức trước khó chịu tới điên luôn mất, vậy ra bác sĩ Lương của hiện tại là một người trầm lắng, tưởng hàng lại ăn đưa bở. Bác sĩ Lương chỉ giả vờ sâu sắc ngoài miệng thôi, chứ thật ra tên già đời này vừa ham ăn vừa nghịch ngợm muốn chết. Mặc dù bác sĩ Lương tỏ vẻ rất hưởng thụ cuộc sống độc thân và tưởng hàng cũng biết mình không nên nhớ thương người ta, nhưng cậu kiềm chẳng đặng hỏi, "Bác sĩ Lương, anh thích mẫu người thế nào?" Anh á, Lương Đa đang định phun ra là đẹp trai nhưng cũng may kịp khép mồm, đổi giọng, "Người làm anh có cảm xúc với họ." "Cảm xúc ạ?" À, "Ừ, cảm xúc rất quan trọng." Tưởng hàng nhủ thầm, "Nhưng cái này quá chủ quan rồi." Cậu đột nhiên hiểu ra lý do vì sao đến giờ bác sĩ Lương vẫn còn độc thân đơn giản là ánh mắt quá cao không ai đủ cảm xúc để khiến anh rung động cả tưởng hàng dơ đũa phát hiện chỉ còn mỗi một miếng thịt gà cậu không gấp nữa mà để lại cho lương đa bản thân thì chuyển đũa sang đĩa khoai tây cậu định hỏi anh tiếp thì bị người đẩy cửa bước vào cắt ngang vương thẩm nhi ở cửa hàng bánh bao bên cạnh bị tăng huyết áp mấy ngày nay thường đến chỗ lương đa truyền nước ui bác sĩ tiểu lương đang ăn cơm à không sao đâu sắp xong rồi nhìn thấy vương thẩm nhi bước vào Lương Đa lập tức bỏ đổ xuống, chị ngồi đi. Tôi đi lấy thuốc, ừ, lúc Lương Đa đứng dậy, ánh mắt tưởng hàng vẫn luôn giỏi theo anh. Vương Thẩm Nhi rất thích tám chuyện, thấy tưởng hàng thì hỏi, cậu là bạn của bác sĩ Tiểu Lương à, bạn bè ư, mặc dù chưa phải nhưng được hỏi thế tưởng hàng cũng thấy vui cực. Tưởng hàng cười trả lời thím vương, vâng ạ, à, cháu đến ăn ké cơm, hai người tán gẫu hăng say, lúc Lương Đa quay lại đã nghe Vương Thẩm Nhi muốn giới thiệu bạn gái cho tưởng hàng chỉ đừng giới thiệu cho cậu ấy nữa, lương đa cười nói, giữ lại cô gái tốt đó cho thanh niên khác đi. tôi muốn giữ lại cho cậu mà cậu lại chê, vương thẩm nhi nói với anh, không biết cậu muốn tìm mẫu người như nào, tưởng hàng vẫn tai nghe ngóng. cậu cũng muốn biết lương đa định tìm mẫu người thế nào, chắc hẳn là kiểu con gái vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. hai người bọn họ mà đứng chung, một người là mặt trời nhỏ, một người là con bướm nhỏ, đúng chuẩn cảnh đẹp ý vui đột nhiên tưởng hàng thấy hơi hâm mộ cô gái kia lương đa truyền dịch cho dì vương xong thì nhanh chóng quay trở lại ăn thêm hai miếng cơm sau đó đặt đũa xuống thật ra anh chỉ mới ăn no bảy tám phần nhưng bệnh nhân đã tới rồi mình là bác sĩ mà ngồi ăn trước mặt bệnh nhân thì trông kỳ lắm vậy nên dứt khoát bỏ bữa luôn tưởng hàng thấy thế thì cũng dừng đũa tưởng hàng ăn chực của người ta nên chủ động thu dọn tàn cuộc cậu không chỉ dọn thức ăn thừa mà còn cầm rác đi đổ luôn lúc tưởng hàng quay về Lương Đa đang chuẩn bị quét rác, bèn đi tới cầm lấy cây chổi từ tay anh. Úi, chịu khó vậy ta, Lương Đa cũng chẳng tranh với cậu. Đã ăn cơm của mình rồi thì đương nhiên phải làm chút gì đó, dù sao trên đời này, không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Tưởng hàng không phải người chăm chỉ, nhưng vì muốn để lại ấn tượng tốt với bác sĩ Lương nên tự giác nhận việc, thấy biểu hiện của cậu, không chỉ riêng bác sĩ Lương mà ngay cả dì Vương cũng bắt đầu khen cậu, vừa được ăn ngon vừa được khen muốn bể lỗ mũi, tưởng hàng quyết định ngưng diễn, chuẩn bị dọn đường hồi phủ. Ba giờ chiều nay cậu còn có tiếc, không cúp học được, lương đa ước gì cậu té lẹ, thằng cu này cứ lượn lờ ở đây là anh nhớ tới hộp cơm gà. Tưởng hàng bước ra cửa, không lấy đi án mây nhưng để lại một viên kẹo, lương đa tiễn người ra cửa, dặn dò cậu cấp kỹ thẻ sinh viên đừng làm mất nữa. Đến khi trở về thì thấy trên bàn mình có một viên kẹo bác bảo vị nho xanh, anh cười khẽ, bỏ viên kẹo vào trong túi áo bơ trắng còn tưởng hàng vừa ra ngoài đã vòng về nút bên cửa sổ vừa hay bắt gặp lương đa đang mỉm cười giấu viên kẹo lương đa quay đầu nằm thấy cái bóng thập thò bên ngoài nhủ thầm sao cu này vẫn chưa đi nhờ anh khoát tay với tưởng hàng đang đứng cánh cửa sổ chan hòa ánh nắng ý bảo chú đi nhanh cho tôi nhờ nhưng động tác này rơi vào mắt tưởng hàng lại cực kỳ dịu dàng đáng yêu cứ như là quà đáp lễ cho viên kẹo ban nãy tưởng hàng nhìn đến mê mẩn mấy giây sau tưởng hàng bỗng giật mình tỉnh vía hoảng hốt xoay người chạy mất hút lương đa nhìn phản ứng của tưởng hàng mà khó hiểu nghi ngờ lẽ nào tên nhóc kia có đôi mắt âm dương nên thấy trên vai mình có quỷ đang ngồi chăng nếu không sao cúp đuôi chạy như thể bị quỷ đòi mạng vậy đương nhiên tưởng hàng không có đôi mắt âm dương trên vai lương đa cũng không có quỷ sở dĩ cậu chạy trốn là do ý thức được bản thân mình u mê lương đa rồi thích trai thẳng đồng nghĩa với tự ngược cậu không muốn biến mình thành kẻ si tình bi thương như vậy không thể trêu vào thì chạy tuy bỏ trốn xấu hổ thiệt nhưng hiệu quả. Tưởng hàng nghĩ tim đập thình thịch vì lương đa chỉ là nhất thời xúc động. Cậu chưa bao giờ gặp được người thú vị như vậy. Thú vị nhất là tâm hồn, ngoại hình đẹp trai nữa, cả trong lẫn ngoài, ai cũng không thể bị được. Lúc bị con đi nhờ nắm đầu nhất định phải giữ cho tâm thật tình, tưởng hàng biết trong cuộc đời này tình yêu không phải là tất cả, chẳng qua thời gian để tâm tình có hơi dài. Đến tận đêm khuya 10 giờ, tưởng hàn vừa ngâm chân vừa gặm bắp mà đầu óc vẫn rối tung anh chu hỏi cậu chuyện này nhá bạn cùng phòng đang chuyên chú cắt móng tay nghe tưởng hàn gọi mình thì ngẩng đầu sủa sao lúc đầu mày có dũng khí theo đuổi chị dâu vậy không phải tưởng hàn dở hơi đâu cậu hỏi chuyện này là có lý do cả người yêu của bạn cùng phòng tưởng hàn phải nói là ở cấp bậc nữ thần vừa xinh đẹp lại học giỏi ông nội cô còn là hiệu trưởng trường bọn họ bao nhiêu người nhớ thương từ nhỏ cô tự như ánh trăng sáng được các vì sao vây quanh, đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm, làm người ta hận không thể trải thảm đỏ dưới chân cô. Nữ thần lem lem bậc này, đám người theo đuổi cô tất nhiên ai cũng điều kiện vượt trội, vậy mà cô ấy chỉ ưng mỗi thằng bạn cùng phòng của tưởng hàng. Bạn cùng phòng của cậu không phải xấu trai nhưng cũng chẳng đến mức hốt boy. Khuôn mặt tạm tạm mà các khía cạnh khác cũng bình thường nốt, chỉ có một điểm khá đột phá, đó chính là trúa hề nghe đồn trước đây cậu ta diễn cho cô xem một đoạn đọc tấu tướng thanh, thế là cô lập tức quyết định yêu đương với cậu ta. Tướng thanh hay tấu nói, một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là phiên bản được đồn trên giang hồ, còn thực hư thế nào thì không ai biết. Lương tĩnh như cho tao dũng khí, bạn cùng phòng nói, không phải nữ danh ca của Malaysia đã hát tình yêu thật sự cần can đảm để đối mặt với những tin đồn sao? Lúc ấy tôi nghĩ, thôi thì được ăn cả ngã về không, dù sao da mặt cũng dày, bị từ chối thì quê xíu thôi chứ chả mất miếng thịt nào cả. Tưởng hàng vừa gặm ngô vừa nghe cậu ta tâm sự, vả lại bị nữ thần từ chối cũng có quê lắm đâu, số mệnh rồi, tưởng hàng cười thành tiếng, mày lạc quan ghê ha, không lạc quan cũng đâu có được, tao biết mình đến đâu mà, bạn cùng phòng nói, nhưng đôi khi nếu mày không có can đảm thổ lộ, thì sẽ không biết được kết quả cuối cùng. Nói đến cũng thần kỳ. Ai mà ngờ ánh trăng sáng treo trên bầu trời lại để ý đến một hành tinh nhỏ chứ? Hành tinh vô danh kia, chính là bạn cùng phòng của tưởng hàng. Lúc tỏ tình, nữ thần xúc động muốn khóc, cô hỏi, sao đến bây giờ mày mới tỏ tình? Trước đó khá lâu, vào hôm lễ chào mừng sinh viên mới thì nữ thần đã để ý cậu ta. Hiển nhiên không phải bắt đầu từ vỡ tấu nói, mà là khi cái tên này mua một túi đồ ăn bự chản cho đám mèo hoang béo ú trong trường học. Nữ thần cảm thấy cậu ta dễ thương, dịu dàng lại có lòng thương người, cái này gọi là sức hút từ nhân cách, tưởng hàng bắt đầu cân nhắc bản thân có nét quyến rũ mà bẻ trai thẳng thành trai công không. Suy nghĩ cả đêm dài vẫn không ra đáp án, ngày hôm sau, cậu đi học với đôi mắt thâm quận như gấu trúc, bạn cùng phòng hỏi cậu, tối qua bị quỷ ám à, bị cái thằng này, nhớ hoài vũ ký túc xá có ma luôn á không phải tưởng hàng nói bị côn đi ti nhờ ám đó bạn cùng phòng bật cười suýt chút nữa bị giáo viên tống cổ ra khỏi lớp lúc tan học vội chạy đi mua một lon trà thảo mộc da đa bảo ướp lạnh mau dập lửa nếu không chưa kịp yêu đương thì mày gục ngã trước rồi tưởng hàng ở bên này tương tư lương đa ở bên kia thì bối rối sinh nhật lương đa sắp tới trước kia toàn để quản tiêu hoặc dương khiếu văn mời khách gài tụi nó một bữa tiệc lớn về sau quản tiêu bận yêu đương lương đa cân nhắc thôi bớt lại nhận quà là được rồi nó có bồ thì mình giữ khoảng cách sẽ tốt hơn vậy nên từ đó anh toàn đi với dương khiếu văn còn năm nay thì toan mẹ luôn dương khiếu văn chủ động gửi tin nhắn hỏi lương đa muốn đón sinh nhật thế nào lúc đó lương đa vừa xem hồng thế hiền độc ác vừa tập yoga tâm trạng đang phê pha thoáng cái xị hơi hết hồng thế hiền là nhân vật trong phim hoa hồng có gai anh không muốn gặp dương khiếu văn lương đa biết mình như thế là không tốt dù sao bọn họ vẫn còn là bạn bè nhưng mà vừa nghĩ đến đối phương, giấu nhẹm chuyện thèm thuồng mình nhiều năm là anh thấy khó ở rồi, anh đã từ chối Dương Khiếu Văn thì phải giữ khoảng cách, nếu không thì giống như hai người bọn họ đang mập mờ vậy, Lương Đa ghét nhất là làm mấy chuyện mập mờ, mệt mỏi vơ cơ lơ, Lương Đa hiếm khi lo nghĩ như vậy, nhưng một khi đã lo phải tìm cách giải quyết. Nhìn tin nhắn Dương Khiếu Văn gửi đến, Lương Đa uống ừng ực hết một cốc nước to, cuối cùng vẫn rép, không rép là bất lịch sự. Anh nhắn cho Dương Khiếu Văn rằng năm nay bận bù đầu nên không có ý tổ chức sinh nhật, sợ hôm đó sẽ trúng ngày đi học. Dương Khiếu Văn đọc câu trả lời của anh xong thì gửi lại một icon ok. Chuyện này coi như kết thúc, biểu hiện của Lương Đa rất rõ ràng, Dương Khiếu Văn cũng không muốn tiếp tục làm phiền anh. Mấy ngày sau trái tim của Lương Đa vẫn luôn căng thẳng, may là Dương Khiếu Văn không đến tìm anh. Đến hôm sinh nhật, mới sáng tinh mơ quản tiêu gọi điện cho anh. Sinh nhật vui vẻ bốn chữ máy móc chả có tí chân thành nào lương đa vừa định khịa thì điện thoại của quản tiêu đã bị trần bạch trần cướp mất lương đa anh là trần bạch trần ôi anh trần buổi sáng tốt lành lương đa tình nguyện tán gẫu với trần bạch trần người này thú vị hơn quản tiêu nhiều sinh nhật vui vẻ trần bạch trần nói tối nay cùng ăn cơm không quản tiêu đặt chỗ trần bạch trần có lòng hơn cả quản tiêu không được rồi lương đa nói chắc chiều nay em phải ra ngoài làm việc thời gian không cho phép để hôm khác đi coi như quản tiêu nợ em một bữa cơm trần bạch trần cười cười vậy thôi đợi lát nữa em ấy gửi quà sinh nhật của bọn anh đến cho em trước còn chuyện ăn cơm thì lúc nào cậu rảnh chúng ta lại hẹn nhau lương đa nghe thấy tiếng quản tiêu ồn ào bên kia điện thoại hẹn cái gì mà hẹn qua hôm nay là hết rồi thành quá khứ rồi đừng nghe em ấy trần bạch trần nói anh nhớ giúp em được anh trần là tốt nhất tâm trạng của lương đa rất tốt không còn buồn nữa, hớn hở đặt điện thoại xuống, tắm rửa rồi chuẩn bị đi làm. Lương Đa nói hôm nay mình bận chỉ là cái cớ, nguyên ngày chả có bao nhiêu bệnh nhân, anh ngồi ở phòng khám chán đến nỗi đầu sắp mọc nắm luôn rồi. Buổi chiều vắng vẻ, Lương Đa tựa vào bàn đọc sách đến hơn 3 giờ thì bắt đầu ngủ gà ngủ gật, anh cảm thấy cứ như này thì không ổn. Hôm nay chính là sinh nhật của mình mà, phải làm chút gì đó chứ, ngoài trời mây mù giăng lối e rằng sắp đổ mưa, Lương Đa chả muốn đi xa cân nhắc một chút anh quyết định về sớm. Lương Đa thay quần áo, cầm chìa khóa rồi lội bộ đến chỗ xe mình đổ xe ven đường. Kiểm tra một lượt, tốt lắm, nhiều ngày rồi xe không bị ai phá. Anh lái xe đến trường Đại học Bách Khoa, chuẩn bị vào căng tin trường học ăn tô mì. Vì sao bên ngoài lắm quán ăn, mà anh cứ chọn căng tin trường học chứ? Đều do tưởng hạn hại. Mấy ngày hôm nay, ngày nào tưởng hàng cũng đăng mấy tô mì mình ăn lên ren ren cả tuần liên tục, mỗi ngày một tô như kiểu chỉ cần bạn đau khổ. Đợt này lương đa cũng rảnh đến hú hồn, thế là ngày ngày lướt mạng xem người ta làm mình đau khổ như dở hơi, Thèm. Lương Đa cảm thấy nếu sau khi tốt nghiệp tưởng hàng không tìm được công việc phù hợp, có thể cân nhắc làm một vlog ẩm thực, tô mì cậu chụp nhìn thèm xỉu, dòm hình mãi khiến Lương Đa như bị trúng lời nguyền, quyết tâm sách đích chạy đến căn tin trường Đại học Bách Khoa ăn thử tô mì đó coi ngon cỡ nào, là một người sành ăn đủ tư cách, Lương Đa không cho phép bản thân bỏ qua bất kỳ món ngon nào. Lương Đa đổ xe, anh không biết biết căn tin trường ở đâu, trên đường gặp ai cũng kéo lại hỏi. Lượng mấy vòng cuối cùng cũng tìm được. Lúc này chưa tới 4 giờ chiều không phải thời gian ăn cơm, sinh viên còn đang lên lớp, ai được nghỉ thì rảnh rỗi ở ký túc xá chơi game. Căn tin vắng vẻ, Lương Đa sướng rơn, anh lướt xem từng quầy, mặt mày tươi rói, để xem bé nào xứng đôi với tôi, bé nào ta. Lương Đa đi xong một vòng, thở dài, trẻ con mới lựa chọn người lớn thì lấy hết nhưng lương đa sợ cái bụng lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối vì mình không có dạ dày to sau khi lương đa tốt nghiệp gần như không bước vào căn tin trường nữa hồi đó anh luôn phàn nàn căn tin chẳng có món gì mới đồ ăn cũng thường mà đắt trào máu nhưng khi đám sinh viên không thấy đủ này tốt nghiệp bước chân vào xã hội kiếm ăn thì mới cay đắng phát hiện căn tin trường mới đúng là thiên đường hồi ấy 11 tệ một để mì gà ai cũng chê Giờ ra trường 11 tệ chẳng mua nổi hộp đồ hộp, nhớ ghê. Nhớ căng tin trường thật luôn á, lương đa lượng lờ hai vòng, anh chưa mua cơm mà quất cốc trà sữa trước. Trà sữa trong trường cũng tạm ổn, 8 tệ một ly, lương đa quyết định sau này mỗi tuần sẽ đổ xe ở đây ít nhất một lần, hoặc nói mỗi tuần sẽ vào đầu nóc một ly tà tửa, uống hết ly trà sữa lương đa thấy vui hẳn, đã là sinh nhật thì nhất định phải ăn mì tuy nó không phải mì trường thọ nhưng cũng thuộc họ mì, chỉ cần ngon mồm là ổn cả. Lương Đa Lượng tới quầy bán mì gọi một tô mì thịt bò, thêm hai quả trứng chần nước sôi. Chủ quầy hàng đang nhập giá vào máy, Lương Đa hỏi, có thể quét mã để thanh toán không, hoặc dùng tiền mặt cũng được, gương mặt chủ quầy lạnh lùng, liếc anh, không được, sao vậy, ở mắt gì không? Mới nãy mua trà sữa được mà, Lương Đa dơ ly trà sữa, sao chỗ kia lại được, chỗ đó là người ở ngoài, còn chỗ tôi là của nhà nước chủ quầy vẫn lạnh lùng như cũ ở đây chỉ quẹt thẻ cơm thôi su luôn giờ sao đây ta lương đa nhíu mày chuẩn bị nhờ những sinh viên xung quanh giúp đỡ nói đến cũng thật tình cờ lương đa đang lây hoay muốn tìm người giúp đỡ ngẩng đầu đã thấy tưởng hàng và bạn cùng phòng bước vào căn tin duyên phận số mệnh lần đầu tiên lương đa cảm thấy có duyên với tưởng hàng cũng hay phết tưởng hàng lương đa gọi ngay và luôn tay cầm trà sữa yêu dấu còn tay kia thì vẫy liên tục tưởng hàng nghe thấy giọng lương đa thì sửng sốt, tưởng mình nghe lộn. Quay đầu dòm nơi phát tiếng, đúng là bác sĩ lương mấy ngày không gặp rồi, từ lần ăn trực trước ở phòng khám lương đa, tưởng hàng không ghé ghẹo anh nữa. Không phải là không muốn, mà là không dám, cậu cảm thấy u mê trai thẳng là tự đâm đầu vào chỗ chết. Tưởng hàng muốn sống vui sống khỏe chứ không muốn chết đâu, nhưng nếu người ta tự dân mình tới cửa thì khác à nha, ối. Bác sĩ Lương, tưởng hàng chưa kịp hả họng thì bạn cùng phòng đã giành trước tên này còn nhiệt tình hơn cả cậu nữa hai thanh niên to xác chạy đến chỗ lương đa dáng người lương đa không hề luồn mà đứng kế hai thằng nhóc này thấy tự ái ghê sao anh đến đây vậy ạ à? tưởng hàng phơi phới ăn cơm hả anh còn phải hỏi à lương đa mỉm cười lát nữa nói chuyện em giúp anh cái này trước lương đa chỉ vào máy quẹt thẻ ngó thấy chủ quay đợi sắp nổi sùng rồi tưởng hàng nhìn cái là hiểu lập tức quẹt thẻ dùng lương đa. cậu đột nhiên hiểu ra, vì sao nhiều người lại thích trả tiền cho người yêu thế? cảm giác thành tựu này thật sự rất phê, mặc dù cậu chỉ tốn có mười mấy tệ. cảm ơn em, cuối cùng mì của lương đa cũng được cho vào nồi, hết lo lắng rồi. nào, để anh chuyển qua uy chát cho em nha. tưởng hàng định nói không cần, chỉ một tô mì thôi, em mời được. nhưng chợt nghĩ nếu anh chuyển tiền, vừa khéo cậu sẽ được thêm uy chát của anh. hôm bữa nhân lúc lương đa đưa bà cụ về nhà. Cậu đã lén lưu số điện thoại của anh, nhưng lo anh nghĩ mình thằng biến thái nên cậu không dám liên lạc. Uy chát còn chả dám thêm. Giờ thì ngon lành, có lý do chính đáng luôn. Kết quả lương đa lại ma lanh, không cho tưởng hàng cơ hội thêm uy chát mình. Tưởng hàng để anh quét mã qr, lương đa lại nói, không cần phiền phức vậy đâu, cậu ấn vào cái chuyển tiền là chuyển khoản trực tiếp được rồi. Tưởng hàng khóc ói, hóa ra bác sĩ lương độc thân nhờ thực lực. Tưởng hàng hết nhịn nổi, yêu cầu luôn, bác sĩ lương mình thêm uy chát của nhau nha. Lương Đa vừa hút trà sữa rột rột, vừa cầm điện quét mã, nghe tưởng hàng muốn xin uy chát thì hơi khó xử. Thực tế, muốn xin uy chát của bác sĩ Tiểu Lương rất khó, siêu khó, cực kỳ khó. Tuy Lương Đa ít đăng moment hay có bí mật cần che giấu, nhưng không có nghĩa dễ dàng thêm bạn với người khác. Lít friend đa số là bạn học cũ, bệnh nhân thường đến khám bệnh, các ông bà cô chú bác miễn có điện thoại thông minh là anh thêm uy chát hết. Bình thường nếu ai có bệnh vặt, hay chân cẳng yếu không thể đến phòng khám anh trả lời các câu hỏi của họ còn lại chính là quản tiêu anh theo thói quen muốn từ chối nhưng nghĩ mình mới nhờ vả người ta bạn học của tưởng hàng còn đang đứng kế bên dòng nữa nếu anh từ chối thì khác nào làm cậu ta bẻ mặt thêm thì thêm lệ nào mà chả để phá lương đa cười thật trân ok em không thành vấn đề anh ngoan ngoãn quét qr kết bạn tên uy chát của lương đa là tên thật để tiện cho bệnh nhân tìm anh còn về tưởng hàng anh tưởng ra ngoài nghịch giao bự. Trên mặt của Lương Đa Toàn dấu chấm hỏi. Mẹ, nít nem ngầu như trái bầu. Tuổi còn trẻ mà đã mang chí lớn, rất có tương lai, tưởng hàng muốn đội quần, nếu biết hôm nay thêm uy chát với bác sĩ Lương thì cậu đã thay tên uy chát khác khí chất hơn. Thôi kệ, xin được uy chát là ngon rồi. Lương Đa lập tức gửi cho tưởng hàng bao lì xì, không thích thiếu nợ người khác. Bác sĩ Lương, anh đi một mình à, bạn cùng phòng đã đi mua đồ ăn, tưởng hàng cân nhắc thử xem có thể ngồi ăn chung với lương đa không từ lương đa nói căng tin trường em không tệ nha dạ cũng được nhưng ngày nào cũng ăn thì ngán lắm tưởng đa nghe anh nói đi một mình vội nói với chủ quầy chú ơi cho con một tô mì thịt bò mà cũng khéo bác sĩ lương cũng gọi mì thịt bò chỉ là cho thêm hai quả trứng chần nước sôi nữa thôi ham ăn thì chịu rồi vậy thì ghép bàn ngồi chung lương đa không muốn phải ăn mì một mình trong ngày sinh nhật Lương Đa không nói cho tưởng hàng biết hôm nay là sinh nhật của anh vì thấy không cần thiết, ngồi xuống với nhau bữa cơm, tán dốc vớ vẫn đôi ba câu là được rồi. Bình thường tưởng hàng là tên lắm mồm, nhất là khi sắp kèo với bạn cùng phòng, nhầy méo chịu được, hai đứa kẻ tung người hứng chọc cho bác sĩ Lương cười mãi. Bữa cơm này Lương Đa vui vô cùng, cười muốn trẹo quai hàm. Thật ra mỗi ngày Lương Đa đều cười, nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, bởi vì anh là thiên thần áo trắng mà. Nhưng đâu phải cứ cười nhiều là tốt, đôi khi cũng áp lực lắm chứ, đối với hôm nay mới là niềm vui đúng nghĩa, gặp được người thú vị khiến mình cười ngã nghiêng, thật sự không dễ. Lương Đa không nhớ lần cuối mình cười thoải mái như này là khi nào, con người trưởng thành chính chắn là tốt, nhưng kéo theo đó là sự căng thẳng mệt mỏi bao trùm, đôi lúc cần phải giải tỏa. Lương Đa đã chuẩn bị tinh thần cho ngày sinh nhật cô đơn bóng chiếc rồi, nhưng ngờ đâu tưởng hàng và bạn cùng phòng cậu ta từ đâu chạy đến làm sáng bừng ngày sinh nhật của anh. Sau khi no nê, cả bọn bưng khay lại đúng vị trí, ra khỏi căng tin mới phát hiện ngoài trời đang mưa. Mưa to thế, tưởng hàng lẩm bẩm, cậu quay sang hỏi Lương Đa, bác sĩ Lương, anh có mang ô không, anh không, Lương Đa ngẩng đầu lên nhìn trời, vô cùng âm u, cơn mưa này chẳng biết bao giờ mới ngừng, không sao đâu. Anh để xe ở bãi đổ trong trường bọn em, không xa lắm, vậy mà không xa á, bạn cùng phòng của tưởng hàng khó tin rú lên, Lương Đa chịu rồi, nãy tìm đường muốn lú đầu, giờ về anh cũng không biết phải mò từ hướng nào. Xa lắm anh à, mưa to vậy sẽ bị ướt đó, tưởng hàng muốn bảo lương đa đến ký túc xá cậu trú mưa, nếu không thì lấy ô cũng được. Nhưng nghĩ đến phòng bừa bộn, hồi trưa cả đám nói muốn giặt quần áo nên đã vất cả đống đồ bẩn vào cái thao ở giữa phòng, tới giờ vẫn còn nằm ở đó. Tưởng hàng rất để bụng hình tượng của mình trong lòng bác sĩ Lương. Hay vậy đi, tưởng hàng nói, bác sĩ Lương, anh đứng ở đây chờ em một chút, em về ký túc xá lấy ô cho anh. Hả, Lương Đa nghĩ thầm, cần gì phải thế. Đàn ông con trai, ước tí có sao đâu. Tưởng Hàng rất kiên trì, ký túc xá em gần lắm, rẻ cái là tới rồi. Anh đứng đây chờ nhá, đừng đi đâu đấy. Dứt lời, Tưởng Hàng và bạn cùng phòng chạy vào trong màn mưa, quyết không cho Lương Đa cơ hội từ chối. Gọi xong, tự nhiên lại mang nợ. Lương Đa không thích mắc nợ người ta, nợ tiền còn trả chứ nợ tình thì khoai. Anh đứng tại chỗ thở dài, tâm trạng phức tạp trông theo bóng lưng của Tưởng Hàng trơ mắt dòm tên kia dầm mưa. Mưa to thật, Lương Đa nghĩ, được rồi, tôi không đi, không lội ra cũng không dầm mưa, Lương Đa quay vào mua thêm hai ly trà sữa. Vốn tính mua một ly nhưng nhớ đến tưởng hàng. Ân tình này, tạm thời dùng ly trà sữa để trả vậy, anh ngồi ở cửa căng tin, uống trà sữa chờ tưởng hàng, dầm từng cô cậu sinh viên qua lại. Có người cầm ô, có đôi tình nhân khoát vai nhau, ai cũng tràn đầy sức sống thanh xuân, tuổi trẻ thật tốt. Lương Đa 28 tuổi, chợt hoài niệm cuộc sống thời sinh viên của mình. Một đôi tình nhân chạy vào căn tin, cậu thanh niên vội lấy miếng khăn giấy cho bạn gái lau nước mưa trên mặt. Nụ cười hai người đáng yêu lại ngọt ngào khiến ai cũng ước ao. Thanh niên Lương Đa ế bền vững, trong phút chốc như cảm nhận được sự nồng nạn của tình yêu. Anh dòm hai người rồi cười khặt khạt khiến bạn nam kia tưởng anh bị ngáo, vội kéo bạn gái đi chỗ khác. Lương Đa nghĩ bụng, tôi đập chai vậy mà bảo tôi ngáo là sao? mắt cười ghê, lương đa đập chai cắn ống hút, ngó ra cửa sổ ngóng chờ tưởng hàng, tưởng hàng quay lại rất nhanh, cậu sợ lương đa chờ lâu sẽ sốt ruột, cũng sợ lương đa bỏ về, nên che ô dẫm nước mưa chạy bất chấp, lương đa thấy tưởng hàng chạy về thì không cắn ống hút nữa mà nhìn chầm chầm đối phương, mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cũng mất tâm, tưởng hàng chạy giữa cơn mưa, cả người sáng bừng hơi thở thanh xuân, cơn mưa như trút nước cũng không lấn át được sức sống ấy. Lương Đa cảm giác mình giống như yêu tinh chuẩn bị hút dương khí người ta, rồi lại không biết mình đang tào lao cái gì. Lương Đa theo chủ nghĩa độc thân, nhưng đâu có nghĩa tim anh là sỏi đá. Anh muốn ế vì thấy yêu đương phiền quá, chứ gặp trai đẹp thì vẫn nghĩa nha. Tưởng hàng rất đẹp trai, là trai đẹp hàng thật giá thật ai dòm cũng mê. dáng người cao gầy rắn chắc nhưng không lố, đẹp không chỗ nào chê cả. Chàng thanh niên hơn 20 tuổi xuân, nổi bần bật giữa bao người. Lương Đa dòm phê cả mắt, anh ngồi ở đó uống trà sữa, thích thú nhìn Tưởng Hàng chạy vào căng tin. "Ở đây nè." Lương Đa vẫy tay gọi. Tưởng Hàng lo lắng người ta đợi lâu sẽ về mất, nhưng cậu biết bác sĩ Lương không phải người như thế. Nếu anh ấy muốn đi sẽ báo cho cậu hay trước, chứ không để cậu chạy một chuyến không công như vậy. Hên là lúc cậu trở lại, bác sĩ Lương vẫn đang ngồi chỗ gần cửa sổ vui vẻ uống trà sữa. Lương Đa trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, ngồi trong căn tin trường hòa lẫn vào trong đám sinh viên thì trông chả khác gì đám sinh viên trường họ cả. Tưởng hàng cầm theo hai chiếc ô, một cái đã bị ướt dầm về, cái còn lại thì được xếp gọn gàng. Cậu đưa chiếc ô không ướt cho lương đa, mỉm cười ngồi xuống, em sợ anh đi mất nên chạy một mạch đến đây luôn. Tưởng hàng bắt đầu trà xanh, ra vẻ tội nghiệp để bác sĩ lương thương mình, lúc ngồi xuống cậu cúi người sáng ống quần lên. Lương đa nghiêng đầu thấy giày và ống quần của cậu đều ướt hết cả. Phiền em thế này, anh ngại quá tuy rằng ngại nhưng bụng lương đa lại vui lương đa đẩy ly trà sữa tới trước mặt tưởng hàng mời em uống trà sữa nè bác sĩ tiểu lương không phải người keo kiệt nhưng người được anh chủ động mời uống trà sữa thì chẳng có bao nhiêu tưởng hàng không phải đạo uống trà sữa lâu lâu mới uống một lần cậu cảm thấy thứ này quá ngọt nhưng nếu là bác sĩ lương mua cho thì đừng nói trà sữa dù thuốc độc cậu cũng hốc mưa lớn quá lương đa nói ngồi đây uống xong rồi đi Tưởng hàng không biết bác sĩ Lương đang nói cậu hay là bản thân anh, nhưng trong tình huống này chả ai dạy mà đi hỏi tới cả, cậu cứ lựa chọn cái mình hy vọng thôi. Tưởng hàng gật đầu, dạ, chờ mưa ngớt rồi về, cậu nói xong thì cắm ống hút uống thử một ngụm, không ngọt như tưởng tượng, ít đường, Lương đa nói, có ngon không, ngon anh. Ngon cực á, tưởng hàng ba xạo, trùng hợp ghê, bình thường em toàn uống trà sữa ít đường anh ơi, Lương đa chẳng quan tâm trùng hay không trùng tôi mua nếu cậu thích thì uống, ghé thì vứt, không có lần sau đâu. Tưởng hàng vắt óc tìm đề tài tán dốc với bác sĩ Lương, mà anh thì vui vẻ hóng hớt ngó xung quanh chả đếm sĩ gì tới người ngồi đối diện. Trai đẹp mồm điêu như tưởng hàng cũng đành nín hồng, ngồi làm đồ trang trí. Tưởng hàng yên lặng ngắm Lương Đa, ngắm mấy sợi tóc trên đỉnh đầu anh, ngắm hàm răng cắn chặt ống hút. Lương Đa hóng đã đời mới nhận ra mình nên nói gì đó, anh chuyển ánh mắt từ bên ngoài về trên người tưởng hàng, hỏi một câu khá chán, chuyên ngành em học có mệt lắm không? Học tập không mệt, nhưng chả ngờ lương đa lại nghĩ đến chủ đề khiến bụng già tưởng hàng mệt thật ấy. Tưởng hàng tự khịa bản thân, u mê hết thuốc chữa là nói tôi chứ ai. Thế là cơ hội vất vả lắm mới có được này, lại đi tán gẫu cái đề tài nhạt nhẽo kia. Trà sữa đã cạn, mưa cũng ngất dần. Lương đa đứng dậy muốn về nhà, tưởng hàng chợt nói, để em đưa anh về. Lương đa ngớ người, cười hỏi, em đưa anh về đâu? Về nhà hả? Anh bật cười ném ly trà sữa rỗng vào thùng rác, cầm chiếc ô của tưởng hàng, hai người bước ra khỏi căng tin. Tưởng hàng dùng dằn chẳng nở nhưng đâu có cách nào giữ anh lại, cậu yếu xìu che ô đứng trong màn mưa, buồn bã trông theo bác sĩ Lương đi xa mà nhói con tim. Nhưng thôi, không sao cả. Bọn họ còn nhiều cơ hội gặp nhau mà, bác sĩ Lương mượn cậu chiếc ô thì phải đem trả lại chứ. Tưởng hàng chẳng thiếu ô, chỉ thiếu cơ hội gặp người thương thôi, bản thân cậu mâu thuẫn vô cùng đã dặn lòng đừng gẹo trai thẳng nhưng nhìn không nổi cứ muốn đâm đầu vào người ta. Tưởng hàng cảm thấy mình chính là con thiêu thân còn lương đa mồi lửa, sớm muộn gì cũng đốt cậu tan thành cho bụi. Mà mồm sung thì ai nói chả được, quan trọng là làm được hay không kìa. Tưởng hàng biết mình không nên nhìn nữa, về ký túc xá lệ thôi chứ trồng cây si chi chốn này, nhưng bàn chân như dính chặt chẳng thể nhúc nhích. Dòm cho đã đi, dòm hoài khéo lưng người ta nở hoa luôn đấy. Lương đa không hề quay đầu, bước xa dần tưởng hàng ngóng theo đến khi bóng dáng đối phương khuất sau ngã rẽ, mới thở dài quay về ký túc xá. Lương đa nào biết, anh nào có hay mà che ô đi thẳng tới bãi đậu xe, suốt quãng đường cầm điện thoại nhắn tin với quản tiêu, anh ta bảo đã mua quà sinh nhật cho anh, hỏi lúc nào rảnh để mình đưa qua. Mặc dù lương đa rất hay khịa quản tiêu, nhưng quà dân tận cửa ngu gì không lấy. Quản tiêu giàu nên toàn chơi đồ hiệu, món hời này anh phải chọc cho bằng được. Hai người hẹn nhau vào xế chiều ngày mai. Còn về lý do, quản tiêu bảo, tối mai tao và lão Trần về chỗ anh ấy lấy ít đồ, tiện đường ghé đưa mày luôn. Nói đã đời lương đa mới biết, hóa ra mình chỉ là tiện đường. Thôi kệ, tiện đường thì tiện đường, để tình món quà tao không so đo với mày. Có điều hôm sau, quà của quản tiêu chưa tới mà phần quà khác đã tới trước rồi. Dương khiếu văn chắc do ngại hoặc sợ lương đa khó xử nên chỉ gửi quà, chứ không tự tay trao. Vốn gửi đúng ngay ngày sinh nhật lương đa, nhưng phía vận chuyển trục trặc nên chậm mất một hôm. Lương đa do dự nhận quà, không biết nên mở ra hay thôi. Nếu là người khác anh chả thèm ký nhận luôn chứ đừng nói mở, nhưng dẫu sao Dương Khiếu Văn cũng là bạn bè nhiều năm. Lương đa đắn đo mãi, thôi bỏ vào trong tủ rồi tính sau. Hôm nay rảnh muốn mọc nắm, lát đác vài bệnh nhân nóng lạnh cảm xúc thông thường. Ngồi đến trưa, nếu không phải chờ quản tiêu thì anh đã về sớm rồi. Cái thằng dây thun quản tiêu, hôm qua hứa hẹn nói giờ cơm trưa mà nó nhay đến tận 5 giờ chiều mới thò mặt tới, lương đa chờ muốn héo mòn thanh xuân. 5 giờ lẻ 3 phút, quản tiêu đẩy cửa phòng khám bệnh của lương đa, đến lấy quà sinh nhật của mày nè, quản tiêu cầm cái túi nghênh ngang bước vào. Mặt lương đa đen như đít nồi, quản tiêu mày sống cho giống con người đi. Mày hẹn tao buổi trưa mà giờ tối thui luôn rồi mày thấy không? Mới hơn 5 giờ, sớm vải lòng, quản tiêu để cái túi lên bàn, cười hỏi, mày sao thế? Lương Đa chờ muốn nổi sùng, hồi trưa anh thay đồ ngồi chờ thằng mặt nội này đưa quà xong về nhà luôn. Giờ chả cần sửa soạn gì nữa mà đứng dậy đi luôn, chờ mày chứ sao, Lương Đa xách túi quà và chìa khóa, anh Trần của tao đâu, ai là anh Trần của mày, hai người đi ra ngoài, quản tiêu bực bội, ảnh là của tao, rồi, của mày tất. Ích kỷ như gì, hồi mới chơi chung bọn họ đã vậy rồi, cứ gặp nhau cà khịa cãi lộn ống tỏi, chả đứa nào chịu nhường đứa nào tao thấy mày dòm ngó ảnh thì có cả hai bước tới cửa lương đa xoay người khóa cửa phòng khám quản tiêu không thèm đợi anh mà lượn nhanh đến xe mình chồng yêu của anh ta đang đợi trong xe lương đa suy khóa cửa xong anh chạy lại chào hỏi trần bạch trần anh trần dạo này ổn không anh ổn trần bạch trần nói mấy hôm trước đi tái khám ngón tay anh sắp lành rồi lương đa giơ ngón tay cái cứ phát huy vậy nhé bớt hút thuốc uống rượu ngủ sớm tập thể dục nhiều lên bọn tao tập thể dục còn nhiều hơn mày đó, quản tiêu khịa, đi thôi, thằng bóng muộn nhà mày đừng có dòng ngó anh người yêu tao đấy. Trần Bạch Trần ngồi ghế phụ lái cười ngất, Lương Đa đứng dậy lườm quản tiêu, kẹo như chó, quản tiêu dứt khoát lái xe đưa Trần Bạch Trần đi, để lại Lương Đa đứng biểu môi lườm nguyết. Còn chưa kịp khép mỏ, anh nằm thấy một bóng dáng khá quen cách mình không xa, tưởng hàng đó hả, thằng cu này tới đây chi nữa, Lương Đa bất ngờ rồi sực nhớ, à quên, em tới lấy lại ô đúng không? Anh vội móc chìa khóa, tính chạy vô mở cửa lấy ô trả cho tưởng hàng. Kết quả, bác sĩ Lương ơi, hiện tại tưởng hàng không biết nên ngạc nhiên hay sung sướng, ngờ ngác hỏi Lương Đa, anh cũng bi đi hả? Lương Đa không phải là người thích che giấu tính hướng của mình, nhưng đâu có nghĩa gặp ai cũng có mau. Em là thuận phong nhĩ đấy à? Lương Đa ông bụng nghi ngờ hỏi, nãy bọn anh nói gì em nghe thấy hết rồi hả? Giọng quản tiêu đâu có bự lâu lâu nó hay động kinh nhưng chưa tới mức giúp lương đa co mau giữa đường giữa chợ chả nhẽ tưởng hàng mới móc cất tráy xong nên lỗ tai thính hơn người ta à tưởng hàng thấy anh không phủ nhận thì vui như mở cờ trong đầu ngân nga một điệu hát và cuộc đời mình bừng nở rộ là câu trong bài hát cuộc đời nở rộ album blooming Life của ung phong không được hiện giờ không phải lúc hát hò tim tưởng hàng nhảy nhót tưng bừng vì sung sướng cậu nuốt nước bọt ưỡn ngực nói chưa tới mức thuận phong nhĩ đâu ạ à nhưng em nghe thấy hết rồi lương đa hơi xí hổ hồi trước anh giả bộ hỏi người ta chơi bia đi cảm giác ra sao giờ như tự vả vào mặt mình ấy mà cậu ta còn nhỏ tuổi hơn mình nữa quê gấp bội luôn lương đa lần thứ hai được hưởng cảm giác đội quần không lối thoát cái đêm bị dội nước gạo xuống đầu cũng gặp tưởng hàng sao chuyện gì cũng dính tới tưởng hàng vậy thằng cu này là khắc tinh của mình sao lương đa nghĩ thế đó nguyên văn người bị xã hội bỏ rơi cô lập ý chỉ làm việc gì đó xấu hổ, mất mặt, lương đa quê thiệt nhưng nết hơi lương, bẻ lái ngay, đứng yên đó chờ, anh vào lấy ô trả em, cậu cầm ô rồi phán lệ cho tôi, đừng có tới đây gẹo tôi nữa. Lương đa mở cửa chạy tót phòng, nhưng tìm hoài chẳng thấy ô của tưởng hàng đâu, tưởng hàng đứng ngay cửa hỏi, bác sĩ lương, anh không muốn người khác biết phải không ạ, à? lương đa im lặng, cắm đầu tìm ô, tôi không muốn cho người khác thì lan quyên gì đến cậu. Cái thằng cu này, mau về lo học hành đi. Là vậy à, em có mấy câu chẳng biết có nên nói hay thôi, nín. Đã bảo cậu mau về lo học hành đi mà. Bài tập làm hết chưa? Giật được học bổng học bẻo gì chưa? Luận văn đâu? Mau viết luận văn đi. Bản báo cáo giao xong hết rồi hả? Lương đa bực bội lây hoay tìm ô, chẳng thèm đến xỉa. Tưởng hàng do dự, ngón tay khều khều câu đối tết dán ở trên cửa phòng khám. Câu đối tết này đã được hai năm, ngày qua ngày gió thổi nắng chiếu mưa tạt, nhưng trừ chỗ gốc bị công và phai màu thì vẫn y như cũ, lương đa cũng lười thay. Giờ ngó thấy tưởng hàng khều móc mép giấy, lương đa liếc qua tưởng hàng lập tức bỏ tay xuống, em muốn nói gì, lương đa nhìn hết nổi. Mẹ, bực thiệt chứ, nếu không phải lương tâm bác sĩ thức tỉnh thì bây giờ anh đã giết người khóa mỏng rồi. Bác sĩ lương, tưởng hàng vào phòng nhưng núp ở cửa, dè dặt nói, em luôn cảm thấy anh là một người khá tốt à. Lương đa nghĩ bùng, tôi là người siêu tốt, ok. Khá tốt, cái đầu cậu, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, tưởng hàng dầm anh thăm dò, anh thông minh như vậy, nhiều chuyện em không nói thì anh cũng biết mà, cuối cùng em muốn nói gì đây, muốn gì thì nói thẳng ra, cứ lèm bèm mãi, anh đừng lừa cưới con gái người ta nha, tưởng hàng khuyên, bóng giả trai đựu nai đựu bò, lương đa muốn xỉu ngang, thằng cu này đang nói quy quy gì thế, em nói bậy bạ gì đó, lương đa đần mặt hỏi, anh làm đám cưới giả hồi nào thì hôm đó dì kia giới thiệu bạn gái cho anh mà, hiểu rồi, ừm, lòng dạ thằng cu này tốt đấy chứ, gút chấp. Lương đa hớn hở, cố ý gẹo cậu, rồi sao? Tính xử bắn anh hay gì, giờ tới phiên tưởng hàng đần mặt, anh muốn hẹn hò với người ta thật sao ạ? À? Lương đa lường nguyết, nghĩ bụng hên cho cậu là tôi tốt bụng, nếu đổi thành người khác thì lấy sản xuất cậu ra ngoài rồi. Nghĩ sao thế, lương đa nói, anh đâu thất đức dữ vậy, tưởng hàng cười toe, giọng mừng rỡ, em biết mà, tưởng hàng cũng biết lương đa sẽ không làm chuyện bất nhân đó nhưng ảnh chưa chịu thừa nhận tính hướng của mình nên cậu phải vòng vo tí để tìm câu trả lời tuy bình thường nhìn lương đa rất thông minh lanh lợi nhưng so về độ lương thì anh không có tuổi với tưởng hàng qua vài giây lương đa mới sực tỉnh trời mẹ bị lộ rồi tưởng hàng cười tủm tỉm bác sĩ lương em mời anh ăn cơm nhen lương đa tiếp tục tìm cái ô không biết đã vứt đâu buồn bực nói có làm thì mới có ăn tưởng hàng nghĩ bụng đối với em, chuyện anh quê đuê cũng tính là làm rồi, em có lý do mà tưởng hàng nói, em ăn chùa của anh hai bữa rồi, giờ coi như trả lại anh một bữa đi. Lương đa chả hơi so đo với cậu ta, tìm đồ hoài không được nó khó chịu y như mình đang tính nói gì đó mà tự nhiên quên ngang, bực bội thật sự, tưởng hàng dòng anh bận rộn, bèn nghĩ cách năn nỉ sao cho bác sĩ Lương đi ăn cơm với mình, ăn tô mì thôi cũng được. Cậu sẽ mời bác sĩ Lương ăn tô mì đắt tiền nhất, sang trọng nhất. Lần trước Lương Đa ăn mì, tưởng hàng đã nhìn ra sức ăn của bác sĩ Lương không tệ, có vẻ rất khoái ăn, đừng thấy Lương Đa gầy mà lầm, sức ăn của anh chả hề nhỏ đâu. Tưởng hàng ăn tô mì ở căng tin là no nóc, mà anh ấy còn ăn dặm thêm hai quả trứng chần nữa, còn hút cạn nước lèo. Lương Đa lục muốn banh phòng khám, cuối cùng tìm thấy một túi vải ở sau cửa phòng nghỉ, cái túi này là hồi đợt lễ chào thu trong tiểu khu người ta cho anh, lúc ấy anh còn chê thu lạnh muốn chết còn đi tặng cái quỷ này nhưng sau đó anh thấy nó xài cũng được, đựng đồ ăn hay mấy thứ linh tinh rất tiện. Lương Đa không biết sao mình cất ô trong đó, nhưng tìm được là ok rồi. Anh cầm ô ra đưa cho tưởng hàng, khỏi cần mời anh ăn cơm, về sau đừng tới ăn chùa nữa là được, giọng Lương Đa nghe như gẹo nhưng mà anh nói thiệt. Thằng cu này đừng có ăn chực chỗ anh nữa, liêm sĩ chút đi, tưởng hàng dòng cái ô, ký túc xá em nhiều ô lắm, anh cứ giữ lấy mà xài, khỏi, anh cũng có ô lương đa chỉ vào ngăn tủ bên cạnh nói đầy cả tủ luôn này em mà không có anh còn cho em thuê được ấy cho thuê lấy tiền đừng hòng xài đồ chùa tính toán khéo thế này chắc chắn lương đa ở nhà rất đam đan tưởng hàng bị anh gẹo cười ẻ sao càng gần gũi càng cảm thấy anh ấy dễ thương vậy cả gần ba mươi nồi bánh chưng thật không đấy sao cái nết cứ như trẻ con thế lương đa chả biết tưởng hàng nghĩ gì bằng không chắc nổi khùng luôn Lương đa trả ô cho tưởng hàng xong, nói, lát nữa anh có hẹn rồi, thôi không nói với em nữa, anh cầm chìa khóa dẫn tưởng hàng ra ngoài, đi mấy bước sực nhớ để quên quà sinh nhật quản tiêu tặng, chả biết bên trong là cái gì mà nặng ấn, anh xách hơi mạnh tay làm tấm thiệp bị rơi ra, tưởng hàng nhặt tấm thiệp, siêu 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 vô tình đọc dòng chữ trên đó, quản tiêu viết là, nhân dịp sinh nhật, tao chân thành chúc mày ế lòi mu suốt đời, câu này năm nào quản tiêu cũng viết để chúc mừng sinh nhật lương đa. Đã năm năm trôi qua, đúng là y như ước nguyện của anh ta, thế nhưng trong mắt tưởng hàng lại không giống vậy, đứa nào vậy? Tự nhiên đi chúc người ta ế lòi mu cả đời. Ủa rồi bạn hay kẻ thù? Lương Đa giật lại tấm thiệp. Anh nhìn thoáng qua, bình thản nhét nó vào hộp quà. Ủa khoan, tưởng hàng bừng tỉnh, cảm thấy mình vừa bắt được một tin tức khó lường. Bác sĩ Lương hai mắt tưởng hàng sáng như đèn pha, hôm nay là sinh nhật anh ạ. À. Lương Đa biết thưa tưởng hàng đang âm mưu gì đó. Bèn xua cậu ta ra khỏi phòng khám Anh vừa khóa cửa vừa nói Tưởng hàng, anh trai nói rõ cho em hay nhé Tưởng hàng ngoan ngoãn đứng sau lưng anh Dạ anh trai nói đi Em đang nghe ạ à. Bình thường tưởng hàng rất ngại gọi thẳng tên Lương Đa Nên chỉ toàn gọi bác sĩ Lương thôi Mà giờ tưởng hàng lại thỏ thẻ tiếng Anh trai vừa ngoan vừa ngọt như mía lùi Khiến lỗ tai Lương Đa nóng muốn cháy luôn Chật, Lương Đa nói Anh trai đây không lừa cưới Nhưng không có nghĩa anh là người dễ dãi nhé Lương Đa hiểu lầm, nghĩ tưởng hạng muốn hẹn mình đi bung ba la bùng. Không phải tự nhiên anh lại tưởng thế đâu, vì anh bị dính chưởng một lần rồi. Hai năm trước lúc Lương Đa còn công tác ở bệnh viện, vô tình gặp đồng nghiệp của mình trong gây ba. Lương Đa hiếm khi vào mấy chỗ đấy, nhưng khéo sao lại đụng trúng. Người đồng nghiệp kia thấy anh cũng bất ngờ lắm, bọn họ tán gẫu đôi ba câu rồi Lương Đa về trước. Kết quả ngày hôm sau đối phương đến tìm anh, ý là hai người có thể tiến thêm bước nữa từ bạn bè thành bạn được ngày đó, tấm chiếu mới lương đa bị dọa hú hồn, ông kia bảo tìm đồng nghiệp sẽ an toàn hơn tìm người lạ ngoài đường, bọn họ còn nắm bí mật của đối phương, coi như kiềm chế lẫn nhau. Lương đa hoảng hồn tóc chạy nhanh như thỏ, rồi anh tìm dịp nói với ổng rằng mình từ chối, vấn đề không phải ở anh, mà vì tôi bị mắc chứng lãnh cảm. Lương đa còn đảm bảo sẽ giữ bí mật dùng đối phương thì chuyện này mới êm, hiện tại tưởng hàng quá mức xung xoe, khiến lương đa nhớ tới ông đồng nghiệp kia rồi hiểu lầm luôn quả thật tưởng hàng rất muốn phát triển quan hệ với lương đa nhưng không phải chỉ phát triển trên giường mà giờ tưởng hàng còn nai tơ lắm đâu nghĩ sâu dữ vậy dạ tưởng hàng nghe lương đa nói mà ngáo ngơ em có bảo anh dễ dãi đâu à ý anh là vậy lương đa khóa kỹ cửa nẻo đảo bước đến xe mình nhưng vừa quay lưng thì sực nhớ chìa khóa bỏ quên trong phòng khám rồi tự nhiên anh thấy sùng trong bụng đầu nhức như mới hốc nửa lít rượu cậu đừng có tới chỗ anh hẹn kèo cái thân già cỗi của anh đây không hợp với cậu đâu, ngoài kia thiếu gì trai xinh ngon nghẻ, cậu đi mà tìm tụi nó đi. Lương Đa nói toạt móng heo đến bản thân còn thấy ngượng mồm, tưởng hàng cười nói, anh hiểu lầm rồi ạ, à. Lương Đa lường cậu, hiểu lầm gì cơ, em thật sự không có ý đó mà, tưởng hàng biết Lương Đa đang từ chối mình. Người này trông thì dễ gần nhưng thật ra cũng bướng lắm, cứng quá sẽ gãy, cậu chỉ đành Lương thôi, anh không phải mẫu người em thích đâu ạ, à. Lương Đa nghe mà tức, thằng cu này đang chê mình á lòng hiếu thắng của lương đa trỗi dậy anh nhíu mày hỏi nghiêm túc vậy em thích mẫu người thế nào tưởng hàn cười tủng tỉm em không nói anh biết đâu lương đa không phải người tò mò hóng chuyện nếu không thích nói thì thôi chả thèm hỏi coi đứa nào nghẹn chết trước không nói thì thôi lương đa xoay lưng bái bai, dầm lương đa kiêu ngạo mà tưởng hàn mắt cười anh ấy thật thú vị không tin gần ba mươi luôn ấy đây là người đàn ông trưởng thành chính chắn thành công trong sự nghiệp sao? Anh xem cái nết anh có khác gì đứa con nít không? Nhưng đứa con nít này dễ thương, chứ không phải con nít quỷ quậy banh nóc nhà. Tưởng hàng thấy lương đa đeo cặp kính thật vậy, đừng nói là chảnh mèo, dù anh có phóng xe ịn ịn trên đường cao tốc thì tưởng hàng vẫn thấy anh đáng yêu Chuyện ngày hôm nay đúng là tin vui bất ngờ, vì xác suất lương đa bê hiếm như cái bánh bự rơi từ trên trời xuống vậy. Tưởng hàng quyết định tí về mua vé số, biết đâu tình tiền đi đôi anh trai ơi, tưởng hàng ở sau lưng gọi một tiếng khiến lương đa rung bắn, em gọi bậy bà gì đấy, lương đa quay đầu dầm cậu, ai là anh trai của em hả, thì hồi nãy anh tự nói mà, tưởng hàng mặt dày bảo, em gọi theo ý anh còn gì nữa, lương đa tặc lưỡi, cảm thấy thằng cu này đáng gờm vải nồi, da mặt còn dày hơn bê tông cốt thép, anh không muốn nhây nữa, lương tưởng hàng phát rồi đi tiếp, hên là cưng cũng lem đấy. Chứ cưng mà xấu quắc thì có cái quần anh thèm dòm cưng bé tưởng hàng lem theo sát mông lương đa anh trai hôm nay là sinh nhật của anh ạ à. lúc nãy trong phòng khám tưởng hàng có hỏi nhưng lương đa vẫn chưa trả lời liên quan đến em à bình thường bọn họ luôn nói chuyện khách sáo tưởng hàng phải uống mỏ mấy lần vì sợ mình biểu hiện quá lố sẽ chọc anh bực nhưng giờ đã biết anh bê đuê giống mình với cả cách nói chuyện giữa anh với bạn tưởng hàng hiểu luôn bác sĩ lương là người hai mặt với người lạ anh tỏ vẻ trưởng thành chững chạc còn khi ở cùng bạn bè thì là chú hề chính hiệu mấy cái lương đa viết trên ren ren hồi năm ba đại học giờ tưởng hàng đã được xem tận mắt nếu anh chịu thì sẽ liên quan đó tưởng hàng ma lanh như con mồn lèo nuôi trong nhà bám dí sau lưng lương đa nè he vụ này lương đa bước đến cạnh xe mình mở khóa anh quay đầu mỉm cười với tưởng hàng sắc mặt thay đổi nhanh lật bánh tráng anh không chịu đấy tưởng hàng nghĩ bụng để rồi coi hiện giờ cậu đã hiểu sương sương tính cách của lương đa Bình thường người này trông rất gần gũi nhưng thật ra xây dựng phòng tuyến tâm lý cực cao. Nếu muốn mở lối vào trái tim anh, thành ý thôi chưa đủ, phải lương với chai cái mặt lên. Trùng hợp ghê, những thứ này tưởng hàng tôi hỏng có thiếu? Dạ không có gì đâu ạ. À, tưởng hàng nói, thật ra em đâu có ý gì khác, chỉ muốn mời anh lại một bữa thôi. Nếu anh không chịu thì em sẽ thấy mình mang nợ anh đó. Tưởng hàng nghiêm túc đứng chém gió, từ nhỏ mẹ em đã dạy, không được ăn chực của người khác. Lương Đa mở cửa xe, à thế à? Mẹ em dạy đúng đó. Thế tí anh gửi hóa đơn cho, em chỉ cần chuyển khoản là được, tuổi gì làm khó được bác sĩ Lương. Anh ngồi vào xe rồi để hộp quà qua ghế phụ, hạ kính xuống nói với tưởng hàng, bye bye. Lương Đa bỏ đi lạnh lùng dứt khoát, để lại tưởng hàng đứng tại chỗ hít khói cười trong sự bó tay. Cậu dòm đèn ở đuôi xe Lương Đa, nghĩ thầm, người mình crush có khác, nội tâm thú vị quá thú vị đến mức móc ra cân cũng phải được trăm ký. Mà Lương Đa có tâm hồn thú vị nặng trăm ký vừa về đến nhà đã mở máy tính trong điện thoại, hai cái bánh bao cộng một chén cháo, hôm đó còn quất món gà kho vàng, tổng cộng là 28 đồng, rẻ phết ấy chứ. Lương Đa chợt nhớ mình còn uống trà sữa với tưởng hàng, thế là soạn tin nhắn gửi tưởng hàng trên uy bánh bao, cháo, gà hầm tổng cộng 28 đồng. Nếu em muốn trả luôn tiền trà sữa cho anh thì tổng cộng là 36 đồng, nhưng giờ trừ qua phí thuê ô thì mình huề, khỏi trả. Gửi tin xong, Lương Đa tặng cho bản thân tràn vỗ tay nghiêm túc. Anh đặt điện thoại sang bên cạnh, ngồi trên thảm bóc quà sinh nhật của quản tiêu, bóc bóc bóc, Lương Đa cười toét cả mồm, trên đầu sắp nở bông luôn, còn ôn tồn gửi cho quản tiêu một tin nhắn dịu dàng hiếm thấy, sếp quản định quá, may mà có mày. Lương Đa vui như vậy vì đây là món quà mà anh mong mỏi đã lâu, tuy mồm quản tiêu toàn sự tiếng tró nhưng lòng dạ nó tốt, luôn quan tâm đến bạn bè biết quà nào sẽ khiến bạn mình sướng năm nay quản tiêu bàn bạc với chồng về quà sinh nhật cho lương đa anh ta tính tặng bộ combo xét tô cỡ bự nhưng trần bạch trần nói biết đâu chừng xét tô nào em ấy cũng có hết rồi hợp lý quản tiêu sực nhớ có lần lương đa than rằng muốn một bộ phaiger không còn sản xuất nữa nên quản tiêu nghĩ cách kiếm cả bộ cho anh đó là bộ phaiger của phim hoạt hình thủy thủ mặt trăng từ nhân vật các thủy thủ mặt trăng tới tesudo mặt nạ thậm chí còn có cả Luna. Lương Đa ôm bộ Figer vào lòng nằm dài trên thảm, dịu dàng cầm Tesudo mặt nạ ngắm nghía, thật không dám giấu, Tesudo mặt nạ chính là người tình trong mộng của Lương Đa. Hồi còn bóng nhi đồng, Lương Đa đã mơ về Tesudo mặt nạ mỗi đêm, ôi, nghĩ mà có lỗi với thủy thủ mặt trăng quá, Lương Đa nằm ở nhà hoài niệm tuổi thơ thơ mà sống sang con tim, còn tưởng hàng đang ở căng tin mua mì ăn, có lẽ bị ám ảnh cái nghiệp chướng mang tên Lương Đa, nên tưởng hàng đã hốc mì bò mấy hôm liền rồi. Mấy ai bình thường khi yêu đâu, tưởng hàng và bạn cùng phòng bưng tô mì kiếm chỗ ngồi xuống, cậu hỏi nghiêm túc, anh Chu này, thằng em có một vấn đề cần tham khảo ý kiến của anh, bạn cùng phòng ngẩng đầu, hoảng sợ che ngực, thẹn thùng nói, anh là người đã có vợ, ngáo hả, tao không có hứng thú với mày, tưởng hàng theo thói quen móc điện thoại, chợt thấy tin nhắn lương đa gửi tới, cậu click vào xem rồi bật cười, bạn cùng phòng nhướng mày, ngửi thấy mùi drama, anh tưởng, anh cười dâm quá, hả, bạn nói quy quy gì đấy? Dâm chỗ nào, ỏ, vậy để tao đổi từ, bạn cùng phòng cũng cực kỳ phối hợp, mày cười rạo rực lắm, đúng gì, rất nà rạo rực, tưởng hàng vốn đã khoái lương đa, giờ biết ảnh cũng gây tự nhiên cậu thấy mình thành bạn trai của ảnh luôn rồi, tuổi mới nhú thường vậy đó, không bị đấm cho vài phát thì vẫn còn u mê lắm, ai vậy, bạn cùng phòng ngồi đối điện hơi lú, ai khiến mày rạo rực vậy, tưởng hàng cân nhắc chắc không rep tin nhắn quá. Nợ lương đa hai bữa ăn mới có cớ trả, yêu đương mà tính toán tiền bạc là dở rồi, cậu buông điện thoại, giả vờ như té không thấy gì sắc, anh Chu, hỏi anh một chuyện, tưởng hàng nói, nếu giờ tao nước ấm nấu ếch, có khả năng thành công không? Nước ấm nấu ếch, là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra, nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đung lên, con ếch sẽ ở yên mà, chết từ từ. Tương tự, mưa dầm thấm lâu, hả? Mày muốn nấu ai, tưởng hàng do dự, nghĩ tới sau này mình còn cần tư vấn tình yêu của bạn cùng phòng, nên cậu khai thật luôn, lương đa, à, bạn cùng phòng khuấy chén canh múc cục thịt vịt, ngẩng đầu hỏi, lương đa là đứa nào? Không biết anh lương đa là ai mà mày còn à, làm CC gì thế, thì tao à theo bản năng thôi, bạn cùng phòng nói, ai vậy? Học khóa nào? Giới tính là gì? Cao hay thấp? béo hay gầy tóc dài hay tóc ngắn y học lâm sàng nhỉ hẳn là đã hơn chúng ta rất nhiều khóa tưởng hàn bắt đầu lẩm nhảm trường mình có chuyên ngành này đâu bạn cùng phòng khó hiểu sao tao chưa nghe bao giờ nhễ không phải sinh viên trường mình vậy em học trường nào bạn cùng phòng vẫn còn lú lắm đại học y khoa hả trường đó ở xa mà sao hai đứa quen được vậy tưởng hàn cười rồi tặng hắn ăn miếng mì rồi kể tao đi khám bệnh ở phòng khám của anh ấy người bạn cùng phòng rơi vào trầm tư hai mắt đường hoang mang tưởng hàng nuốt miếng mì biết không bạn cùng phòng lắc đầu như trống bỏi lắc muốn rơi đầu xuống đất chửi mày ngu riết nên mày ngu thật đấy à tưởng hàng nói lương đa bác sĩ lương cái anh mà mày khen là trẻ tuổi đẹp trai đó à là anh ấy à bạn cùng phòng vỗ bàn nhớ rồi giây tiếp theo bạn cùng phòng lại rơi vào trầm tư ánh mắt lại đường hoang mang sau đó cậu ta hỏi tưởng hàng mày muốn nấu anh ta à, tưởng hàng gật đầu cái rực, hoặc mày cũng có thể nói là tao muốn theo đuổi anh ấy, à, mày muốn theo đuổi anh ấy, bạn cùng phòng lẩm bẩm, nhét cục thịt vịt vào miệng, mày muốn theo đuổi anh ấy hửng. Con trai à, tưởng hàng cười gật đầu, sau đó cậu thấy bạn cùng phòng giật bắn người như nuốt trọng cục thịt vịt, sao cứ làm quá lên thế, tưởng hàng nói, anh chu diễn lố quá đê, lố cái mỏ mày, nước mắt của bạn cùng phòng cũng đã rơi, mụ nội nó. Tao rất mất mẹ nửa cái răng rồi tưởng hàng có mau mà bạn cùng phòng phải trả giá đắt, con mẹ nó tao đéo hiểu. Vì sao lại là tao, anh chu mẹ nửa cái răng vì cục thịt vịt vừa mềm vừa mút, vừa mờ lem ngọt nước, nha sĩ nói, không phải mẹ, thịt vịt nóng quá nên vỡ răng, su gì mà su dữ vậy trời. Bạn cùng phòng khóc tiếng chó được luôn, tưởng hàng nói, anh chu tao xin lỗi, tao sẽ trả tiền trám răng cho mày, ai cần tiền của mày, bạn cùng phòng bày tỏ, nhét lại tiền vô bóp dùm cái, tí về nói rõ tao nghe, phòng khám nha khoa nằm ngay ở bên trái cổng trường khoảng 200 mét, tưởng hàng theo cậu đi trám răng thì được thông báo thời gian tới phải đến thường xuyên, đến thì đến, đành chịu vậy, ra khỏi phòng khám răng, tưởng hàng chân thành nhận lỗi, anh chu, tao mặc cho mày xử luôn, bạn cùng phòng yên lặng, rồi bảo, tìm chỗ uống nước đi, anh đây tâm sự tuổi mới nhú với mày chút, giới trẻ ngày nay rất thoáng, khả năng tiếp thu cao, bạn cùng phòng chẳng hề mất tự nhiên hay kỳ thị tính hướng của tưởng hàng, nhưng vẫn trách, thằng dở này mày bị sao đấy, giấu dếm lâu như vậy, mày có coi tao là anh em chí cốt không, bởi vì anh chu mới trám răng không uống rượu được, nên bọn họ tới quán trà sữa gần đó. Hai người cực kỳ nguyên tắc, bạn cùng phòng gọi trà sữa đường đỏ đậu đỏ mà bạn gái mình thích nhất, tưởng hàng gọi trà sữa trân châu mà lần trước lương đa mua cho cậu, tao có giấu đâu. Đây là trường hợp hy hữu mờ, tưởng hàng nói, chứ tao nào dám giấu mày, tao chả bao giờ để ý chuyện này cả cậu không quan tâm nhưng bạn cùng phòng thì nghiêm túc cực, đơn giản là tò mò thôi chứ chả có ý gì. Đôi khi cái nết của cậu ta rất lạ, đã trẫu còn nhiều chuyện, hỏi gì là hỏi tới cho bằng được, anh chu, lạ nhê. Sao tao lại không bắt sống được vậy, tưởng hàng thầm nghĩ, mày mà bắt sống thì mày cũng toan cơ mình rờ, anh chu, tao thật sự muốn theo đuổi ảnh, tưởng hàng nói thiệt tình. Nhưng sao tao thấy khoai quá, cần phải có người giúp tao, bạn cùng phòng mỉm cười, không thành vấn đề tao coi mày là anh em chí cốt, tao sẽ xông pha vì tình nghĩa, tưởng hàng tính há mỏ khen, ai ngờ nghe thằng bạn nói, bao ăn sáng một tháng, chốt đi, thằng khứa nào mới nói vì tình nghĩa. Tới khúc nghĩa của mày chưa, ok, chốt thì chốt, thỏa thuận ngon lành xong, bạn cùng phòng thắc mắc, tao muốn hỏi mày câu này. Mày thật sự nghiêm túc sao, mày dòng tao giống dẫn lắm hả, tưởng hàng nói, tao nghiêm túc hơn mày tưởng đấy, bạn cùng phòng biểu môi, không tin lắm. Mà anh kia, bác sĩ Lương cũng giống mày luôn, bạn cùng phòng hỏi trong nghi ngờ, trùng hợp đến thế à, chớ sao nữa, tưởng hàng nói, tao cảm thấy ông tơ đã xe sẵn mối duyên này cho tao rồi, bạn cùng phòng cười hô hố, đêm qua ông tơ báo mộng cho mày hay gì, không, tưởng hàng nói, nhưng sáng nay ổng có gọi điện cho tao, Sam Quân, bạn cùng phòng nói với cậu, mơ giữa ban ngày đấy à, ông tơ cũng bận chạy đít linh chứ rảnh đâu gọi cho mày, xạo làm chó. Nhớ hôm bữa bọn mình gặp ảnh ở chùa không? ý tao là bác sĩ lương ấy tưởng hàng mạnh dạng đoán lúc đó tao chưa nghĩ nhiều cũng không rõ anh ấy cầu gì mà lại đưa nhang thừa cho tao thế là tao tiện mồm cầu luôn mày cầu gì tới đó thì cầu gì nữa tưởng hàng nói tỉnh bơ cầu duyên ngày ấy tưởng hàng chỉ tò mò về lương đa thôi anh trai này vui tánh quá nên muốn kết bạn với anh vào cầu tình duyên cũng không có mục tiêu đặc biệt cậu nói với phật tổ rằng nếu người vui hãy phù hộ con tìm được một người thú vị nha ai ngờ linh thiệt nội tâm của lương đa siêu 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 thú vị luôn hôm nào phải đi trả lễ mới được suy mày nghĩ mày là nam chính trong truyện cổ tích ta à? đâu có nếu tao là nam chính thì giờ đã tán đổ bác sĩ lương rồi tưởng hàn bớt nói nhảm giúp tao chuyện này với sự trợ giúp của bạn cùng phòng tưởng hàn muốn lên kế hoạch thật đàng hoàng cho xứng với vốn liếng mình bỏ ra bao nó ăn cả tháng lận đó hai người vừa uống trà sữa vừa lập kế hoạch tác chiến thế là chiều hôm sau tưởng hàng dẫn bạn cùng phòng tới phòng khám của lương đa hai người đã lượn lờ bên ngoài hồi lâu mới đi vào bạn cùng phòng hỏi sao thế vào đê còn chờ gì nữa mày có phải đàn ông không sợ cái đéo gì tưởng hàng lại nói bây giờ ở trọng đang có bệnh nhân tao đâu thể làm phiền anh ấy làm việc được bạn cùng phòng nghe vậy thì giơ ngón tay cái gút mang bởi vì buổi sáng bạn cùng phòng đã ăn đồ tưởng hàng mua cho mùi bánh bao vẫn còn thoang thoảng tới bây giờ thế là cậu ta bắt đầu khen tưởng Hàng đúng là trai tốt thời đại mới sau lưng một bác sĩ thành công luôn có một người đàn ông tốt âm thầm ủng hộ tưởng hàng mỉm cười cảm ơn mày đã nói cái chuyện mà ai cũng biết bác sĩ lương bị hai thanh niên ngoài cửa dòm lén mà chẳng hay biết gì hôm nay lương đa bận bù đầu sáng mở cửa tới giờ chưa uống được miếng nước chứ đừng nói nghỉ ngơi cơm trưa cũng bỏ bụng réo ọc ọc mà anh vẫn treo nụ cười thân thiện dễ gần để khám bệnh mệt sắp ngất bác sĩ tiểu lương bị quay trong chóng nào hay ngoài cửa có hai thanh niên đang đứng rình mình. Nếu anh biết chắc chắn sẽ thu tiền tham quan, lương đa bận đến 2 giờ chiều mới tiễn được bệnh nhân cuối cùng về, anh bóp cần cổ đau nhức dầm người kia bước ra cửa, rồi nhéo mi tâm, đói muốn xỉu mà dạ dày cứ đau quặn, ngẫm nghĩ thì chỉ có ly trà sữa nóng hổi mới cứu nổi anh. Ngay lúc lương đa định order trà sữa thì cửa phòng khám bị đẩy ra, được lắm, uống miếng tà tửa cũng đéo cho, lương đa ngẩng đầu, không ngờ người tới là tưởng hàng tưởng hàng đỡ người bạn cùng phòng với vẻ mặt đau khổ, nhích từng bước khó khăn vào phòng khám, bác sĩ Lương, cứu bạn em với, Lương đa đứng đằng kia, tóc chải gọn gàng, trên sống mũi còn mang một cặp kính, anh mặc áo bơ trắng, chân mang giày da nhỏ, thoạt nhìn đúng là bác sĩ trẻ tuổi tài cao, phong độ nhẹ nhàng, phong thái nổi bật, chỉnh chạc ôn nhu, ngon dài lắm luôn á, tim tưởng hàng nhộn nhạo, thầm nghĩ, thiên thần áo trắng thiên liêng, không thể xâm phạm. Nếu muốn xâm phạm, chờ anh ấy cởi áo blue ra đã. Lương đa dòm là biết hai tên ranh này tới quậy, anh làm bác sĩ mấy năm rồi là lẫm gì mấy ra trò vặt của đám sinh viên. Bị gì đấy, lương đa không vạch trần, anh đoán chắc muốn giả bệnh để lấy giấy chứng nhận xin thầy cô nghỉ học. Anh rành mấy trò con bò này lắm, vì anh cũng từng là học trò mà. Lương đa đút tay vào túi áo trông rất gương mẫu, quan sát bọn họ, đau đầu hay tiêu chảy đây. Cả hai ạ, à, tưởng hàng nói, hồi sáng cậu ta nói khó chịu trong mình, nhức đầu mắt ói, chạy ra chạy vô nhà vệ sinh mấy lần lương đa cười nhạo trong bụng nhưng mặt vẫn tỉnh bơ đâu ngồi xuống anh coi coi anh trở lại ghế mình tưởng hàng đỡ bạn cùng phòng hệt như đỡ phụ nữ có thai ngồi xuống trước mặt lương đa dè dặt hỏi anh bác sĩ lương ơi cậu ấy không bị bệnh gì nặng chứ ạ à? lương đa nghĩ bụng ừ nặng lắm đâu chỉ một đứa hai đứa bay bị bệnh hết rồi hên là bây giờ lương đa đang vui nếu không anh xúc hai thằng ranh rảnh rỗi này ra đường rồi nói anh nghe coi khó chịu thế nào lương đa dựa lưng vào ghế ngay cả hồ sơ bệnh án cũng lười cầm không đáng lãng phí dạ em khó chịu thế nào ấy hả đến khúc này bạn cùng phòng đã hiện rõ đồng đội heo lú mặt ngó tưởng hàng tưởng hàng bất đắc dĩ đỡ trán cười thật trân mày khó chịu sao mà mày cũng không biết hả ờ nhỉ bạn cùng phòng nói hồi sáng này tự nhiên em thấy đầu xây sẫm mắt ói rồi tiêu chảy nữa không ăn uống gì được còn gì nữa không dạ còn sốt nữa bạn cùng phòng khai ừm để anh đo thân nhiệt cho em trước lương đa lấy nhiệt kế tưởng hàng vội cản giờ cậu ta hạ sốt rồi ạ à. tụi em mới đo xong không được lương đa nói chắc gì mấy đứa đo đúng để anh đo lại cho lương đa đưa nhiệt kế cho đối phương kẹp kỹ vào còn nóng thì phải tiêm hạ sốt nha chứ không sốt quá dễ ngu người lắm tim hạ sốt ạ à. bạn cùng phòng giật mình tim chỗ nào cơ đương nhiên là mong rồi lương đa dòm cậu ta lom lom hồi bé chưa tim bắp bao giờ à tưởng hàng và bạn cùng phòng hoang mang ngó nhau tưởng hàng hỏi sao lần trước anh không tim cho em bữa đó em có sốt đâu mà đòi tim lương đa cười cực kỳ dịu dàng nhưng trong sự dịu dàng trộn lẫn chút quạo anh thấy cậu ta sốt tới bốn chục độ lú cả đầu rồi xu luôn hóa ra ngay từ đầu lương đa đã biết bọn họ đến làm trò con bò tưởng hàng thôi không diễn nữa cậu trả nhiệt kế lại cho anh lương đa cười hỏi sao thế không đo nữa à dạ thôi tưởng hàng khai thiệt, cậu ấy khỏe re à, bạn cùng phòng nó tưởng hàng, hỏi nhỏ, ủa mày nói gì dạ? Khúc này đâu có trong kịch bản, Lương Đa trắng nhìn cười, cảm thấy hai đứa này khùng hết biết, rốt cuộc mấy đứa tới đây chi, Lương Đa nói, nói thẳng đi, có phải muốn giấy chứng nhận để trốn học không? Lương Đa tỏ vẻ anh đây là gì trò của mấy đứa bay nữa, nào hay đâu tưởng hàng không phải tới lấy giấy, mà tới trộm trái tim anh đó, bị anh bắt bài rồi, tưởng hàng nhân cơ hội nịnh hót, không hổ danh là bác lương học trọng hiểu nhiều kinh nghiệm đầy mình em trai đây phục sát đất ạ à. lương đa cười khinh khỉnh sinh viên như mấy đứa anh gặp nhiều rồi nhân viên y tế trong trường đâu dễ lừa lấy giấy chứng nhận nên tụi nhóc chạy đi nhờ bác sĩ quen nhưng thằng cu tưởng hàng này khờ quá mấy đứa kia còn biết mang trà sữa tới hối lộ anh mà bác sĩ tiểu lương xưa giờ là người ngay thẳng dù có mua chục ly trà sữa dụ anh cũng không chịu cho đâu lương đa nói đừng có mà lương lẹo về trường mau tưởng hàng ngu mới đi nếu đi thì kế hoạch cua trai toan hết à bác sĩ lương ơi tưởng hàng thỏ thẻ nói ra sợ anh không tin chứ thằng bạn em nó đau thật á bạn cùng phòng quay phát lại dòng cậu nghĩ bụng ơ ờ, cái thằng này mày tính bày vẽ gì nữa đấy cậu ta bị mẻ mất nửa cái răng ạ à, đây là sự thật bạn cùng phòng gật đầu với lương đa cực kỳ chân thành dạ đúng rồi anh tuy cậu ta bớt đẹp trai hơn hồi nhỏ nhưng vẻ ngoài quan trọng lắm chứ sáng nay cậu ta còn than hai bên quai hàm thường không cân xứng, giờ mẹ răng tao chỉ nhai được có bên, thế nào mặt cũng méo thêm, nhìn dị như chó, su ghê, người ta yêu đương mà tôi gặp xui xẻo, bạn cùng phòng nghĩ phải nhanh tay đẩy mối nghiệt duyên này, không thì chắc cậu ta dẫm bom nữa. Mẹ nửa cái răng hả, lương đa hoang mang hỏi, dạ, tưởng hàng hỏi, anh khám cho cậu ta chút được không, đừng có, tào lao với anh nữa, lương đa nói, Mẹ răng thì đi tìm nha sĩ, tưởng hàng cười tủm tỉm, chẳng phải là thần y sao? giờ em cũng tới đây rồi, anh khám dùng đi à? Lương Đa nghĩ bụng, anh mày không biết khám răng, nhưng khám được đầu hai đứa bay đó. hai đứa bay đừng có quậy anh nữa. anh khó tính lắm đấy, anh mà vác chổi chà quét hai đứa ra đường thì đừng có trách. Lương Đa cầm lấy cốc trà trên bàn, ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó bị bỗng cơ mơ nơ lưỡi. Tưởng Hàng nhìn anh, nhìn sao cũng thấy vui, thích một người là cảm giác này sao? chỉ cần nhìn người ấy thôi đã thấy lòng rạo rực tưởng hàng vội tĩnh tâm giờ mà chọc điên anh ấy sẽ ra chuồng gà ngay chứ nói gì đến chuyện mai sau dạ em hiểu rồi ạ à. tưởng hàng kéo anh chu chuẩn bị rút quân có điều cậu dặn bạn cùng phòng anh chu mày ra ngoài đợi tao bạn cùng phòng không nói nhiều lập tức phắng ngay hớn hở chừa không gian riêng cho hai người lương đa cứ thấy thằng cu này không có ý tốt với mình anh ngồi dựa lưng vào thành ghế như đại gia dòm tưởng hàng đứng trước mặt vóc dáng tưởng hàng khá cao ngửa đầu quài nên anh thấy hơi mỏi bác sĩ tiểu lương im lặng dòm tưởng hàng để coi rốt cuộc tên nhóc này muốn gì lương đa nghĩ kỹ rồi mặc kệ cho nó lương lẹo thế nào thì anh vẫn trả lời ba không không được không thể không muốn nhưng mà tưởng hàng chẳng nói gì cả cậu móc trong túi viên kẹo bác bảo mùi nho xanh đưa cho lương đa lương đa dòm dòm chợt nhớ trong túi áo bơ của mình vẫn còn viên hôm trước tưởng hàng đưa mà anh quên bén chưa ăn anh không lấy hả tưởng hàng hỏi, Lương Đa ham ăn thiệt nhưng anh đâu có thiếu dăm ba cục kẹo này. Lúc Lương Đa định từ chối thì sực nhớ trong nguyên tắc ba không của mình, đâu có từ không lấy, vậy nên anh thò tay lấy luôn, tưởng hàng đắc ý, những mày cười với Lương Đa rồi đi ra ngoài. Lương Đa vẫn ngồi tại chỗ, cầm viên kẹo ngó tưởng hàng bước khỏi cửa, tưởng hàng mới đi ra, bạn cùng phòng lú đầu vào phòng khám nói, bác sĩ Lương. Rảnh thì anh tới trường bọn em chơi nhé thằng tưởng nó nhiệt tình hiếu khách lắm anh ạ à. bảo nó dẫn anh đi dạo khắp trường luôn cũng được cậu ta mới chào hàng xong đã bị tưởng hàng túng áo lôi đi lương đa cầm cục kẹo cười bất lực chả nhẽ tôi không mua nổi cục kẹo chắc vớ vẩn thiệt chứ nhưng lương đa vẫn bỏ vào túi còn sung sướng vỗ túi áo căn phòng như đứa trẻ bữa nay đến phòng khám tuy chưa đột phá cho lắm nhưng vẫn có tí thu hoạch tưởng hàng thấy lương đa chịu nhận kẹo chứng tỏ anh có thiện cảm với cậu bạn cùng phòng bày tỏ mày có biết giờ nhìn mặt mày giống gì không, giống gì, giống mấy thằng trai thẳng bị ác xâm ấy, bạn cùng phòng nói, là kiểu thấy gái nào đi ngang là nghĩ người ta khoái mình đó, ý mày là, tao bị ảo tưởng sức mạnh hả, bạn cùng phòng gật đầu, tỉnh lại đi ba, tao thấy ổng chả có hứng thú gì với mày đâu, tưởng hàng như bị tạc nguyên xô nước đá, giận dỗi quyết định hôm nay không ăn mì thịt bò nữa, đổi sang mì trứng cà chua. Nhưng dẫu cho lương đa thật sự không có hứng thú gì với cậu, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi ảnh. Tục ngữ có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước tiên cậu cần phải thăm dò sở thích của Lương Đa, mới có ai đề để chiều người ta được. Ai cũng bảo, theo đuổi người yêu giống như thi học kỳ vậy, phải ôn bài cho tốt thì mới đậu được. Ngoại trừ có tài năng bẩm sinh, chiếu lơ tơ mơ thì tạch thấy bà. Buổi tối tưởng hàng cuốn chăn lướt xem clip bạn bè trên ren ren của Lương Đa, sau đó chuyển vị trí tác chiến sang uy chát kết quả phát hiện lít bạn của đối phương trống rỗng, chẳng có cái qué gì sắc. Trang bìa vòng bạn bè của Lương Đa là nền trắng chữ đen, rất ngầu, không có thông tin tán gẫu gì cả. Ngầu vải cứt luôn, tưởng hàng khó hiểu, một người hề hước như Lương Đa mà không đăng gì trên vòng bạn bè cả. Còn tưởng ít nhất ngày cũng chụp tin chứ, sao cậu không xem được vậy cà, ừm, bị block mẹ rồi chứ gì nữa, tưởng hàng ấm ức lắm, sao bác sĩ Lương ghét mình vậy chớ. Hung hung cậu giả vờ không hiểu, ấn vào ảnh đại diện của Lương Đa, đêm hôm khuya khoát gửi tin nhắn cho người ta. Bé tưởng đáng yêu, anh trai ơi, sao vòng bạn bè của anh không có gì hết vậy à? Lương Đa đang ngồi trên thảm tập yoga ăn kem thì thấy tin nhắn, tập yoga chưa tới 5 phút tự nhiên thấy buồn miệng nên vừa ăn kem vừa xem video. Xem video cũng có hiệu quả y chang vậy chứ gì, nhê. Anh móc điện thoại ra lướt, bé tưởng đáng yêu. Đứa nào đây, anh dòm kỹ, anh trai gì đấy đứa dở hơi nào vậy, bình thường nếu gặp tình huống này lương đa đã xúc vào blacklist ngay và luôn, nhưng lướt lên lại tin nhắn ghi nợ mình gửi cho tưởng hàng, bữa anh gửi tin đòi tiền nó có thèm rét đâu. Mông thì nặng nặc đòi trả, còn tay thì sủi, một bao lì xì cũng không gửi cho anh. Đám thanh niên thời nay toàn là thứ giả dối, lương đa đáng đo giờ kéo vào blacklist luôn hay rét tin, cuối cùng anh vẫn cho tưởng hàng một cơ hội trả nợ, cộng thêm nữa anh cũng hơi tò mò về thằng cu này lương đa tên uy chát của em bị sao thế tưởng hàng cứ ngỡ sẽ bị lương đa bơ ai ngờ được trép rồi bé tưởng đáng yêu cái tên cũ trẻ trâu quá ạ à? lương đa cười rồi thèm để ý tới cậu nữa ngồi trên thảm yoga ăn kem coi video tưởng hàng chờ hoài chẳng thấy anh đâu xoay người thò đầu sang giường bên cạnh hú thằng bạn cùng phòng đang chơi game anh chu em cần được tư vấn ạ à? sủa tao gửi tin uy chát nhưng ảnh bơ tao rồi tao có nên chờ tiếp không ký túc xá bốn người nhưng đa số thời gian chỉ có hai người bọn họ ở hai tên khác một tên dọn ra với bạn gái tên còn lại nhà gần trường nên chẳng mấy khi ở đây ai cơ bạn cùng phòng cắm đầu vào game nên chưa lao kịp câu hỏi của tưởng hàng cuối cùng sực nhớ ỏ bác sĩ lương à chứ còn ai vào đây nữa tưởng hàng ngồi dậy khoanh chân dòm màn hình của anh chu phía sau mày có người kìa có người bạn cùng phòng vội quay lưng giết chết quân địch đang ẩn nấp trong game dưới sự trợ giúp của tưởng hàng bạn cùng phòng thành công thắng trận. Vì để báo đáp tưởng hàng, thật ra là bị ép buộc, cậu ta đành ô út game ngồi tâm sự với thanh niên khốn khổ vì tình này. Mày với bác sĩ lương tám chuyện gì? Kể tao nghe coi, bạn cùng phòng tuy có bạn gái, nhưng hồi đó để cô nữ thần cậu ta đã đọc không ít giáo trình thoát ép pha, dù cuối cùng chả xài đến nhưng kiến thức vẫn hàng trong đầu, dằm trong tim. Tưởng hàng kể sơ qua một lượt, bạn cùng phòng chăm chú lắng nghe rồi hỏi, hết rồi hả? Ờ, hết rồi vậy thôi hả, chứ muốn nhiêu nữa, bạn cùng phòng tặc lưỡi, ôi giời, bình thường trong không lanh thế, mà vào chuyện yêu đương mày ngu vải đái ấy, cậu ta cân nhắc tìm từ, gọi là gì ấy nhỉ? À, e quy âm vô cực, dẹp ngay mấy câu cà khịa của mày đi, tưởng hàng nói, thì tao đã có kinh nghiệm đéo đâu, không có kinh nghiệm thì phải học, bạn cùng phòng hăng hái, hôm nay anh Chu sẽ dạy cho tấm chiếu mới mày bài học đường đời đầu tiên, giọng tai lên mà nghe cho kỹ này tưởng hàng vô cảm dòng cậu ta như kiểu, đéo tin cho lắm, bây giờ mày với bác sĩ Lương chỉ mới chạc chích trên uy chát thôi, bạn cùng phòng gợi ý, cho nên mày phải học cách mồm mép vào, kéo dài cuộc trò chuyện ra, ừm, mồm mép sao, tưởng hàng bắt đầu buồn ngủ, thật sự cậu chẳng mấy hy vọng vào thằng cha này, đầu tiên, không thể nói chuyện như mày được, bạn cùng phòng bảo, sau mỗi tin nhắn phải để lại một móc câu, móc câu á, ừ, ý là câu hỏi đó, Mày phải gợi chủ đề hỏi hang để bác sĩ Lương trả lời mày tưởng hàng chợt phấn chấn hẳn, cậu không ngờ tên này có kiến thức sâu rộng vậy luôn. Gút ID đó anh chu, tất nhiên là gút rồi, bạn cùng phòng bày kế, mày phải khiến cho anh ấy có chuyện để nói tiếp với mày, chứ kiểu nhắn tin cục ngắn cục nghỉu như mày, ta nói nó chán bỏ mẹ ấy. Nếu tao là bác sĩ lương, dù muốn tám mà đọc xong tin nhắn của mày cũng tắt nu quân luôn, tưởng hàng cảm thán giơ ngón cái, đồ tể tình trường, tưởng hàng khen thật trân, anh chu. Hôm nay thằng em này được mở rộng tầm mắt rồi tưởng hàng học được chiêu từ bạn cùng phòng, nồng nóng muốn trải nghiệm với lương đa liền, ông bà ta có câu học phải đi đôi với hành mà, bạn cùng phòng ngán ngẩm, mày bớt lại dùng tao. Hôm nay vậy là đủ rồi, đừng nhắn với anh ấy nữa, kiềm chế cái nư của mày đợi mai tìm cớ rồi nhắn, vậy giờ làm gì, ở phương diện này, tưởng hàng vẫn là tấm chiếu mới. Bây giờ thầy Chu sẽ dạy mày bài học thứ hai, bạn cùng phòng hắn giọng, ra vẻ cao thâm giờ hai người vẫn chưa vào giai đoạn mập mờ nên mày phải làm tăng cảm giác tồn tại của mình lên. Từ từ tham gia vào cuộc sống của anh ấy nhưng không được quá nhiều khiến người ta thấy mày phiền. Tưởng hàng muốn nói là bác sĩ Lương không chê tao phiền đâu, nhưng ngẫm lại bản thân đừng nên tự tin khoe cá tính, chứ cái nết của Lương Đa cũng hên xui lắm. Theo như tưởng hàng phân tích, chắc chắn Lương Đa thuộc kiểu nếu bị dí quá sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, cậu muốn đuổi theo cũng không kịp. Nếu dọa anh chạy mất thì kiếp này coi như bỏ thoát kiếp ép pha là một môn học, cần ôn tập thật kỹ. Nghe này, bạn cùng phòng nói, mày cứ duy trì tần suất một ngày hoặc cách ngày nhắn tin cho anh ấy một lần để tạo thành thói quen là được. Phải nhớ, mỗi lần đừng có nói lâu, thấy đủ thì ngưng. Bạn cùng phòng tạm dừng một chút, mà tao thấy mày cũng đéo nói được bao nhiêu đâu. Tưởng hàng lường, khi ai đấy? Mày đấy, bạn cùng phòng cười đắc ý. Anh tưởng, mày thừa nhận đi, trên phương diện này tao giàu kinh nghiệm hơn mày. Từ đúng rồi đấy tưởng hàng đau đớn chấp nhận thôi bữa nay tới đây được rồi thầy chu mệt tan học đêm đã khuya bạn cùng phòng muốn đi ngâm chân nhớ có thời gian thì kết toán học phí tao chờ mày đó anh chu bạn cùng phòng tính ra ngoài thì bị tưởng hàng gọi giật ngược tao phải duy trì tiết tấu này trong bao lâu xem tiến triển của hai người đã bạn cùng phòng nói phải coi bác sĩ lương có dễ thả thính không gì mà dễ thả khó như chó luôn ấy chứ người như lương đa dù đụng trúng cao thủ thả thính cũng chẳng xi si nhê gì vì anh có chịu tiếp chiêu éo đâu. Dựa theo sự chỉ dẫn của bạn cùng phòng, tưởng hàng bắt đầu tập trung gẹo lương đa. Tưởng hàng vẫn còn e ấp lắm nên không dám buông mấy lời cật nhã, bọn họ đã thân thiết gì với nhau đâu, nhỡ đưa mồm đi chơi xa quá thành ra mình không tôn trọng người ta. Thế là tưởng hàng bắt đầu ngoan ngoãn chia sẻ mỗi ngày một câu chuyện hề, mà hiếm khi cậu chịu bỏ công quan sát. Ví dụ như ăn mì ở căng tin lại ăn trúng cái nắp bia, ví dụ như chơi bóng bị bóng đập vào đầu ví dụ như ngủ trong lớp bị thầy giáo bắt quả tang, ví dụ như tắm ở nhà tắm công cộng, vừa thoa xà bông xong thì hết nước, mỗi ngày một chuyện, vô cùng phong phú đa dạng. Lương Đa lười quan tâm, còn tưởng hàng nghiêm chỉnh học theo lời dạy của bạn cùng phòng, bữa nào Lương Đa không rep thì dù trong bụng có bức trức, cậu vẫn đợi tới bữa sau mới nhắn tiếp. Một tuần trôi qua, hầu như mỗi ngày tưởng hàng đều nhắn tin lúc 7 giờ tối, Lương Đa cũng dần quen việc nhận tin nhắn của cậu ta. Tuy Lương Đa chưa bao giờ rét nhưng anh vẫn đọc, ban đầu chả để ý lắm nhưng thói quen là một thứ rất đáng sợ. Buổi tối của ngày thứ 8, đã 9 giờ rưỡi mà tưởng hàng vẫn chưa gửi tin nhắn khiến Lương Đa thấy bức bối không yên. Trống rỗng nè, hiu quả này, còn hơi lạnh lẽo nữa. Anh vừa ăn khoai tây chiên vừa tập yoga, cứ tập một cái là quốc ba lát sờ nắc. Mi tâm nhíu thành chữ xuyên, cách vài giây lại ngó điện thoại một lần. Anh ở bên này nhớ nhung, tưởng hàng bên kia thì rung chân mày đừng trung coi, bạn cùng phòng quát, chán quá thì ngủ đi, tao ứng ngủ đấy, tưởng hàng tiếp tục trung chân chơi dò mình, còn sớm chán, đàn ông con trai phải biết giữ bình tĩnh, bạn cùng phòng ra vẻ dân lão làng, chờ đi, tí nữa bác sĩ lương của mày sẽ chủ động liên lạc thôi, tưởng hàng hừ, chả tin lắm, bảy ngày liên tục nhắn tin đúng giờ mà lương đa chẳng thèm rép tin nào. Hôm nay không nhắn thì ảnh đỡ bị phiền chứ làm sao nhắn tin cho cậu được, tưởng hàng không tin, cảm thấy chuyện này là không thể. Mày nói mới gì đó, tưởng hàng nói, mày làm rồi hả, có đâu, bạn cùng phòng nói, ở thư viện của trường có cuốn binh pháp yêu đương, bữa rảnh nên tao đọc thử, ồ, hóa ra mày coi tao là chuột bạch hả, cũng gần vậy á, bạn cùng phòng nói toạt móng heo, tao thí nghiệm xíu, lỡ sai ở đâu thì sửa, sau này xuất bản thành binh pháp yêu đương plus, khéo lại thành best seller của năm, cút mẹ mày đi, tưởng hàng vốn là cao thủ dò mình, vậy mà hôm nay chạm lần nào nổi lần nấy tên tuổi anh hùng một thời bị hủy sạch, cậu ngó đồng hồ đã 9 giờ rưỡi hơn, thở dài thường thường. Đành vậy, cút đi ngủ như lời anh chu thôi, cậu tắt game muốn đi rửa mặt, mới đứng dậy thì điện thoại bỗng rung, tưởng hàng và bạn cùng phòng lên tinh thần, dòm chầm chầm cái điện thoại của tưởng hàng, căng thẳng quá má ơi, căng thẳng chưa từng có luôn ấy, tưởng hàng lướt xem, trời ơi cái quần què dĩ đây. Thông báo hộp thư quy quy mày ơi, tưởng hàng căng mắt, còn là thư rác nữa, tức xỉu tưởng hàng quăng điện thoại lên giường, đi rửa mặt, chàng trai thất tình cả người ủ rũ, lúc rửa mặt suýt đập đầu vào vòi nước, tuổi thân quá trời luôn, cậu không nhịn được hát vang, mập mờ khiến người ta nhận hết tuổi hơn, bài ái mùi của Dương Thừa Lâm, hát xong mới thấy sai sai, anh chú bảo cậu với Lương Đa còn chưa tính là mập mờ nữa, tôi xin đem sự tuổi hơn này hóa thành dòng lệ tuôn, lúc tưởng hàng rửa mặt xong quay về, bạn cùng phòng đã đeo tai nghe bắt đầu chơi game, cậu cất đồ rồi leo lên giường ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có, không chừng còn có cả bác sĩ Lương. Tưởng hàng cảm thấy dạo này mình thật sự quá nặng tình, không ngờ mình lại thích người ta đến vậy. Nằm vào chăn, cầm điện thoại, nhiệm vụ cuối cùng trước khi ngủ là lướt vòng bạn bè. Tuy biết chắc Lương Đa sẽ không đăng gì đâu, nhưng cậu vẫn nhớ thương muốn nhìn một chút, nhỡ đâu anh ấy, nhỡ đâu, nghĩ tới nhỡ đâu, cái sự nhỡ đâu đó xuất hiện thật. Lương Đa không đăng sĩ ta túc mà gửi tin nhắn cho tưởng hàng. 10 phút trước, Lương Đa nhắn rằng, anh thấy em nên đổi tên, đừng gọi là bé Lương đáng yêu nữa, gọi bé Lương xui xẻo đi. Tưởng hàng ngỡ mình nhớ bác sĩ Lương quá nên sinh ảo giác, hú to, anh Chu, anh Chu đang tập trung chơi game, méo thèm ke tưởng hàng. Cậu ngồi phát dậy, tắt nguồn điện thoại, khởi động lại lần nữa, mở uy chát ra, tin nhắn của Lương Đa vẫn còn đó. Anh Chu, tưởng hàng không nhịn được bắt đầu la ơi ới, mày đỉnh vải chưởng luôn ấy. Bác sĩ lương cao quý lạnh lùng chủ động nhắn tin cho Mỹ, anh chú vẫn miệt mài cày game, âm thanh trong headphone rất to nên chả nghe thấy lời tưởng hàng. Tưởng hàng vội rét, ngại quá, vừa nãy em đi rửa mặt nên giờ mới thấy tin nhắn ạ. À. Lương đa mới quất xong bịch khoai tây chiên, anh nằm trên thảm yoga nghĩ xem mình nên ăn thêm gì trong đêm dài dằn vặt hiu quả này. Đang rối rắm chợt thấy tin uy chát, lương đa liếm ngón tay nhắm nháp chút hương vị khoai tây chiên còn sót lại, cười tủng tỉm đọc tin nhắn của tưởng hàng. Vốn anh chẳng muốn trả lời nhưng thấy câu ngại quá của tưởng hàng vụng về dễ thương quá, tự nhiên anh muốn gẹo thằng cu này xíu. Lương đa còn chưa rep thì tưởng hàng sực nhớ mình quên không để lại móc câu rồi, cậu nóng nảy gửi thêm một tin nữa, mùa này nước lạnh lắm, nước nhà anh có lạnh không? Lương đa trố mắt dòm hàng chữ mới nhảy ra, cười bò trên thảm yoga, anh rep, vòi nhà anh lúc nào cũng chảy ra nước sôi 100 độ, tưởng hàng dòm tin nhắn là biết đéo ổn rồi, vội leo xuống giường kiếm thằng bạn, anh chu đợi lát nữa chơi tiếp giúp tao với bạn cùng phòng bị cậu dọa giật nảy tháo tai nghe xuống hỏi gì đó ảnh nhắn cho tao nè tưởng hàng đắc ý chủ động nhắn uy chát cho tao đó he thật ra anh chu đâu có ngờ chiêu này xài ngon vậy cũng không biết cuốn binh pháp yêu đương đó xịn thiệt hay bác sĩ lương chịu diễn sâu nữa thì không đó mày tâm hồn hóng chuyện của bạn cùng phòng cháy hừng hực anh ấy nhắn sao thật ra cũng không có gì tưởng hàng cho cậu ta xem tin nhắn mày thấy anh ấy nhắn vậy là có ý gì bây giờ coi như tưởng hàng bừng nắng hạ rồi không mấy yêu vào cũng thành ngu chật bạn cùng phòng nhướng mày suy tư anh tưởng tao nghĩ ảnh đang ám chỉ mày đó ám chỉ tao á ờ bạn cùng phòng nói theo sự phân tích của tao ảnh ám chỉ mày nhiệt huyết sôi trào lửa tình thiêu thân đấy sau đó bạn cùng phòng bị tưởng hàng ký đầu bớt xàm cho tao tưởng hàng cầm điện thoại quay về giường mày tưởng ai cũng như mày cái não đen tối như tương lai của chị dậu hay gì thề với thánh đức chúa trời, tao cực kỳ trong sáng nhé, tưởng hàng mặt kệ cậu ta, quay đít nhìn chầm chầm tin nhắn của lương đa nhưng ngẫm mãi chả thông rằng ảnh muốn nói gì. Đừng nói là ám chỉ mình thật nha, không tới mức đó đâu hén, bác sĩ lương không phải người vậy đâu, bác sĩ lương không phải người đó thật, tối qua anh nghịch xét tô phê quá nên bữa nay cái tướng đi đường hơi ngộ, giờ anh mấy bé xét toy đáng yêu không làm anh vui nữa rồi, lúc rảnh toàn muốn ghẹo bé tưởng thôi lương đa đợi hoài không thấy tưởng hàng rep nghĩ thằng cu này chán sống rồi bác sĩ lương đã chủ động gửi tin mà méo thèm rep là sao anh ngồi bật dậy từ thảm yoga tắt video yoga rồi mở hoa hồng có gai đâu phải tưởng hàng không muốn rep mà đang rối rắm không biết rep gì nè cậu cầm điện thoại lăn lộn thật lâu cuối cùng ngủ quên mẹ luôn lần đầu tiên trong đời lương đa bị ăn quả bơ anh ngồi đó xem lâm phẩm như vả ngải lời hơn hai tiếng thấy mình bị tưởng hàng chọc tức chết rồi anh nổi sùng dậm chân đùng đùng đi về phòng ngủ. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.